Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 8. Diệp Nguyên Cát bị kẹp giữa hai người, cố gắng ngăn chặn cuộc chiến. Khung cảnh lại rơi vào tình trạng hỗn loạn ngắn ngủi. Đủ rồi. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm từ xa truyền đến. Đánh cãi chửi nhau ở trước mặt mọi người còn ra thể thống gì nữa? Hai mẹ con các người không cảm thấy xấu hổ sao? Lúc này, ông Diệp đột nhiên bước tới. Ông Diệp. Thấy vậy, những vị khách xung quanh đều ngạc nhiên và lần lượt chào hỏi. Ông Diệp khế gật đầu với mọi người, đánh giá một vòng những người có mặt. Nhìn thấy năm đại gia tộc đều không ở đây mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện đáng xấu hổ như vậy, nếu để năm đại gia tộc thấy được, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Cha, Hứa Như Vân tức giận nói, thằng nhóc này vẫn luôn đối đầu với con. Lần trước nó vừa ra tù đã dám đánh con. Con nghe nói vừa rồi nó còn đánh Trạch Nhi ở bên ngoài nữa, đúng là ngỗ ngược mài. Ông Diệp nhìn Diệp Lâm, đã 5 năm không gặp, trong lòng có chút xa lạ. Sao nào, cháu không mẹ kế thì thôi đi, chẳng lẽ đến ông nội cháu cũng không nhận hay sao? Ông Diệp thấy Diệp Lâm mãi không lên tiếng chào mình, trong lòng không khỏi có chút tức giận, thầm nghĩ rằng đứa trẻ này ngày càng chẳng ra làm sao. Lâm Nhi, Diệp Nguyên Cát khế huých con trai, sau đó mỉm cười giải thích. Thằng nhỏ này đã lâu không về, chắc hẳn nhìn thấy ông kích động đến không nói nên lời thôi ạ. Ông nội, Diệp Lâm khó khăn mở miệng. Công bằng mà nói, anh và họ đều là máu mủ ruột thịt nên vẫn có chút tình cảm gắn bó. Nhưng không hiểu vì sao, 5 năm sau khi rời khỏi nhà, Diệp Lâm lại càng cảm thấy vô cùng thờ ơ với gia đình này. Như thể anh là một người xa lạ vậy. Cho dù nhà họ Diệp không đuổi anh ra khỏi nhà thì dường như Diệp Lâm cũng đã càng ngày càng rời xa căn nhà này rồi. Hừ, ông Diệp khịt mũi lạnh lùng. Trước mặt nhiều khách như vậy, ông ta khó mà đuổi cháu trai ra ngoài ngay tại chỗ được, như vậy thì vô tình quá. Vì vậy, ông Diệp đã cho đứa cháu bất hiếu này một cơ hội để thể hiện sự khoan dung độ lượng của mình. Diệp Lâm, ông Diệp tiếp tục nói, nếu hôm nay cháu chủ động trở về, ông sẽ cho cháu một cơ hội để trở về với gia tộc. Thứ nhất, cháu phải thành tâm sám hối, quỳ xuống và thề sẽ không bao giờ gây chuyện nữa. Thứ hai, Hứa Như Vân dù sao cũng là mẹ của cháu, thân là con trai, cháu không thể ngỗ ngược như vậy được, phải thành tâm xin lỗi nó và thề sẽ đối xử với nó như một người mẹ, không bao giờ vô lễ nữa. Chỉ cần cháu có thể làm được hai việc này, ông sẽ cho phép cháu trở về nhà họ Diệp. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nhà họ Diệp đều cảm thấy như vậy là quá dễ dàng đối với đứa trẻ này. Chỉ là một lời thề đơn giản và một lời xin lỗi có lệ, không có hình phạt nào cả. Vậy là quá nhẹ nhàng rồi. Ông cụ này miệng thì nói lời cay nghiệt, nhưng trong lòng vẫn thương cháu trai. Thấy vậy, những vị khách xung quanh cũng khen ngợi tấm lòng rộng lượng của ông Diệp. Họ thậm chí còn bắt đầu chúc mừng cháu trai lớn của nhà họ Diệp đã trở về, gia đình đoàn tụ vui vẻ. Tuy nhiên, Hứa Như Vân nghe xong lại không chịu để yên, mày phải quỳ xuống xin lỗi mới được. Lâm Nhi, Diệp Nguyên Cát cũng lập tức nháy mắt với Diệp Lâm, thúc giục anh nhanh lên. Kẻo ông nội lại đổi ý. Đúng lúc mọi người nghĩ rằng nếu ông Diệp đưa ra điều kiện đơn giản như vậy, Diệp Lâm chắc chắn sẽ đồng ý và trở về gia đình. Tuy nhiên, Diệp Lâm lại cười nhạo, một lời nói đánh tan ảo tưởng của mọi người. Nằm mơ, nằm mơ. Những lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức im lặng như tờ. Mọi người ngạc nhiên nhìn Diệp Lâm. Phản ứng đầu tiên của mọi người là họ thậm chí còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Cháu nói gì vậy? Ông Diệp hỏi lại, vừa sốc vừa tức giận. Ông ta cũng cảm thấy mình đã nghe nhầm rồi, sao thằng nhóc này dám nói chuyện với ông ta như vậy? Cháu nói là, nằm mơ. Diệp Lâm không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, lặp lại lần nữa. Ồ, những lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức trở nên náo động. Mọi người nhìn Diệp Lâm như nhìn thấy ma, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thằng nhóc này điên rồi sao mà dám nói như vậy? Rõ ràng ông cụ đã nhường một bước, vậy mà cậu ta lại từ chối. Đúng là ngồi tù hại não mà, không biết tốt xấu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả khách Hứa đều lắc đầu, cho rằng Diệp Lâm điên rồi. Cháu, ông Diệp cũng không nói nên lời, hoàn toàn thất vọng với đứa cháu trai này. Dám làm trái lời của ông ta, đây chẳng phải là không giữ thể diện cho ông ta sao sao. Rõ ràng ông ta đã cho anh một cơ hội, nhưng đáng tiếc anh lại không trân trọng nó. Từ nay về sau, nhà họ Diệp sẽ coi như không có người này. Lâm Nhi, con đang nói điều gì ngu xuẩn vậy hả?
Nghe được lời này, Diệp Nguyên Cát cũng là sợ hãi, nhanh chóng thay Diệp Lâm giải thích. Cha, Lâm Nhi chỉ lỡ lời thôi. Lâm Nhi, mau xin lỗi ông nội đi. Nói là con không có ý đó. Ông Diệp lạnh lùng mỉm cười, lỡ lời. Tôi già rồi, nhưng tôi không điếc. Nó còn lặp lại lần nữa. Chẳng lẽ cũng là lỡ lời sao? Lúc này, trong số tất cả mọi người có mặt, có lẽ chỉ có Hứa Như Vân là người cảm thấy vui vẻ. Tuy rằng không nhìn thấy Diệp Lâm quỳ xuống xin lỗi mình, bà ta có hơi thất vọng. Tuy nhiên, thấy Diệp Lâm từ chối ngay lập tức, không cho ông nội mặt mũi, hoàn toàn chặn hết con đường trở về, bà ta lại vui mừng nhìn thấy. Cha, con nói rồi mà, thằng nghịch tử này không coi ai ra gì đâu. Hứa Như Vân nhún vai, thêm mắm thêm muối, nó đánh con thì thôi đi, bây giờ còn không dám nghe lời của cha nữa. Mọi người nói xem, trong mắt nó còn có thể nhìn thấy ai nữa. Đúng là ngỗ ngược, nhà họ Diệp chúng tôi sao có thể dung túng đứa loại nghịch tử như vậy. Mọi người cũng gật đầu đồng tình, cho rằng Diệp Lâm thật là quá đáng. Sau 5 năm ở tù, tưởng rằng anh sẽ thành thật hơn, nhưng kết quả lại càng trở nên kiêu ngạo. Đúng là ngông cuồng mà, làm gì có ai như vậy chứ? Lâm Nhi, mau giải thích với ông nội đi. Diệp Nguyên Cát lo lắng nói. Không có gì để giải thích hết. Diệp Lâm lắc đầu, kiên định nói, thứ nhất, dưới đầu gối của tôi có vàng, tôi sẽ không quỳ xuống xin lỗi bất cứ ai. Thứ hai, Hứa Như Vân hại tôi nhiều năm như vậy, bà ta mới là người phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Muốn tôi xin lỗi bà ta ư, bà ta không xứng. Thứ ba, hôm nay tôi trở về nhà họ Diệp, không cần bất kỳ ai đồng ý, bởi vì từ nay nhà họ Diệp phải nghe lời tôi. Cái gì, những lời này vừa nói ra, hiện trường lại lần nữa sôi trào. Điên rồi, thằng nhóc này điên thật rồi. Xem ra 5 năm ngồi tù thật sự khiến cậu ta mất trí rồi. Không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Ha ha, cậu ta còn nói sẽ làm chủ nhà họ Diệp. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Khách Khứa tỏ ra khinh thường, trách Diệp Lâm không biết tốt xấu. Mọi người trong nhà họ Diệp nghe thấy những gì Diệp Lâm nói thì cũng bật cười, như thể họ đã nghe thấy một trò đùa bư ồn cười nhất trên thế giới. Lâm Nhi, con, Diệp Nguyên Cát không giấu được sự thất vọng trong mắt. Ông ta tự hỏi liệu năm ngồi năm tù này thật sự đã khiến con trai mình mất trí rồi sao? Rốt cuộc thằng bé đã phải chịu đựng điều gì trong tù chứ? Cậu làm chủ, ông Diệp bật cười giận dữ. Lập tức tuyên bố, hôm nay, tôi vốn dĩ mở cửa cho cậu trở về. Nhưng cậu lại không biết tốt xấu, dám nói những lời ngông cuồng đó trước mặt tôi. Được rồi, từ giờ trở đi, chỉ cần tôi còn sống thì cậu đừng hòng quay trở lại. Những lời này vừa nói ra. Chẳng khác nào công khai tuyên án tử hình với Diệp Lâm, cắt đứt mọi con đường để anh trở về. Cha, Diệp Nguyên Cát nghe xong thì thở dài, nghĩ rằng sự việc bây giờ đã kết thúc thật rồi, Lâm Nhi có thể sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Cha thật anh minh, Hứa Như Vân ở bên cạnh vỗ tay, cảm thấy đắc ý vô cùng. Với lời nói của ông cụ Diệp, con đường trở về của Diệp Lâm đã hoàn toàn bị cắt đứt. Bây giờ, hai mẹ con họ có thể ung dung tự tại. Không còn phải lo lắng Diệp Lâm trở về tranh đoạt tài sản của gia tộc nữa. Tôi có trở về hay không, e là không do ông quyết định. Diệp Lâm vô cùng bình tĩnh. Hiện giờ, anh kiểm soát hơn 30% cổ phần của Diệp Thị, tương đương với việc nắm giữ sinh tử của nhà họ Diệp. Anh có quay lại hay không thì có gì khác biệt cơ chứ? Hơn nữa, sau này, chỉ cần anh mở một cuộc họp hội đồng quản trị và đuổi người ra khỏi nhà họ Diệp ra ngoài, e rằng họ sẽ khóc lóc cầu xin anh quay lại. Tất nhiên, mọi người trong nhà họ Diệp vẫn chưa nhận ra điều này. Bảo vệ đâu, lúc này, Hứa Như Vân bắt đầu lớn tiếng gọi bảo vệ với thái độ của kẻ thắng cuộc, đuổi tên nghịch tử này ra ngoài. Sau này không được phép cho nó bước vào nhà họ Diệp nữa. Nhân viên bảo vệ ở cửa vừa định bước vào. Người đứng đầu của năm đại gia tộc đã đến Diệp Trạch chạy vào trước, hổn hển báo tin. Năm đại gia tộc đến rồi sao? Nghe xong lời này, mọi người trong nhà họ Diệp đều nín thở tập trung. Chỉnh đốn lại tư trang, chuẩn bị chào đón những vị khách quý của đêm nay. Những vị khách có mặt tại hiện trường cũng xì xào với nhau, họ biết rõ vị thế của năm đại gia tộc này. Lúc này, ngay cả Hứa Như Vân cũng không có thời gian nhắm vào Diệp Lâm nữa mà nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cửa. Khụ, khụ. Ông cụ Diệp khế ho một tiếng, nói với người nhà họ Diệp, đi thôi. Theo tôi đón khách quý nào. Năm gia tộc mới của Yến Kinh, Triệu, Thôi, Cát, Đàm, Thường. Họ cũng nổi lên theo sự trỗi dậy của nhà họ Bạch, chỉ trong một đêm đã có thể theo kịp năm đại gia tộc cũ,
sau đó được gọi chung là 10 đại gia tộc đứng đầu Yến Kinh. Nếu chỉ chọn ra một gia tộc, có lẽ nhà họ Diệp sẽ không quan tâm. Nhưng nếu 5 gia tộc này gộp lại, ngay cả một gia tộc lâu đời như nhà họ Diệp cũng không thể coi thường. Hơn nữa, hiện giờ 5 gia tộc này đã hợp tác với nhà họ Bạch để mua lại cổ phiếu của nhà họ Diệp, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Diệp Thị. Nhà họ Diệp càng không dám lơ là, yến tiệc hôm nay cũng chủ yếu là để chiêu đãi 5 đại gia tộc này. Hy vọng rằng cả hai bên có thể biến thù thành bạn. Hoành tráng thật, 5 đại gia tộc đều có mặt, xem ra họ cũng rất nể mặt nhà họ Diệp đấy chứ. Đương nhiên rồi, lạc đà dù gầy nhưng vẫn lớn hơn ngựa, mặc dù nhà họ, Diệp gần đây gặp khó khăn vì vấn đề thuế má, nhưng sau khi phục hồi vẫn sẽ nằm trong 10 gia giàu có nhất. Nếu 5 gia tộc này thông minh thì cũng nên nhân cơ hội này kiếm chút lợi ích, không cần thiết phải đắc tội với nhà họ Diệp. Hình như người đứng đầu của 5 gia tộc đều rất coi trọng cuộc gặp gỡ này. Nếu đúng như dự đoán thì nhà họ Diệp sẽ hình thành mối quan hệ tốt đẹp với 5 gia tộc lớn, đạt được thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Các vị khách phân tích tình hình hiện tại, tất cả đều kết luận rằng tộc trưởng của 5 gia tộc lớn đang đích thân ra mặt vì coi trọng nhà họ Diệp, mặt khác là đang cố gắng đàm phán hòa bình với nhà họ Diệp để thu được nhiều lợi ích hơn. Ồ hai cuối cùng họ cũng đến rồi à? Diệp Lâm đang bị mọi người nhắm tới, cuối cùng cũng nhìn thấy người của mình đến. Anh đứng chắp tay sau lưng, kiên nhẫn chờ đợi họ đến gặp mình. Ông Triệu, ông Thôi, ông Cát, ông Đàm, ông Thường. Các ông khỏe chứ? Ông Diệp đích thân đón tiếp và chắp tay chào hỏi. Ông Diệp, không cần khách khí. Tộc trưởng của ngũ đại gia tộc cũng chắp tay đáp lại. Cùng lúc đó, họ cũng đang tìm kiếm Diệp Lâm ở trong đám người. Tuy nhiên, ông Diệp đã dẫn đầu đám đông và tiến về phía trước, chặn mất ầm nhìn của họ. Trong lúc nhất thời, mọi người chen chúc ở cửa, không thấy Diệp Lâm đâu. Mời vào, mời vào. Hôm nay các vị đến đây, hân hạnh cho tôi quá. Ông Diệp bước vào hội trường cùng với tộc trưởng của 5 gia tộc. Trạch Nhi, lúc này, Hứa Như Vân thấp giọng hỏi, thế nào? Con đã làm quen với người của 5 đại gia tộc chưa? Mục đích sắp xếp Diệp Trạch đón khách ở bên ngoài là để cậu ta có cơ hội ra mặt trước những nhân vật lớn này, tạo mối quan hệ. Dạ, Diệp Trạch xấu hổ gãi đầu, cậu ta không thể nói những người này đều không thèm nhìn mình được, rồi. À, Diệp Trạch đáp lại một cách chiếu lệ, sau đó lại hỏi mẹ mình. Mọi người xử lý tên kia thế nào rồi? Nghe vậy, Hứa Như Vân mỉm cười đắc ý, yên tâm, ông nội của con đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi, sẽ không bao giờ cho nó bước vào cửa nữa. Thật sao, nghe được lời này, Diệp Trạch sung sướng vô cùng, anh ta đang ở đâu? Đã bắt được anh và dạy cho anh một bài học chưa? Nghĩ đến cái tát ngoài cửa vừa rồi, Diệp Trạch vẫn còn tức, chỉ mong có thể đánh trả ngay lập tức để trút giận. Hứa Như Vân thấp giọng nói, được rồi, bây giờ chúng tôi phải làm ăn. Tên nhóc kia, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội để xử lý. Lúc này, ông Diệp cũng đang làm quen với tộc trưởng của 5 đại gia tộc. Mặc dù không biết là họ đang nói gì nhưng trông có vẻ vui vẻ. Ông Diệp, không cần khách sáo quá. Thấy ông Diệp tiếp đãi mình với những tiêu chuẩn cao nhất, thậm chí còn không ngần ngại hạ mình làm mọi việc. Các tộc trưởng của 5 đại gia tộc cảm thấy có phần xấu hổ. Ha ha, ông Diệp đích thân rót rượu cho 5 tộc trưởng, cười khổ, không khách sáo sao được. 5 đại gia tộc các ông nắm giữ huyết mạch của nhà họ Diệp chúng tôi. Nếu tôi không tiếp đãi các ông tử tế, một ngày nào đó các ông tổ chức họp hội đồng quản trị, đuổi tôi ra ngoài, chẳng phải sẽ càng xấu hổ hơn sao? Ông Diệp quả thực là một con cáo già, lời lẽ đi trước binh pháp đi sau, đưa ra yêu cầu của mình thông qua một lời nói đùa, hy vọng có thể nhìn thấy phản ứng của 5 vị tộc trưởng. Ha ha, quả nhiên, tộc trưởng của 5 đại gia tộc đều bật cười, không biết phải giải thích hành vi trước đây của họ như thế nào. Trên thực tế, giữa 5 đại gia tộc và nhà họ Diệp không hề có hiềm khích gì. Sở dĩ họ muốn mua cổ phiếu của nhà họ Diệp, chiếm lấy ghế cổ đông lớn đều là do lệnh của Diệp Lâm. Các vị, ông Diệp giơ chén lên, nếu trước đây nhà họ Diệp của chúng tôi đã xúc phạm đến các vị thì bây giờ tôi sẽ xin lỗi. Tôi cũng hy vọng sau khi uống ly rượu này, từ nay chúng ta có thể biến thù. Thành bạn, nhà họ Minh, không biết các ông nghĩ thế nào. Và 5 đại gia tộc từ nay về sau sẽ vĩnh viễn thành lập liên. Không đợi sự đồng ý của mọi người. Ông Diệp đã uống cạn 3 ly rượu. Có thể nói là tràn đầy sự chân thành. Khi những vị khách xung quanh nhìn thấy vậy cũng reo hò, bày tỏ sự ủng hộ trước lời nói của nhà họ Diệp. Lần này,
tộc trưởng của năm đại gia tộc vô cùng khó xử. Nếu tiếp tục từ chối nhà họ Diệp thì có vẻ không tốt chút nào. Ông Diệp, tôi nói thật với ông, lúc này, ông Cát nói, chúng tôi không có thù oán gì với nhà họ Diệp. Chúng tôi mua lại cổ phiếu của ông không phải vì của cải hay quyền lực, mà chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi. Đờ, ông Diệp âm thầm gật đầu, đúng như ông ta dự đoán, chẳng lẽ là nhà họ Bạch sao? Ông Diệp đã lờ mờ đoán được hành động của năm đại gia tộc là đang theo chân nhà họ Bạch. Nhưng điều mà ông Diệp không thể hiểu được là ông ta không hề đắc tội với nhà họ Bạch, vậy tại sao sau khi quay trở lại, nhà họ Bạch lại là nhắm vào nhà họ Diệp đầu tiên? Bắt nạt kẻ yếu ư, nhà họ Diệp cũng không yếu đến mức bị bắt nạt, phải không? Nửa đúng, nửa không. Ông Cát lắc đầu cười khổ, ngay cả nhà họ Bạch cũng làm theo lệnh mà thôi. Nhà họ Bạch đang nghe lệnh của ai? Đây là điều mà ông Diệp không ngờ tới, tự hỏi, chẳng lẽ ông ta đã đắc tội thần thánh phương nào sao? Nghĩ lại thì ngay cả ông Khổng của Bộ Tài chính cũng đã cắt đứt quan hệ với ông ta. Rốt cuộc là ai đang đối đầu với nhà họ Diệp của họ đây? Ấy, ông Diệp, ông vẫn chưa biết sao? Lúc này, năm người kia cũng rất bối rối, ngó nghiêng xung quanh, chẳng lẽ hai người vẫn chưa gặp mặt à? Hả, là ai vậy? Ở ngay đây sao? Ông cụ Diệp mặt mày chứa vẻ mờ mịt. Ông ta thầm nghĩ mình chưa thấy có nhân vật lớn nào đến đây mà. Nếu có thì cả hội trường đã ầm lên từ lâu rồi. Con có thấy là ai không? Hứa Như Vân hỏi con trai Diệp Trạch. Bảo anh ta ở bên ngoài tiếp khách, chính là vì quan sát khách khứa qua lại, nếu có nhân vật lớn đến thì phải nhanh chóng báo tin. Không có, Diệp Trạch cũng mờ mịt mà lắc đầu. Hứa Như Vân tức giận chừng con trai một cái, dường như đang trách móc con ở bên ngoài làm gì không biết nữa. Diệp Trạch cũng rất vô tội, bởi vì ngoài người của năm đại gia tộc ra, thì anh ta không gặp một vị đại lão nào cả. Còn chưa tới nữa hả? Lúc này, đám người ông Tô cũng nhìn quanh tìm kiếm. Đám khách khứa cũng nhìn trái nhìn phải, xem bên cạnh mình có vị đại lão nào không? Hay là chúng ta đi ra ngoài chờ? Lúc ông Cát đề nghị đi ra ngoài, ông Tô lại cười chỉ về phía Diệp Lâm đang đứng, Diệp tiên sinh đang ở bên kia kìa. Diệp tiên sinh! Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều ngạc nhiên. Bởi vì chủ nhà hôm nay là nhà họ Diệp. Bây giờ lại có một vị Diệp tiên sinh đến nữa. Trùng hợp vậy sao? Euro ó điều, ở Yến Kinh, ngoài người nhà họ Diệp ra, thì còn có nhà họ Diệp quan to chức lớn nào nữa hả? Bọn họ chưa từng nghe nói mà. Hơn nữa, mọi người nhìn theo hướng mà ông Tô chỉ, cũng không thấy có gì lạ. Diệp tiên sinh gì chứ? Thậm chí, những người ở hướng bên đó đều sôi nổi tránh ra. Bởi vì bọn họ tự hiểu lấy mình. Biết không phải là mình. Một ngón tay của ông Tô khiến mọi người tản ra. Bên đó chỉ còn lại một mình Diệp Lâm đứng thẳng người tại chỗ. Tên bất hiếu kia còn đứng ngây ra đó làm gì? Đúng là chướng mắt, Hứa Như Vân thấy vậy thì lập tức quát lớn, còn không mau cút qua chỗ khác đi. Các khách khứa xung quanh đều lộ vẻ mặt khinh thường, thầm nghĩ người ta gọi Diệp tiên sinh, anh còn đứng ngây người ra đó làm gì? Không phải người họ Diệp nào cũng có thể được gọi một tiếng tiên sinh. Huống chỉ tiếng tiên sinh ấy còn được thốt ra từ miệng của các tộc trưởng năm đại gia tộc. Vậy nên tiếng tiên sinh ấy rất có sức nặng. Có điều, lúc này, các tộc trưởng của năm đại gia tộc nhìn thấy Diệp Lâm liền đi lên chào hỏi. Diệp tiên sinh, ngài tới sớm vậy sao? Diệp tiên sinh, chúng tôi tới hơi muộn, trên đường bị kẹt xe. Các tộc trưởng năm đại gia tộc lần lượt đi về phía Diệp Lâm. Xung quanh lập tức trở nên ồn ào. Chuyện gì thế này? Không phải là tôi bị hoa mắt đấy chứ. Đại công tử nhà họ Diệp, thế mà lại là Diệp tiên sinh trong miệng các tộc trưởng của năm đại gia tộc. Không phải là nhận lầm người đấy chứ. Lạ thật đấy, chắc chắn là có chỗ nào sai rồi. Nếu không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Các khách khứa ở hiện trường nói sao cũng không muốn tin mọi thứ xảy ra trước mắt. Các vị, nó chỉ là cháu trai Diệp Lâm của tôi. Không phải Diệp tiên sinh gì hết. Ông cụ Diệp tất nhiên cũng không tin tưởng. Đứa cháu trai bị đuổi ra khỏi nhà lại là Diệp tiên sinh trong miệng các tộc trưởng năm đại gia tộc. Phản ứng đầu tiên của ông ta là các tộc trưởng lớn tuổi rồi, nhìn không rõ, nhận lầm người. Thằng bất hiếu kia là tiên sinh hả? Nói đùa cái gì vậy? Hứa Như Vân liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm. Vốn tưởng rằng được sự nhắc nhở của người nhà họ Diệp, các tộc trưởng năm đại gia tộc sẽ phát hiện là mình nhận lầm người. Nào ngờ người trong năm đại gia tộc dường như là không nghe thấy. Tiếp tục tụ tập bên cạnh Diệp Lâm,
hỏi han ân cần, thái độ cung kính. Khiêm tốn như là tôi tớ gặp chủ nhân vậy. Trong nhất thời, Diệp Lâm trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Cái cảnh này lại khiến cho mọi người chấn động. Nhất là người nhà họ Diệp, bọn họ giật mình, ngạc nhiên, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Cho dù không thể hiểu nổi, nhưng mà sự thật chính là sự thật, không phải cứ không tin là được. Diệp Lâm bị nhà họ Diệp đuổi ra khỏi nhà, lại là Diệp tiên sinh trong miệng năm đại gia tộc. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao đại công tử nhà họ Diệp lại trở thành Diệp tiên sinh trong miệng năm đại gia tộc vậy? Rốt cuộc là chúng ta đã bỏ lỡ cái gì? Sao chưa từng nghe ai nói tới vậy? Anh ta mới ra tù mà. Các khách khứa vẻ mặt nghi ngờ, khó hiểu. Còn người nhà họ Diệp cũng không hiểu ra sao, ai nấy đều có rất nhiều điều muốn hỏi. Chỉ là, mọi người ở đây chợt bừng tỉnh, nhận ra rằng. Thảo nào lúc nãy Diệp Lâm, nói mạnh miệng như vậy, hóa ra là người ta có vốn liếng để nói mạnh miệng. Nếu nói mọi chuyện đều do Diệp Lâm đứng sau tính toán, hiện nay năm đại gia tộc đang nghe theo lệnh của Diệp Lâm, thì chẳng phải là Diệp Lâm đã trở thành cổ đông lớn nhất nhà họ Diệp hay sao? Cái câu nói sau này anh ta sẽ làm chủ nhà họ Diệp. Dường như không phải là nói đùa. Sau khi nhận ra điều này, mọi người lại cảm thán liên tục. Không ai ngờ rằng lời nói mạnh miệng mới vừa rồi của Diệp Lâm lại trở thành sự thật. Lúc nãy mọi người còn đang cười Diệp Lâm điên rồi, kết quả vai hề lại là chính mình. Vả mặt tới một cách nhanh chóng, khiến người ta thật sự bất ngờ. Nó là, lúc này, sắc mặt ông cụ Diệp cũng thay đổi thất thường. Ngay cả mình cũng phải nịnh bợ lấy lòng các tộc trưởng năm đại gia tộc, lúc này lại tụ tập bên cạnh Diệp Lâm với dáng vẻ cung kính. Cái khuôn mặt già của ông cụ Diệp thật sự là không biết giấu đi đâu cho ổn. Đến tận bây giờ, ông ta mới hiểu được tại sao Diệp Lâm lại tự tin như vậy, và tại sao Diệp Lâm lại dám nói ra cái lời cực kỳ mạnh miệng là sau này nhà họ Diệp. Phải nghe theo lời Diệp Lâm. Ha ha, hóa ra là vậy, ông cụ Diệp nặng nề thở dài, hay lắm nhóc con. Giấu đủ sâu. Có điều, với tuổi tác và kinh nghiệm của ông không thể nào tưởng tượng nổi đứa cháu trai mới vừa ra tù của mình, rốt cuộc đã làm loại chuyện chấn động đất trời thế nào, mà có thể khiến cho năm đại gia tộc phải nghe theo lời nó. Sao có thể chứ? Hứa Như Vân cắn chặt răng, hoảng sợ mà trừng Diệp Lâm. Bà ta vốn tưởng rằng Diệp Lâm đã không còn đường sống, không đáng phải lo lắng, nào ngờ đối phương lại đánh cho bà ta một cái không kịp trở tay. Tên bất hiếu kia. Sao có thể là Diệp tiên sinh, năm đại gia tộc kia, có phải là già lú lẩn rồi không? Cho đến tận bây giờ, Hứa Như Vân vẫn không cam lòng, không muốn tin tưởng mọi thứ trước mắt. Mẹ, làm sao bây giờ, thấy cái cảnh này, Diệp Trạch hoảng hốt. Anh ta nhớ đến hôm qua, ngay cả đám nhị đại đứng đầu như Hoa Quốc Đống và Hàn Anh cũng gọi Diệp Lâm là Diệp tiên sinh. Lúc này, anh ta chợt nhận ra được một sự thật đáng sợ. Đó là Diệp Lâm của hiện tại. Đã đứng ở một độ cao mà bọn họ không thể tưởng tượng được. Và trở thành kẻ địch với anh, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phong Nhi, con, lúc này, Diệp Nguyên Cát hồi hồn lại từ trong cơn chấn động. Ông ta vẫn còn một chút không tin nổi khi thân phận của con trai mình thay đổi lớn như vậy. Thằng nhóc này, sao đột nhiên lại biến thành Diệp tiên sinh trong miệng đám đại lão vậy? Chẳng lẽ... Diệp Nguyên Cát nghĩ tới một khả năng không thể nào xảy ra liền thay đổi sắc mặt. Có điều, ngay sau đó, ông ta liền lắc đầu, cho rằng không thể nào. Đám người kia chết hết rồi, không ai có thể biết chuyện kia được. Giờ phút này, trong năm đại gia tộc, chỉ có nhà họ Tô là nhảy nhót nhất. Bởi vì thư ký Susan đi theo bên cạnh Diệp Lâm chính là người nhà họ Tô bọn họ. San San, chúc mừng con trở thành thư ký của Diệp tiên sinh, sau này con phải làm việc thật tốt cho Diệp tiên sinh. Rồi học thêm một số thứ hữu dụng nữa. Không phải ai cũng có loại cơ hội này đâu. Ông Tô nói bằng giọng điệu người lớn trong nhà, thân thiết bắt chuyện với Susan, thậm chí ám chỉ cô tranh thủ nắm bắt cơ hội đi cao hơn nữa. Đồng thời còn mời một nhà bọn họ cuối tuần về bổn tộc chơi, qua lại nhiều hơn, dù sao cũng là người một nhà. Đúng là nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Hiện giờ Susan may mắn được đi theo bên cạnh Diệp Lâm. Trở thành người của Diệp Lâm, khiến cho cả nhà họ Tô dần dần coi trọng một nhà Susan. Bốn nhà khác thấy vậy thì hâm mộ ghen ghét nhà họ Tô tóm được vận may, trong tộc lại có con cháu là bạn học của Diệp tiên sinh, đoạt được một vị trí thân thiết như là thư ký của Diệp Lâm. Giờ phút này, năm đại gia tộc đã tụ tập chào hỏi xong.
Bọn họ đi theo Diệp Lâm, cùng nhìn về phía người nhà họ Diệp. Diệp Lâm không còn cô đơn một mình, bên cạnh anh là mấy chục người ăn mặc trang trọng của năm đại gia tộc. Nếu cộng hết sức nặng và giá trị con người của bọn họ thì cũng đủ để nghiền áp hết tất cả mọi người ở đây. Trong nhất thời, dường như không cần nói cũng biết là ai mạnh ai yếu. Đám khách khứa lại nhìn về phía Diệp Lâm, chỉ là lần này trong mắt đã không còn vẻ khinh thường nữa, mà ngược lại có vẻ sợ hãi tôn sùng, không dám qua loa một chút nào. Diệp Lâm dẫn đám người đi lên. Mọi người xung quanh đều tự giác mà nhường ra đường đi. Lại một lần nữa đối mặt với người nhà họ Diệp, Diệp Lâm không chỉ có thể cùng ăn cùng ngồi, mà còn có thể đè lên bọn họ một đầu. Cho dù là ông cụ Diệp, khi gặp lại Diệp Lâm lần nữa, cũng cảm nhận được một loại áp lực khó nói thành lời, khiến ông ta hoảng hốt, không dám ngẩng đầu lên. Còn hai mẹ con Hứa Như Vân thì không dám mặt đối mặt với Diệp Lâm, trong lòng sợ hãi, chột dạ mà quay sang chỗ khác. Bọn họ chỉ muốn trở thành người vô hình, để tránh Diệp Lâm chủ động gây chuyện với hai mẹ con bọn họ. Hai bên rằng co một lát, ông cụ Diệp rốt cuộc khó khăn mà mở miệng, ai ra? Cháu thắng. Cục diện hiện nay không còn là nhà họ Diệp đuổi Diệp Lâm đi nữa, mà là không thể không chấp nhận sự vinh quang trở về của Diệp Lâm. Rốt cuộc thì người ta nắm trong tay hơn 30% cổ phần tập đoàn, trở thành cổ đông lớn nhất công ty. Nhà họ Diệp chỉ có một đường là tuyên bố Diệp Lâm thắng, chứ không có bất cứ tư cách phản kháng nào hết. Không phải là tôi thắng. Diệp Lâm chưa từng chờ những lời kia, bởi vì tôi chưa từng thua. Từ khoảnh khắc Diệp Lâm ra tù, liền không có một người nào có thể làm cho anh thua. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ nhậm chức gia chủ nhà họ Diệp, các người có phục không? Diệp Lâm hỏi. Nghe vậy, người trong nhà họ Diệp đều rất ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Lâm lại trắng trợn như thế, vừa lên là phải đoạt quyền, trực tiếp lấy đi vị trí chủ một nhà. Ông còn chưa chết đâu. Ông cụ Diệp cắn răng nói. Ông ta vốn định nhường bước, để Diệp Lâm trở về gia tộc, giao cho địa vị và quyền lực nhất định, có quyền góp ý các chuyện lớn nhỏ trong tộc, từ đây trở thành một trong các thành viên trung tâm của gia tộc, có địa vị và đãi ngộ giống như cha nó. Không ngờ rằng nó còn trẻ tuổi mà dã tâm lại lớn đến như vậy. Vừa ra là phải thay thế. Sao ông cụ Diệp có thể nhịn được nữa? Ha ha, Diệp Lâm bình tĩnh cười nói, ông nội, ông lớn tuổi rồi. Nên dưỡng lão đi thôi. Hãy giao nhà họ Diệp cho cháu sẽ khiến nhà họ Diệp mạnh hơn khi ở trong tay ông. Hiện giờ, đứng sau lưng Diệp Lâm là năm đại gia tộc Yến Kinh. Nếu dung hợp luồng sức mạnh này, tất nhiên sẽ khiến nhà họ Diệp một bước lên trời, thậm chí có khả năng trở thành gia tộc đứng đầu 10 đại gia tộc. Tất cả những thứ này là ông cụ Diệp có nằm mơ cũng không dám mơ, và tuyệt đối không làm được. Đúng vậy, Diệp Lâm nói không hề sai. Nhưng mà ở trước mặt nhiều người, bị cháu trai mình buộc phải nhường chức. Còn là đứa cháu trai mà chính miệng mình mắng là bất hiếu rồi đuổi ra khỏi nhà. Sao ông cụ Diệp có thể tiếp thu được cái loại hiện thực tàn nhẫn này được chứ? Ông có thể ký di chúc lập cháu làm người thừa kế đời tiếp theo. Ông cụ Diệp khó khăn mà mở miệng, đây đã là sự nhường bước và hứa hẹn lớn nhất mà ông ta có thể làm được. Tuyên bố với bên ngoài, cộng thêm thế lực hiện giờ của Diệp Lâm. Chắc là không bao lâu nữa nhà họ Diệp sẽ hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, dù chỉ là một sự chuyển giao ổn định, một sự bàn giao có mặt mũi, thì Diệp Lâm cũng không đồng ý. Ông nội, ông không có lựa chọn khác. Diệp Lâm cười nói, nếu nhà họ Diệp không nghe theo cháu, thì tuần sau, cháu sẽ dựa vào thân phận đại cổ đông mở cuộc họp hội đồng quản trị, tước bỏ tư cách giám đốc của các thành viên nhà họ Diệp, đồng thời đuổi ra khỏi hội đồng quản trị. Đến lúc ấy, nhà họ Diệp cũng sẽ rơi vào trong tay Diệp Lâm. Chỉ là cách làm này mang tính cấp tiến, và tộc nhân nhà họ Diệp cũng sẽ mất đi mọi thứ đang có. Ông Diệp, hay là ông cứ nhường chỗ cho Diệp Lâm đi? Đúng vậy, nếu cháu Diệp có tài thế này rồi, có thể dẫn dắt nhà họ Diệp chúng ta nâng cao một bước, thì sao lại không làm chứ? Người có năng lực sẽ được làm chủ nhà họ Diệp, tôi tán thành Diệp Lâm lập tức trở thành gia chủ. Trong nhất thời, các cổ đông lớn nhỏ trong nhà họ Diệp đều nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ cần phải lựa chọn một phe. Nếu đứng về phe ông cụ Diệp, thì khi mở cuộc họp cổ đông, bọn họ sẽ mất đi tất cả. Ích lợi trước mắt khiến bọn họ không thể không cúi đầu xưng thần với Diệp. Lâm, ai bảo người ta mới là cổ đông lớn nhất hiện nay của Diệp thị chứ? Các người. Ông cụ Diệp nhìn từng khuôn mặt quen thuộc kia, không ngờ bọn họ lại trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa. Bạn bè xa lánh, thói đời nóng lạnh,
khiến ông cụ Diệp cực kỳ bư ồn lòng. Dưới cơn giận dữ, trong miệng chợt nóng lên, một ngụm máu tươi phún ra. Phụt, ông cụ Diệp giống như là bị đồn đến bên bờ vực thẳm, tức giận đến mức phun ra một ngụm máu. Ông nội, cha, con cháu nhà họ Diệp thấy vậy thì sôi nổi đi lên đỡ ông cụ Diệp. Một lát sau, ông cụ Diệp mới hồi hồn lại. Gặp cú sốc thế này khiến cho ông cụ Diệp dường như già thêm mười mấy tuổi, không còn vẻ khí phách hăng hái khi nãy, ngay cả mái tóc vừa mới nhuộm đen cũng trắng hơn phân nữa. Cha! Diệp Nguyên Cát không nỡ làm người cha già của mình chịu cú sốc lớn như thế. Phong Nhi, hôm nay tới đây được rồi. Sức khỏe của ông nội con quan trọng hơn. Dù sao thì chính miệng ông nội con đã hứa là sẽ lập con làm người thừa kế. Đối mặt với sự khuyên nhủ của cha mình, Diệp Lâm vẫn cứ hở hứng. Tới đây được rồi hả? Năm xưa lúc anh bị oan ức, bị hãm hại, có ai từng nương tay với anh chứ? Là ông nội? Là cha? Hay là những người khác trong tộc? Nhìn lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ trong nhà họ Diệp, không có một người nào có thể khiến cho Diệp Lâm nảy sinh ý định bỏ qua. 5 năm mài sắc bén một kiếm. Diệp Lâm ra tù, đợi cho đến bây giờ, chính là vì giây phút này. Nhà họ Diệp chỉ có thể do một mình Diệp Lâm quyết định. Không ai có thể thay đổi quyết định của anh. Ông nội, nếu sức khỏe không tốt thì đi về quê dưỡng lão đi. Tính cười nói. Lâm Bình Anh cười một cách phúc hậu và vô hại. Nhưng mà ở trong mắt ông cụ Diệp, nụ cười của anh rét lạnh từ đầu đến chân, giống như là mùa đông lạnh giá. Đúng vậy, nhà họ Diệp chúng ta vừa mới xây dựng một viện dưỡng lão lớn bên Yến Giao, để chuẩn bị cho xu thế dân số già trong tương lai. Gia chủ, ông Trăm chỉ làm việc cả đời rồi, cũng tới lúc hưởng thụ rồi. Nên nhường quyền đi thôi. Các cổ đông lớn nhỏ có quyền thế trong nhà họ Diệp khuyên nhủ liên tục. Ai cũng kiên quyết đứng bên phía Diệp Lâm. Đối mặt với sự chèn ép của cháu trai và sự phản bội của các tộc nhân, ông cụ Diệp nặng nề nhắm mắt lại, thở dài ra một hơi. Ông ta hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. Và mình đã không còn năng lực xoay chuyển cục diện nữa. Ai ra? Diệp Lâm, cháu Thăng. Nhà họ Diệp, là của cháu. Cuối cùng, ông cụ Diệp lựa chọn buông tay, nhường quyền ngay tại chỗ. Giờ phút này, mọi người ở hiện trường đều ồ lên. Các khách khứa có nằm mơ cũng không ngờ rằng bữa tiệc hôm nay của nhà họ Diệp lại kết thúc bằng cái cách này. Sự bàn giao giữa thành viên mới và cũ trong nhà họ Diệp lại qua loa nhanh chóng đến mức khiến người ta phải trầm trồ. Đồng thời, mọi người không thể không khâm phục sự quyết đoán của Diệp Lâm. Anh ngay cả ông nội ruột của mình cũng không hề nương tay, dồn ép đến cùng như thế kia. Đúng là giống như một cỗ máy tàn nhãn khống chế mọi thứ trong nhà họ. Diệp, nhà họ Diệp. Đến cùng vẫn thay đổi. Vốn tưởng rằng Diệp Lâm mạnh mẽ trở về, ông cụ Diệp nhường chức chỉ là vấn đề thời gian. Không một ai ngờ rằng mọi thứ lại xảy ra nhanh như vậy. Mọi người có thể tưởng tượng tiêu đề trang đầu báo chí ngày mai, thậm chí là chiều nay, sẽ là một tin tức chấn động toàn thành phố, thậm chí là toàn quốc. Đứa con bị nhà họ Diệp vứt bỏ, mới ra tù một tuần, đã vinh quang quay lại. E là tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy. Thế mà nó lại kỳ tích xảy ra trong hiện thực. Quả nhiên, hiện thực mới là một sự tồn tại máu chó nhất. Chúc mừng Diệp tiên sinh trở thành gia chủ nhà họ Diệp. Người trong năm đại gia tộc sôi nổi đi lên chúc mừng. Chào mừng tân tộc trưởng. Người trong nhà họ Diệp cũng thay đổi cách xưng hô với Diệp Lâm, gọi là tộc trưởng. Ông cụ Diệp phẩm hạnh thanh cao, có gan đi ngược dòng, đúng là một câu chuyện hay. Nhà họ Diệp có Diệp tiên sinh quản lý, chắc chắn sẽ có những bước tiến vượt bậc. Tiến bộ thêm tiến bộ. Chúc mừng Diệp tiên sinh, chúc mừng nhà họ Diệp, chỉ mong tương lai giúp đỡ nhiều hơn. Các tân khách rất thức thời mà đi lên chúc mừng nịnh nọt. Đến tận đây, chức vị gia chủ nhà họ Diệp chính thức rơi vào trong tay Diệp Lâm. Không có một người nào không phục. Ơ kìa! Giờ phút này, ngoài ông cụ Diệp bị buộc phải nhường chức ra, thì chắc là hai mẹ con Hứa Như Vân là khó chịu nhất. Bọn họ trơ mắt ra nhìn Diệp Lâm lội ngược dòng lấy được vị trí gia chủ nhà họ Diệp, với tư thế nhanh như chớp, khiến cho hai mẹ con bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Mọi chuyện đã xong rồi, cả nhà họ Diệp đã rơi vào trong tay Diệp Lâm. Hứa Như Vân sắc mặt trắng bệch, trong lòng có chút buồn rầu. Còn Diệp Trạch thì bị dọa đến mức run rẩy cả người, không biết sau này phải đối mặt thế nào với người anh trai cùng cha khác mẹ kia nữa. Bây giờ anh ta quỳ xuống đất cầu xin. Khóc lóc nói tình anh em, có còn kịp nữa không? Trong nhất thời, cả
cả hai mẹ con bọn họ đều có chung một nhận thức rằng ngày lành của bọn họ ở nhà họ Diệp hết rồi. Lúc này, Diệp Lâm đang trò chuyện với đám người đi lên chúc mừng mình. Cuối cùng, anh dừng tầm mắt trên người hai mẹ con Hứa Như Vân. Đối mặt với ánh mắt bất thiện của Diệp Lâm, Hứa Như Vân giật nảy mình, trái tim đập thình thịch lên, đột nhiên cảm thấy không ổn. Nên tới thì vẫn tới, có muốn trốn cũng trốn không được. Hứa Như Vân dứt khoát nổi điên lên, bày ra dáng vẻ bất chấp tất cả. Diệp Lâm, cái đồ bất hiếu mày, mày đừng tưởng rằng đoạt được chức gia chủ nhà họ Diệp là có thể làm cho bọn tao phục mày. Tao không tin mày có thể thắng mãi được. Mày thắng được nhất thời, chứ không thắng được một đời, sớm muộn gì mày. Cũng sẽ thua sạch sẽ thôi. Tuy rằng đã không còn đường xoay chuyển, nhưng mà Hứa Như Vân vẫn không chịu cúi đầu. Cho dù Diệp Lâm có thể đoạt lại nhà họ Diệp thì sao chứ? Chẳng lẽ nó còn có thể giết hai mẹ con bọn họ ngay tại chỗ nữa hả? Hơn nữa, mình tốt xấu gì cũng là đại tiểu thư nhà họ Hứa. Mà nhà họ Hứa cũng nằm trong 10 đại gia tộc ở Yến Kinh, địa vị và thực lực cao hơn cả nhà họ Diệp. Mình hoàn toàn không cần phải lo lắng. Trạch Nhi, chúng ta đi thôi. Hứa Như Vân gọi con trai. Nếu nơi đây không chứa nổi mẹ con bọn họ, thì bà ta đi về nhà mẹ đẻ vậy. Đứng lại. Diệp Lâm ra tiếng gọi Hứa Như Vân. Bà muốn đi thì đi hả? Đâu có dễ dàng như vậy. Hứa Như Vân vừa quay người định đi, thì nghe thấy tiếng gọi của Diệp Lâm, bước chân chợt khựng lại. Sao hả, mày muốn sao nữa? Hứa Như Vân quay người lại, dáng vẻ mày có thể làm gì được tao? Phong Nhi, bỏ đi, Diệp Nguyên Cát đứng bên cạnh khuyên nhủ. Rốt cuộc thì một người là con trai của mình, còn một người là vợ mình, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, ông ta hy vọng hai bên có thể bắt tay làm hòa. Hừ, Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng. Nếu muốn đi thì hãy nói cho rõ ràng về việc bà đã làm sao để dựng vụ tai nạn xe cộ hãm hại tôi vào 5 năm trước. Nếu bà không nói thật thì đừng mong ra khỏi đây. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều xôn xao lên. Vụ tai nạn xe cộ 5 năm trước. Chẳng lẽ bên trong còn có bí mật gì nữa sao? Đa số khách khứa ở hiện trường đều có mối quan hệ tốt với nhà họ Diệp. Vậy nên không ai xa lạ gì về sự kiện 5 năm trước. Đương nhiên, những gì mà mọi người hiểu biết đều đến từ truyền thông. Hôm nay nghe người trong cuộc nhắc đến, dường như còn có điều gì khác nữa. Lúc này, cái lòng hóng chuyện của mọi người đều bị khơi dậy, ai cũng mang vẻ mặt mong chờ. Hãm hại mày cái gì? Hứa Như Vân giả vờ không biết gì cả, cố chấp mà nói, mày lái xe đâm chết người còn đi trách tao nữa hả? Nếu không phải nhà họ Diệp bọn tao dùng tiền dùng quan hệ, thì với sự ảnh hưởng xấu mà mày gây ra vào năm xưa, mày đã bị bắn chết lâu rồi, làm gì chỉ có bị tù 5 năm. Mày còn muốn thế nào nữa? Dứt lời, Hứa Như Vân cười lạnh, nói, vụ án năm xưa là do ba bộ cùng phán. Mày dám đổ oan cho tao cũng được, nhưng chắc mày dám nghỉ ngờ ba bộ hả? Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy có lý. Vụ án năm ấy chấn động toàn thành phố, gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu, mà lại không xử lý nặng. Ít nhiều gì cũng có nhà họ Diệp ra tiền ra sức. Lại thêm có sự tham gia của cả ba bộ, vậy nên sẽ không ai nghi ngờ tính công bằng bên trong. Lúc này, Diệp Lâm còn muốn đổi trắng thay đen, thậm chí muốn lật lại bản án nữa hả? Anh ta có tự tin quá không? Tôi không hề lái xe, người cũng không phải do tôi đâm chết. Diệp Lâm giận dữ nói, rốt cuộc là ai đứng sau màn hại tôi hả? Nếu hôm nay bà không nói rõ ràng, thì cũng đừng trách tôi không khách sáo với bà. Hứa Như Vân vẫn cứ mạnh miệng nói, mày có chứng cứ không mà dám ngậm máu phun người. Tôi không có chứng cứ. Diệp Lâm là người trong cuộc, còn cần chứng cứ làm gì nữa? Chẳng lẽ bản thân anh cũng không biết mình có làm hay không hả? Ha ha, mày không có chứng cứ mà cũng dám đổ tội cho tao hả? Hứa Như Vân cười lạnh, không phải là vì tao là mẹ kế nên mày muốn hãm hại tao đấy chứ? Mọi người xung quanh thấy vậy đều có chút thất vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Lâm nắm được chứng cứ mang tính quyết định chứng minh mình trong sạch. Nào ngờ chỉ là hãm hại, đúng là buồn cười mài. Mọi người thấy chưa, Hứa Như Vân được nước làm tới, cất cao giọng nói, đây chính là tính tình của thằng bất hiếu Diệp Lâm này. Năm xưa nó mắc sai lầm lớn, lái xe đâm chết người, cả thiên hạ đều biết. Là nhà họ Diệp chúng tôi thay nó giải quyết hậu quả, bảo vệ cái mạng nhỏ của nó. Bây giờ nó ra tù, không chỉ không biết hối hận. Mà còn muốn trả đũa, đổ tội việc năm xưa lên người tôi. Thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hại. Mày không thể vì tẩy trắng mình mà đổ nước bẩn lên người tao được.
Giữa ban ngày ban mặt, đôi mắt mọi người đều sáng như tuyết đấy. Hứa Như Vân đứng trên điểm đạo đức, chỉ trích Diệp Lâm liên tục. Mấu chốt là mọi người nghe xong đều cảm thấy có lý, không lấy ra được một lỗi nào. Rốt cuộc thì Diệp Lâm không có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu không phải vì kiêng kỵ địa vị hiện giờ của Diệp Lâm, thì bọn họ đã cùng nhau chỉ trích Diệp Lâm với Hứa Như Vân rồi. Hiện giờ Diệp Lâm nắm quyền nhà họ Diệp, sau lưng còn có các tộc trưởng của năm đại gia tộc, mọi người đành phải chửi thầm trong lòng, chứ không dám nói ra ngoài. Diệp tiên sinh, thấy tình hình không có lợi cho Diệp Lâm, mọi người trong năm đại gia tộc đều sôi nổi khuyên nhủ, muốn Diệp Lâm hôm nào lại nói nữa. Ít nhất cũng phải chờ khi có một vài chứng cứ đã. Phong Nhi, ngay cả Diệp Nguyên Cát cũng cười khổ nói, cha biết con và Như Vân không thích nhau. Nhưng cái loại chuyện này, không thể tùy tiện nói đùa được. Dù thế nào thì bà ấy cũng là mẹ của con đừng đổ oan cho bà ấy. Nghe vậy, Diệp Lâm nhìn về phía Diệp Nguyên Cát, nói, cha, nếu con nói là con không lái xe đâm chết người, tất cả đều do bà ta âm thầm hãm hại con, thì cha tin tưởng con hay tin tưởng bà ta? Nghe vậy, Diệp Nguyên Cát lập tức nghẹn lời. Ông ta đương nhiên là rất khó lựa chọn trước vấn đề chọn một trong hai trên. Ông đừng nghe nó nói tôi vẫn luôn ở bên cạnh ông. Ấy, Hứa Như Vân lập tức nói, đêm xảy ra tai nạn xe. Diệp Nguyên Cát nghe vậy thì nhớ lại cái đêm 5 năm trước. Khi ấy, ông ta nhận được điện thoại, nói là con trai mình đua xe đâm chết người, ông ta còn cho rằng người ta nói đùa với mình. Cho đến khi ông ta và Hứa Như Vân chạy đến hiện trường, tận mắt nhìn thấy mọi thứ, mới không thể không tin sự thật tàn nhẫn kia. Phong Nhi, Diệp Nguyên Cát nói bằng giọng điệu chua xót, năm xưa xảy ra vụ án, cha và mẹ con đều đi đến hiện trường ngay. Con nói bà ấy hãm hại con, nhưng bà ấy vẫn luôn ở bên cạnh cha mày. Diệp Lâm nói, bà ta sai người khác làm. Ha ha, nghe vậy, Hứa Như Vân cười lớn tiếng hơn nữa. Bởi vì những người mà bà ta sai vào năm xưa đều đã chết rồi. Trùng hợp hơn nữa là tất cả đều chết vào cái ngày Diệp Lâm ra tù. Có thể nói là chết không đối chứng. Chứng cứ đâu, Hứa Như Vân tiếp tục hùng hổ dọa người, nói đến nói đi, tất cả đều là lời nói một bên của mày. Chứng cứ, Diệp Lâm đi lên một bước, tôi đang tìm bà để hỏi cho rõ ràng. Gạch dưới, chỉ cần bà nói hết ra thì nó chính là chứng cứ. Thấy vậy, Hứa Như Vân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sao hả? Mày muốn đánh cho tao nhận tội hả? Mọi người mau xem đi, cái thằng bất hiếu này vì tẩy trắng mình mà dùng bất cứ thủ đoạn nào kia. Diệp Lâm lười nói nhiều với bà ta, định đi lên đánh bà ta thì. Đội cận vệ Yến Kinh điều tra, người không liên quan mau tránh ra. Lúc nói chuyện, một đám thị vệ lục tục đi vào. Hứa Như Vân thấy vậy thì giống như nhìn thấy Chúa cứu thế, định đi lên nhờ giúp đỡ. Kết quả là nghe thấy người dẫn đầu lạnh giọng hỏi, ai là Hứa Như Vân? Ai là Hứa Như Vân? Nghe vậy, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Ngay cả Hứa Như Vân cũng ngây người ra. Bà ta thầm nói mình còn chưa nói chuyện nữa, sao mà bọn họ lại gọi đúng tên mình vậy? Tra án gì, sao lại tra tới chỗ mình? Hứa Như Vân khó hiểu, thầm nghĩ dạo này mình rất thành thật, đâu có làm sai chuyện gì. Nhìn đám thị vệ mặc áo giáp sáng loáng cực kỳ uy phong đang đi về phía mình. Người dẫn đầu là một nữ tướng cực kỳ kiêu ngạo đang nhìn xung quanh. Kìa, người dẫn đội, chính là phó quan của Kim Lũ Y đội cận vệ Yến Kinh đây mà. Tôi nhớ hình như cô ta tên là Ân Hồng Trang. Hóa ra Ân phó quan. Các khách khứa xung quanh thấy vậy đều sôi nổi đi lên chào hỏi. Sau đó, bọn họ nghi ngờ mà nhìn về phía Hứa Như Vân, không biết bà ta đã làm chuyện gì mà bị Ân phó quan dẫn người tới ngay đây gọi tên hỏi tội. Ai là Hứa Như Vân? Ân Hồng Trang nhìn hết xung quanh, cũng thấy được Diệp Lâm, tầm mắt dừng lại trên người anh vài giây, dường như là không ngờ anh cũng ở đây. Có điều, hôm nay cô ta đến đây không phải là vì anh. Diệp Lâm cũng cảm thấy kỳ lạ, không ngờ phó quan của Kim Lũ Y lại đột nhiên đến đây, còn gọi ngay tên Hứa Như Vân nữa. Mình vừa định hỏi thăm tin tức từ trong miệng Hứa Như Vân, kết quả là bà ta đã bị đội cận vệ Yến Kinh theo dõi. Không tới sớm, cũng không tới muộn, cứ đợi ngay lúc anh muốn hỏi chuyện thì chạy tới đoạt người với anh. Vậy nên Diệp Lâm cảm thấy có chút bất mãn, anh đứng một bên chờ đợi, xem cô ta sẽ làm như thế nào. Ân Hồng Trang nhìn một vòng, cuối cùng dừng tầm mắt trên người Hứa Như Vân. Như Vân, Diệp Nguyên Cát đẩy Hứa Như Vân, kéo Hứa Như Vân quay trở về hiện thực từ cơn khiếp sợ.
Tôi là Hứa Như Vân. Hứa Như Vân đi lên một bước, không biết ân đại nhân. Hứa Như Vân vừa cố gượng ra nụ cười, định đi bắt chuyện với người ta. Kết quả là bị Ân Hồng Trang lạnh giọng cắt ngang, chất vấn, bà có quen Thạch Thích, tên gọi thường ngày là A Báo hay không? A Báo. Nghe thấy cách gọi này, không chỉ có Hứa Như Vân, mà ngay cả Diệp Trạch đứng một bên cũng giật mình. Hứa Như Vân còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Trạch đã giành trước một bước nói, chẳng lẽ các người đã điều tra ra hung thủ giết chú Báo? Chú Báo làm việc ở nhà họ Diệp chúng tôi nhiều năm, các người nhất định phải điều tra rõ ràng báo thù thay chú ấy. Nghe vậy, Hứa Như Vân chỉ muốn bóp chết thằng con trai nhiều chuyện này của mình. Người có mắt đều biết dưới loại tình huống này, tốt nhất là phủi sạch quan hệ, cho dù có quen biết, thì cũng phải nói là không thân. Kết quả là Diệp Trạch làm ngược lại, trực tiếp gọi thân thiết là chú Báo, đúng là không đánh đã khai mà. Ai ra, ngay cả Diệp Nguyên Cát cũng bất đắc dĩ thở dài, dùng ánh mắt nhìn đứa con trai ngốc nhà địa chủ nhìn con trai mình, không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy vậy, Diệp Trạch chợt nhận ra rằng mình nói sai rồi. Chủ yếu là vì A Báo rất trung thành với Diệp Trạch, ngầm làm rất nhiều chuyện xấu cho anh ta, mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết, tình cảm giống như là chú cháu vậy. Cái chết của A Báo khiến Diệp Trạch rất sốc, anh ta hy vọng phía chính phủ có thể điều tra rõ ràng sự việc, bắt lấy hung thủ, báo thù cho chú Báo. Vậy nên trong lúc sốt ruột, anh ta đã nói lỡ miệng. À, thật ra thì cũng bình thường thôi. Diệp Trạch nói thêm, mẹ tôi và chú ấy không thân. Cái câu nói này càng có loại cảm giác lại ông tôi ở bụi này. Chắc là kẻ ngốc cũng không tin. Tôi quen ông ta, Hứa Như Vân chỉ có thể nói thẳng, có điều thời gian qua chúng tôi không có liên lạc với nhau. Sao hả, chẳng lẽ có manh mối mới về cái chết của ông ta? Tuy rằng biết rõ mục đích của đối phương không phải là vì cái chết của A Báo, mà là vì chuyện khác, nhưng mà Hứa Như Vân vẫn cố kéo lên trên cái chết của A Báo. Vụ án còn đang trong quá trình điều tra. Ân Hồng Trang nói xong, lại lấy ra một vật chứng, bà biết cái này không? Đó là hai viên kim cương màu hồng, viên nào cũng lớn, trông như là mắt rồng, rực rỡ lấp lánh dưới ánh đèn chiếu rọi trong hiện trường, vừa nhìn là biết rất đắt tiền. Sau khi nhìn thấy hai viên kim cương, cho dù Hứa Như Vân đã cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng vẻ mặt vẫn bán đứng bà ta. Đây là, không chỉ có Hứa Như Vân, mà ngay cả Diệp Nguyên Cát cũng giật mình. Ông ta đương nhiên là biết hai viên kim màu hồng kia rồi. Bởi vì nó chính là món quà kỷ niệm ngày kết hôn mà ông ta đã cùng vợ mình mua đấu giá ở nước ngoài. Sau đó ông ta rất ít khi thấy vợ mang, hỏi thăm mới biết là làm mất. Khi ấy Diệp Nguyên Cát còn rất đau lòng, rốt cuộc thì phải tốn một số tiền lớn để mua. Kết quả nào ngờ hai viên kim cương màu hồng ấy lại trở thành vật chứng xuất hiện trong tay đội cận vệ Yến Kinh. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Chẳng lẽ vợ mình có chuyện gì giấu mình, kim cương không có mất. Quả nhiên, Ân Hồng Trang tiếp tục nói, viên kim cương này được tìm thấy trên xe của A Báo lúc xảy ra chuyện. Cái gì, nghe vậy, Hứa Như Vân trợn mắt há mồm. Đồng thời, trong đầu bà ta lướt qua rất nhiều hình ảnh, lướt cực nhanh rồi biến mất. Bà ta thầm hối hận, thăm hỏi 18 đời tổ tông của A Báo đã chết một lần. Bởi vì hai viên kim cương kia là do bà ta thưởng cho A Báo. Còn bảo anh ta nhanh chóng bán đi, đừng mang theo bên mình. Kết quả là anh ta không nghe lời mình nói, dám lén giữ lại, có lẽ là vì để đảm bảo giá trị tiền gửi. Cũng chính vì vậy mới khiến cho Hứa Như Vân bị lộ. Tên khốn kiếp này. Hứa Như Vân hít sâu một hơi, vội vàng giải thích, chắc. Chắn là bọn họ trộm rồi, trộm viên kim cương kỷ niệm ngày kết hôn của tôi. Chồng ơi, ông còn nhớ tôi đã nói với ông là làm mất hai viên kim cương không? Nghe vậy, Diệp Nguyên Cát cũng vội vàng nói, đúng đúng đúng, hóa ra là bọn họ trộm, làm hại chúng tôi tìm rất lâu luôn. Hai vợ chồng kẻ sướng người họa, phụ trợ lẫn nhau, cực kỳ ăn ý. Ồ, thế hả, Ân Hồng Trang tiếp tục hỏi, vậy bà còn nhớ hai viên kim cương mất lúc nào không? Chắc là, 1-2 năm rồi, Hứa Như Vân thuận miệng nói. Vậy thì lạ ghê, Ân Hồng Trang nói với ý ngầm khác, rồi lại trở tay đánh một cái bất ngờ. Lúc xảy ra vụ án, trong xe chỉ có một viên kim cương thôi. Còn một viên kim cương khác thì được phát hiện, trong vụ tai nạn xe 5 năm trước. Vụ tai nạn xe 5 năm trước, nghe vậy, mọi người ở hiện trường lại ồ lên. Gần như không cần nhiều lời, mọi người đều hiểu được vụ tai nạn xe kia là vụ tai nạn xe nào. Trùng hợp là vừa rồi Diệp Lâm cũng đang ép hỏi Hứa Như Vân về vụ tai nạn xe năm xưa.
Vốn tưởng rằng tất cả đều là lời nói một bên của Diệp Lâm, không ngờ rằng đội cận vệ Yến Kinh cũng điều tra tới trên người Hứa Như Vân. Sự tham gia của đội cận vệ Yến Kinh đại biểu cho lực lượng quyền uy. Sự nghi ngờ vừa rồi của Diệp Lâm dường như khiến người ta tin tưởng hơn một chút. Chẳng lẽ, chuyện năm xưa còn có những bí ẩn khác, bà Hứa thật sự có liên quan đến vụ tai nạn xe cộ kia? Không thể nào, khó tin quá đi. Nhưng mà đội cận vệ Yến Kinh đã điều tra đến tận đây rồi, chắc là đã nắm giữ chứng cứ mấu chốt nào đó rồi. Tôi nhớ ra rồi, Kim Đại Nhân chỉ huy sư đội cận vệ Yến Kinh chính là người bị hại trong vụ tai nạn xe năm ấy. Mọi người bàn tán xôn xao, càng thêm cảm thấy chuyện năm xưa không đơn giản. Hơn nữa, những người trong cuộc chuyện năm xưa hiện giờ đều có thân phận cực kỳ cao. Diệp Lâm thì không cần phải nói rồi, những chuyện vừa xảy ra đã chứng minh tất cả. Còn Kim Lũ Y, người bị hại lớn nhất, cũng đã trở thành chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh, có quyền cao chức trọng. Hóa ra, Kim Đại Nhân cũng đang âm thầm điều tra chuyện năm xưa. Thảo! Nào, trong nhất thời, cán cân tin tưởng dường như nghiêng về phía Diệp Lâm. Mọi thứ đều trở nên bất lợi với Hứa Như Vân. Sao có thể chứ? Thấy tình hình như vậy, Hứa Như Vân cũng bị dọa sợ, thậm chí có chút trở tay không kịp. Vừa rồi Ân Hồng Trang cố ý che giấu thời gian phát hiện hai viên kim cương có sự chênh lệch là 5 năm. Vậy nên Hứa Như Vân mới hiểu lầm rồi cắn câu. Hứa Như Vân có nằm mơ cũng không ngờ rằng năm xưa lúc làm việc, A Báo lại để sót một thứ quan trọng như vậy tại hiện trường. Đáng giận hơn nữa là lúc xong việc, anh ta không chịu thẳng thắn với mình, khiến mình cho rằng viên kim cương đã bị anh ta bán đi đổi tiền mặt. Lâu lắm rồi, Hứa Như Vân cười khổ nói, chắc là do tôi nhớ lầm rồi. Nhớ lầm hả? Ân Hồng Trang tiếp tục lạnh lùng ép hỏi, vậy là bà làm mất hai viên kim cương này ít nhất 5 năm rồi. À, Hứa Như Vân không biết nên trả lời như thế nào, sợ đối phương lại gài bẫy mình, chỉ có thể trả lời qua loa rồi thôi. Vậy bà có thể giải thích tại sao viên kim cương này lại xuất hiện trên chiếc xe kia hay không? Ân Hồng Trang tiếp tục hỏi tới. Cái gì? Nghe vậy, Hứa Như Vân lập tức nghẹn lời, ngây ngẩn cả người. Bà ta đương nhiên không thể trả lời vấn đề này được rồi. Bởi vì bà ta không thể nói tất cả đều do bà ta ngầm sai người làm, và hai viên kim cương chính là khen thưởng cho A Báo, hoặc nói đúng hơn là tiền đặt cọc. Trong xe còn sót một viên kim cương, lúc nghe thấy tin tức này Diệp Lâm cũng giật nảy mình. Không ngờ bên trong án kiện vẫn còn một tin tức quan trọng như thế chưa từng công bố. Đây cũng là lý do tại sao trước đây Diệp Lâm muốn tìm đọc hồ sơ. Anh muốn nhân cơ hội điều tra một số tình tiết chưa từng công bố với bên ngoài. Mà cái vật chứng quan trọng như thế, rất có khả năng là mấu chốt lật lại bản án của mình, thậm chí trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết Hứa Như Vân. Là thằng bất hiếu Diệp Lâm trộm kim cương của tôi. Ngay sau đó, Hứa Như Vân giật mình tỉnh táo, vội vàng đổ bồn nước bẩn lên trên người Diệp Lâm. Đúng rồi, là nó trộm kim cương của tôi, sau đó lái xe đâm chết người. Thằng bất hiếu trộm một viên, A Báo trộm một viên, phải rồi, chắc chắn là vậy rồi. Hứa Như Vân nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc cũng tìm được một lý do trông có vẻ đáng tin. Thế hả, Ân Hồng Trang lại không phải đứa trẻ 3 tuổi, gần như nhìn một cái là biết Hứa Như Vân đang chột dạ và nói dối. Thậm chí từ đầu đến đuôi, cô chưa từng tin tưởng một câu nào của bà ta. Nói dối hết câu này đến câu khác. Chắc chắn là bà ta đang che giấu điều gì đó. Xin mời bà Hứa đi theo chúng tôi một chuyến để tiếp thu điều tra. Kim Đại Nhân của chúng tôi cũng có chuyện muốn hỏi bài. Ân Hồng Trang vừa nói vậy, Hứa Như Vân lập tức bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Người bị hại năm xưa cũng muốn tự mình ép hỏi bà ta hay sao? Giờ phút này, Hứa Như Vân cực kỳ hối hận, cảm giác vận mệnh đang chơi một trò chơi lớn với mình. Nếu bà ta biết người bị hại năm xưa có thể trưởng thành thành chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh, thì cho bà ta 10 lá gan, bà ta cũng không dám tính kế thế kia. Bà Hứa, xin mời. Ân Hồng Trang nói là mời, nhưng thị vệ hai bên lại bao vây lên, khiến bà ta dù có không muốn đi thì cũng phải đi. Đợi đã. Hứa Như Vân vừa định lùi ra vài bước, thì chợt quay đầu lại, chưa từ bỏ ý định hỏi, còn nó thì sao? Thằng bất hiếu Diệp Lâm chính là người gây họa năm xưa. Sao các người không dẫn theo nó về điều tra? Hứa Như Vân dù bị bắt thì cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Bà ta chỉ vào Diệp Lâm, nói, dẫn theo nó, dẫn nó đi thẩm vấn. Đối mặt với sự vô lý của Hứa Như Vân, Ân Hồng Trang tất nhiên sẽ không chiều theo ý bà ta.
Chúng tôi chỉ nhận lệnh gọi bà đi hỏi chuyện, không liên quan gì đến người khác. Ân Hồng Trang nhìn Diệp Lâm một cái. Tuy rằng Kim Đại Nhân cũng rất muốn bắt kẻ thù giết mẹ trở về, nhưng mà hiện nay có chứng cứ chỉ hướng Hứa Như Vân, thậm chí có khả năng rửa sạch một phần tội danh cho Diệp Lâm. Vậy nên Kim Lũ Y tạm buông thù hận, chỉ gọi một mình Hứa Như Vân. Ân Hồng Trang cũng chỉ làm việc theo lệnh mà thôi. Đương nhiên, Ân Hồng Trang cảm thấy nếu Kim Đại Nhân biết Diệp Lâm cũng ở đây thì chắc là Kim Đại Nhân sẽ tự mình đến đây một chuyến. Đi thôi, Ân Hồng Trang không nói thêm nữa, lôi kéo Hứa Như Vân đi. Tuy rằng Hứa Như Vân không hề muốn đi, nhưng mà không thể không đi theo. Như Vân, bà yên tâm, tôi nhất định sẽ mời luật sư giỏi nhất đi đón bà. Diệp Nguyên Cát nói. Mẹ, Diệp Trạch cũng cực kỳ lo lắng. Không sao, mẹ sẽ nhanh chóng quay lại thôi. Hứa Như Vân sửa sang quần áo, sau đó nhìn về phía Diệp Lâm, hừ lạnh nói, hừ, mày đừng đắc ý, chúng ta cứ chờ xem L. Hứa Như Vân không tin mình là đại tiểu thư nhà họ Hứa, chẳng lẽ đấu không lại một đứa trẻ tuổi như Diệp Lâm. Hứa Như Vân nhanh chóng bị dẫn đi, hiện trường lại trở nên ồn ào xôn xao. Cho dù là ai cũng không ngờ rằng chuyện năm xưa lại có một sự lật ngược như thế. Chẳng lẽ vụ tai nạn xe kia thật sự có bí mật gì đó sao? Ngay cả Diệp Nguyên Cát cũng dấy lên lòng nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự là vợ mình hãm hại con trai mình hay sao? Không, không thể nào. Diệp Nguyên Cát vội vàng lắc đầu xua đuổi suy nghĩ hoang đường kia, cho rằng bên trong nhất định có hiểu lầm gì đó. Có điều, người trong năm đại gia tộc vẫn sôi nổi chúc mừng Diệp Lâm. Hóa ra là Diệp tiên sinh bị oan 5 năm, bây giờ vụ án có tiến triển M đáng mừng quá đi. Đúng vậy, tôi đã nói rồi mà. Với nhân phẩm của Diệp tiên sinh, sao có thể phạm phải vụ án ác liệt kia, thế nào bên trong cũng có vấn đề. Tôi nói đúng rồi này. Không ngờ người hãm hại Diệp tiên sinh lại chính là mẹ kế của Diệp tiên sinh, lại còn là người của nhà họ Hứa nữa, kiểu người ác độc như thế, sau này vẫn nên ít qua lại thì hơn. Sau khi hiện trường dần dần ổn định, Diệp Lâm dùng thân phận gia chủ nhà họ Diệp, tuyên bố mệnh lệnh đầu tiên. Bắt đầu từ hôm nay, đuổi hai mẹ con Hứa Như Vân và Diệp Trạch ra khỏi gia tộc, mãi mãi không tuyển dụng. Nghe vậy, hiện trường lại xôn xao lên. Không ngờ Diệp Lâm lại quyết đoán như vậy. Cho dù là ngay trước mặt cha mình, thì anh cũng không nể mặt một chút nào, đi đuổi hết vợ ông và con trai ông ra khỏi gia tộc. Phong Nhị, con, Diệp Nguyên Cát tuyệt đối không ngờ rằng vợ mình đã bị dẫn đi điều tra rồi mà Diệp Lâm còn tuyệt tình như thế. Kể cả khi Như Vân có xích mích với nó, thì Trạch Nhi cũng đâu có sai lầm gì, mà cần phải xử lý nặng như vậy. Tại sao hả? Diệp Trạch la hét, tôi không làm sai bất cứ chuyện gì, cũng không làm gia tộc mất mặt, hoặc là lái xe đâm chết người, tại sao lại đuổi tôi ra khỏi gia tộc hả? Nếu anh ta không nhắc tới chuyện lái xe đâm chết người thì còn dễ nói. Thấy anh ta nói không lựa lời như thế, Diệp Lâm sao có thể tha cho anh ta? Tại sao hả? Diệp Lâm cười lạnh nói, tại vì tôi là chủ một nhà. Lý do này đủ chưa? Ơ kìa! Một câu nói này lập tức khiến cho Diệp Trạch nghẹn lời. Anh ta đột nhiên nhận ra rằng nhà họ Diệp đã đổi chủ. Anh ta nhìn về phía cha và ông nội, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của bọn họ. Hiển nhiên là không còn người nào trong nhà họ Diệp dám làm trái với bất cứ quyết định nào của Diệp Lâm nữa rồi. Tôi muốn đuổi hai mẹ con Hứa Như Vân. Ai đồng ý, ai phản đối? Diệp Lâm lớn tiếng hỏi mọi người trong nhà họ Diệp. Sau vài giây im lặng, xin nghe theo quyết định của tộc trưởng. Mọi người gần như là cùng lên tiếng quyết định đuổi hai mẹ con Hứa Như Vân ra khỏi gia tộc, không có một chút do dự nào. Các người, Diệp Trạch khó tin mà nhìn đám chú bác xung quanh. Anh ta không ngờ rằng mẹ mình mới vừa bị bắt là đám người này lại đối xử lạnh nhạt như thế với mình. Thậm chí không có bất cứ người nào ra mặt nói chuyện thay mình. Cái gọi là tình thân trong gia tộc mỏng manh thế này sao? Trạch Nhi, lúc này, Diệp Nguyên Cát cũng thở dài n ngoại con trước đi. Con đi về chỗ ông Diệp Nguyên Cát thấy chuyện đã đến nước này rồi, đành phải làm con trai đi nhà họ Hứa tránh đầu sóng ngọn gió trước, chờ tới khi mẹ nó bị thả ra rồi nói sau. Nhà họ Diệp của hiện tại đã thay đổi nhiều lắm rồi, không còn chỗ cho mẹ, con bọn họ nữa. Được rồi, Diệp Trạch cắn răng, oán hận mà trừng Diệp Lâm một cái, ở đây không chứa tôi thì cũng có chỗ chứa tôi. Nhà họ Diệp do anh nắm quyền. Tôi không ở đây cũng được thôi. Ngay lúc Diệp Trạch định kiên cường bỏ đi thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cười sang sảng. Xuất sắc, thật là xuất sắc. Theo tiếng vỗ tay vang lên, hai người đàn ông,
một già một trẻ mặc đồ đường nghênh ngang đi vào. Ông già cầm đầu tóc trắng mặt trơn, khoanh tay bước đi, mỗi một bước đi dường như không chạm đất, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Theo sau ông ta là một người thanh niên đang cười lạnh. Bước chân của anh ta thì lại rất mạnh mẽ, rất có lực phá hoại, mỗi một bước đều dẫm nát một miếng gạch dưới đất. Mọi người thấy vậy thì hít sâu một hơi, thầm nghĩ đây chính là sàn cẩm thạch, còn có khả năng chống động đất nữa. Nghe nói nó có thể chống trận động đất cấp 8 mà không bị vỡ, hôm nay lại bị người thanh niên kia dễ dàng đạp vỡ như thế. Anh ta còn tính là người không? Hai người kỳ lạ kia vừa xuất hiện đã lập tức khiến mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi. Ai, ai vậy? Không quen, nhìn lạ lắm. Xem dáng vẻ đi đường của bọn họ, dường như là võ giả. Chẳng lẽ là... Các khách khứa vừa nhỏ giọng bàn tán vừa sôi nổi tránh sang một bên. Ông cụ Diệp thấy vậy thì đôi mắt không nhìn được sáng ngời, dường như thấy được chuyện vẫn còn đường xoay chuyển. Một người khôn khéo như ông ta, nhìn một cái là có thể nhận ra được hai người này không có ý tốt. Nhà họ Diệp cơ bản là không có tư cách trêu chọc đến loại cao thủ như thế. Loại trừ tất cả khả năng không thể xảy ra ra, thì chân tướng chỉ còn có một. Một già một trẻ kia rất có thể là vì Diệp Lâm mà đến. Không biết hai vị cao nhân tên là gì, hai vị có thể đến đây tham dự buổi tiệc của nhà họ Diệp chúng tôi, thật sự khiến chúng tôi cảm thấy vinh hạnh. Ông cụ Diệp vội vàng ôm quyền đi lên chào hỏi. Ông cụ dẫn đầu vẻ mặt lạnh nhạt, cơ bản là không hề nhìn ông cụ Diệp. Ông ta dùng đôi mắt sắc bén như ưng nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Ông cụ Diệp thấy vậy, không chỉ không bực bội, ngược lại còn khẳng định được suy đoán của mình, mừng thầm trong lòng. Chúc mừng nhà họ Diệp đã có gia chủ mới. Người thanh niên vẫn cứ nở nụ cười bất cần, nói móc nói méo, hôm nay nhà họ Ninh chúng tôi cũng tới đây chung vui. Nhà họ Ninh, người kia lập tức đi thẳng vào vấn đề, thông báo thân phận của mình. Tuy nhiên, tên tuổi nhà họ Ninh vẫn còn ít được biết đến. Suy cho cùng, một gia tộc bí ẩn như họ rất hiếm khi ra ngoài. Nhà họ Ninh, Yến Kinh chúng ta còn có thế lực như vậy sao? Chưa từng nghe qua, trong 10 gia tộc giàu có nhất, không có. Cũng không có quan chức cấp cao nào họ Ninh cải. Nhìn trang phục của họ, rõ ràng họ không phải là người bình thường. Chẳng lẽ, họ đến từ gia tộc võ cổ huyền thoại? Gia tộc võ cổ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị kết luận này làm cho sợ hãi. Thậm chí miệng cũng không khép lại được. Lễ nào? Lúc này, ông cụ nhà họ Tô, một trong ngũ đại gia tộc, chợt nhớ đến một số truyền thuyết về võ cổ. Nhà họ Ninh, nhà họ Ninh. Lẽ nào là nhà họ Ninh, một gia tộc trong Tam Sơn, Ngũ Môn, Thất Thị sao? Mọi người đều sửng sốt, nhìn về phía hai người họ. Ha ha! Người thanh niên bình tĩnh cười nói, nếu các người đã đoán được lai lịch của chúng tôi, vậy thì chúng tôi cũng không cần phải giấu giếm nữa. Đúng vậy, chúng tôi chính là nhà họ Ninh trong 7 gia tộc võ cổ tôi tên Ninh Vũ Chiết. Đây là chú của tôi, Ninh Tùng Sơn. Dứt lời, hiện trường lập tức náo động. Trời ạ! Đúng là gia tộc võ cổ trong truyền thuyết sao? Khó trách một bước nghiền nát cả sàn đá cẩm thạch. Hôm nay là ngày gì mà tôi lại được tận mắt nhìn thấy võ cổ giả thế này? Đúng là mở rộng tầm mắt. Mọi người rất ngạc nhiên trước trải nghiệm kỳ lạ khi gặp gỡ hai võ cổ giả, tuy nhiên cũng không khỏi có phần nghi ngờ trong lòng. Hai võ cổ giả này đang làm cái gì vậy? Những biến cố của nhà họ Diệp có thể ảnh hưởng đến cả gia tộc võ cổ hay sao? Không thể nào. Lúc này, sau khi biết được thân phận nổi bật của họ, ông Diệp cũng không dám khinh thường. Đối mặt với hai người, ông ta kính cẩn cúi đầu, đến mức gần như không thể thẳng lưng được. Suy cho cùng, võ cổ không thể bị xúc phạm, đây là luật bất thành văn. Trên thế giới này, ai mà không nể mặt võ cổ giả cơ chứ? Hơn nữa, hiện giờ ông Diệp đã mất đi quyền lực, càng cần đến sự trợ giúp của hai vị võ cổ giả trước mặt để lấy lại tất cả. Thì ra là hai đại nhân của nhà họ Ninh. Ông Diệp liên tục cúi đầu, thất lễ quá. Không biết hai vị đại nhân đích thân tới đây có việc gì? Để hai vị chứng kiến chuyện nội bộ nho nhỏ này của nhà họ Diệp chúng tôi, thật ngại quá. Ông Diệp cố tình chỉ ra sự tranh đấu trong gia đình, muốn xem phản ứng của hai người này thế nào. Thanh niên tên Ninh Vũ Chiết phản ứng đúng như mong đợi, anh ta mỉm cười nói, chúc mừng anh Diệp. Có người nhờ chúng tôi đến chúc mừng anh. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại lần nữa chấn động. Thật sự không hiểu nổi thái độ của hai võ cổ giả này đối với Diệp Lâm là bạn hay là thù. Ngay cả ông Diệp cũng có chút bối rối.
Lỡ như đây là người của tên nhóc Diệp Lâm kia thì họ sẽ càng mất mặt hơn. Chẳng lẽ những hy vọng mà họ đang mong chờ sẽ tan thành mây khói hay sao? Ai, Diệp Lâm cau mày, cảm thấy nghi ngờ hai người không mời mà đến này. Ngoài gia tộc võ cổ nhà họ Tân mà anh từng gặp trước đây, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy võ cổ giả. Nhà họ Ninh, Diệp Lâm chưa từng tiếp xúc với họ bao giờ. Là ai đã cử họ tới đây? Trong đầu Diệp Lâm hiện lên mấy ý nghĩ, chẳng lẽ là họ Trương đến từ Phụng Thiên sao? Hay chợ đen ở Đông Hải? Hay là... Nhà họ Chu, Ninh Vũ Chiết nói thẳng vào vấn đề, ông Chu nhờ chúng tôi tới đây gặp NHTL. Nghe nói, anh là đại sư am hiểu về phong thủy. Ngay cả Tề đại sư nổi tiếng ở Yến Kinh cũng bại trận dưới tay anh. Nhà họ Chu, thì ra là nhà họ Chu, một trong 10 gia tộc giàu có nhất Yến Kinh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đồng thời nhớ tới mâu thuẫn giữa nhà họ Bạch và nhà họ Chu, thậm chí trước đó còn có người mất mạng. Không ngờ nhà họ Chu lại phản công nhanh như vậy, thậm chí còn mời các võ cổ giả đến lật lại tình thế. Mọi người trong 5 đại gia tộc đều sợ hãi, chuyện chẳng lành rồi. Không ngờ nhà họ Chu lại có thể nhờ người gia tộc võ cổ ra tay. Cho dù biết Diệp Lâm có sức mạnh vượt trội thì sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội chiến thắng võ cổ giả. Thậm chí có thể nói, người bình thường đối mặt với võ cổ giả cũng giống như kiến đối mặt với voi, bị nghiền nát hoàn toàn. Diệp Lâm đã từng đánh bại võ cổ giả, nhưng đó chỉ là trong trận chiến với Liên minh Võ Đạo, họ giao đấu trong bí mật nên rất ít người biết về điều đó. Hiện giờ, nhà họ Ninh đích thân đến đây, tất cả mọi người có mặt, thậm chí ngay cả ngũ đại gia tộc bên cạnh Diệp Lâm cũng không khỏi bi quan, không có niềm tin vào Diệp Lâm. Sau khi biết được nguyên nhân câu chuyện, ông Diệp vui mừng khôn xiết, chợt thấy hy vọng quay trở lại. Thì ra là nhà họ Ninh đến kiếm chuyện với Diệp Lâm. Chỉ cần mượn dao giết người, nhà họ Diệp vẫn sẽ là của ông ta. Diệp Lâm, thằng nghịch tử, dám đắc tội nhà họ Chu, để họ phải mời hai vị đại nhân nhà họ Ninh đích thân tới đây, cháu đáng tội gì hả? Ông Diệp lập tức khiển trách, thằng nhóc này, còn không mau quỳ xuống xin lỗi hai vị đại nhân đi. Lời nói của ông Diệp tưởng chừng như đang bảo vệ cháu trai nhưng thực chất lại đang thêm dầu vào lửa. Nếu như Diệp Lâm thật sự quỳ xuống thì có lẽ người nhà họ Ninh anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho anh. Một khi Diệp Lâm bị thương nặng, mất hết mặt mũi, chẳng phải nhà họ Diệp vẫn sẽ do ông ta nắm giữ đại cục hay sao? Và sẽ càng tốt hơn nếu Diệp Lâm liều mạng chiến đấu đến cùng với hai võ cổ giả này. Vậy cũng có nghĩa là Diệp Lâm đang tự tìm đường chết. Ông ta sẽ mượn tay của võ cổ giả để loại bỏ Diệp Lâm, diệt trừ hậu họa sau này. Cho dù sau này nhà họ Diệp có phục tùng nhà họ Ninh, ông Diệp cũng sẽ chấp nhận. Euro ó gia tộc võ cổ làm chỗ dựa, xem ra đây là một lựa chọn không tồi. Chẳng phải cũng nhờ âm thầm qua lại với võ cổ giả mà nhà họ Chu mới có thể phất lên như diều gặp gió sao? Diệp Lâm, cháu đã biết lỗi của mình chưa? Ông Diệp tiếp tục trách mắng Diệp Lâm. Mọi người ở bên cạnh lúc này cũng đổ mồ hôi hột thay cho Diệp Lâm. Đối mặt với hai võ cổ giả khí thế ngút trời, e rằng người mạnh như Diệp Lâm, lần này cũng sẽ phải thừa nhận thất bại. Cậu Diệp, mọi người trong ngũ đại gia tộc đều thấp giọng nhắc nhở, như muốn khuyên nhủ anh hãy cố gắng chịu đựng, đừng kích động. Lâm Nhi, Diệp Nguyên Cát cũng vội vàng hét lớn, sợ con trai mình không lý trí, làm ra quyết định không thể cứu vấn. Diệp Lâm, nhìn thấy tình huống này, Susan ở bên cạnh mặc dù không biết gì về võ cổ, nhưng khi nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt mọi người, cô không khỏi cảm. Thấy sợ hãi, kéo góc áo của Diệp Lâm, không muốn anh hành động bốc đồng. Còn Diệp Trạch, khi nhìn thấy Diệp Lâm sắp phải chịu nhục nhã thì lập tức ở lại, không vội rời đi nữa. Cậu ta thầm nghĩ, có lẽ lát nữa mình sẽ không phải rời khỏi nhà họ Diệp nữa. Rồi, bởi vì mệnh lệnh của người chết không còn ý nghĩa gì nữa. Trong lòng Diệp Trạch thực sự hy vọng Diệp Lâm sẽ tiếp tục cứng rắn. Và đúng như mong muốn của hai ông cháu họ, Diệp Lâm thậm chí không hề nhượng bộ chứ đừng nói đến việc quỳ xuống xin lỗi. Thì ra là nhà họ Chu. Diệp Lâm chợt nhận ra, mỉm cười khinh thường, bọn họ không dám tự mình tới tìm tôi mà lại phái các người tới đây gây náo loạn sao. Xem ra nhà họ Chu cũng chỉ đến vậy mà thôi, suy tàn cũng khó tránh khỏi. Nếu bây giờ nhà họ Chu dám đích thân đến đây tìm anh thì coi như có năng lực. Nhưng hiện giờ bọn họ ẩn núp trong bóng tối, cho dù có võ cổ giả hậu thuẫn cũng không dám lộ mặt, có thể thấy bọn họ rất sợ bị anh đánh bại. Vậy thì anh cần gì phải bận tâm nữa? Nhà họ Chu quả thực chẳng ra làm sao,
Ninh Vũ Triết cũng đồng tình với quan điểm của Diệp Lâm. Suy cho cùng, để đối phó với một người bình thường mà nhà họ Chu còn phải nhờ đến các võ cổ giả như họ hỗ trợ. Thực sự yếu đến mức không thể tin được, nhưng nhà họ Diệp các người cũng vậy, Ninh Vũ Triết tiếp tục nói. Trong mắt các võ cổ giả, nhà họ Chu, nhà họ Diệp và thậm chí cả 10 gia tộc quyền lực nhất Yến Kinh đều giống như con kiến. Họ có thể ủng hộ nhà họ Chu, nhưng cũng có thể dùng một chân đè bẹp nhà họ Diệp. Tuy nhiên, tất cả đều nằm trong suy nghĩ của họ. Không. Diệp Lâm lắc đầu, anh sai rồi. Ninh Vũ Triết thích thú nhướng mày, tôi sai ở đâu? Diệp Lâm nói tiếp, ngày trước, đúng là nhà họ Diệp cũng giống như nhà họ Chu, không đáng nhắc tới. Nhưng từ nay về sau, ở trong tay tôi, nhà họ Diệp sẽ trở thành tồn tại mà nhà họ Ninh các ông không thể động đến. Cái gì? Những lời này vừa nói ra, hội trường lập tức rơi vào im lặng. Như thể đã đến một nghĩa trang, mọi người xung quanh đều im lặng như tờ, thậm chí là sợ hãi không yên. Lời nói của Diệp Lâm dường như đã chọc vào một tổ ong, ngay cả Ninh Tùng Sơn vẫn im lặng ở bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt, trong mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Xong rồi, xong đời rồi. Một lúc sau, mọi người lần lượt lấy lại bình tĩnh sau cú sốc vừa rồi. Họ nghĩ, lần này Diệp Lâm đã gây họa lớn, chết chắc rồi. Một gia tộc thế tục đơn thuần, làm sao có thể được so sánh với gia tộc võ cổ được cơ chứ? Trở thành một gia tộc mà ngay cả nhà họ Ninh cũng không thể động tới thì lại càng vô lý. Võ cổ không thể bị xúc phạm. Tại sao Diệp Lâm dám nói ra những lời ngông cồng như vậy trước mặt hai võ cổ giả, đúng là muốn chết mà. Một khi võ cổ giả tức giận, họ thậm chí có thể san bằng nhà họ Diệp trong tích tắc. Mẹ kiếp, Diệp Lâm, cậu điên rồi sao? Xong rồi, cậu đắc tội võ cổ giả, không cần phải kéo cả nhà họ Diệp chúng tôi chôn cùng chứ. Đúng vậy, cậu đang muốn hại cả tộc chúng ta sao? Lúc này, mọi người trong nhà họ Diệp đều vô cùng hoảng sợ. Không ngờ tân tộc trưởng vừa mới nhậm chức đã mang tai họa đến cho gia tộc. Hai vị đại nhân, xin hãy tha mạng. Lúc này, ông Diệp sợ đến toát mồ hôi lạnh, không ngờ phản ứng cá chết lưới rách của Diệp Lâm. Ông ta chỉ muốn Diệp Lâm đối đầu với họ một mình, sau đó mượn dao giết người. Chứ không phải là kéo cả tộc chôn cùng anh. Lời nói của tên nghịch tử Diệp Lâm chỉ đại diện cho cá nhân cậu ta, không liên quan gì đến nhà họ Diệp chúng tôi. Ông Diệp nói, cậu ta còn dùng thủ đoạn cưỡng ép tước bỏ vị trí gia chủ của tôi. Nhà họ Diệp chúng tôi thật sự không dám đối đầu với nhà họ Ninh. Xin hai vị đại nhân minh xét. Ông Diệp đứng dậy, những người còn lại trong nhà họ Diệp cũng đồng loạt phụ họa theo. Đúng vậy, vừa rồi chúng tôi bị uy hiếp nên buộc phải khuất phục Diệp Lâm. Trong lòng chúng tôi, tộc trưởng vẫn luôn là ông Diệp, dù là bây giờ hay sau này vẫn vậy. Cậu ta không phải là người đứng đầu nhà họ Diệp chúng tôi đã trục xuất cậu ta khỏi nhà họ Diệp từ lâu rồi, cậu ta không thể đại diện cho chúng tôi được. Mọi người trong nhà họ Diệp vừa rồi ủng hộ Diệp Lâm đều quay sang phía bên kia và bắt đầu kiên quyết phản đối Diệp Lâm. Lúc này, tình thế tại hiện trường đã xoay chuyển 180 độ. Để xem ai lên voi, ai xuống chó đây. Mọi người đều tỏ ra háo hức chờ đợi. Mọi người trong nhà họ Diệp vốn dĩ ba phải. Lúc thấy Diệp Lâm mạnh mẽ thì họ có thể từ bỏ chủ nhân cũ của mình để đến bên cạnh Diệp Lâm. Nhưng bây giờ thấy Diệp Lâm ở thế yếu, bọn họ lại bỏ rơi Diệp Lâm, ngả về phía nhà họ Ninh. Dù nhà họ Ninh đang đối đầu với người cùng tộc nhưng người nhà họ Diệp vẫn lựa chọn sự an toàn cho chính mình. Dù sao thì đó cũng là gia tộc võ cổ nhà họ Diệp nhỏ bé của họ sao đủ khả năng động tới được. Họ chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách cắt đứt mối quan hệ với Diệp Lâm mà thôi. Hai vị đại nhân, các ngài đã thấy rồi đấy. Ông Diệp nhân cơ hội lên tiếng, thằng nhóc này không liên quan gì đến nhà họ Diệp chúng tôi. Nếu có được sức mạnh của hai vị đại nhân, tôi đã xử lý nó từ lâu rồi, sao có thể để nó chạy đi gây rắc rối khắp nơi được. Mọi người trong nhà họ Diệp cũng đồng tình, đúng vậy. 5 năm trước, cậu ta lái xe đâm chết người. Bây giờ ra tù vẫn không an phận, gây rối khắp nơi, xúc phạm đến các võ cổ giả, đúng là không biết sống chết. Trong nhà họ Diệp của chúng tôi không có người như vậy. Trong phút chốc, Diệp Lâm rơi vào tình thế bị mọi người đồng loạt chỉ trích. Những vị khách xung quanh nhìn thấy điều này không khỏi thở dài. Nhưng họ cũng không có cách nào, người tới cửa lần này là võ cổ giả, ai dám đứng về phía Diệp Lâm thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đừng nói là những người khác, ngay cả năm đại gia tộc vẫn luôn ủng hộ Diệp Lâm lúc này cũng sợ hãi, không biết phải làm sao.
Nếu không có bùa chú Diệp Lâm gieo lên người bọn họ, phần lớn bọn họ đã quay đầu bỏ chạy rồi. Thấy vậy, Ninh Vũ Triết hài lòng gật đầu. Cậu ta chỉ mới thông báo thân phận gia tộc, không cần mất nhiều công sức cũng có thể kiểm soát tình hình. Vừa rồi Diệp Lâm được mọi người tung hô, bây giờ chỉ còn lại một mình. Diệp Lâm, anh đã nhìn thấy chưa? Ninh Vũ Triết kiêu ngạo nói. Trong thế giới này, trận chiến cuối cùng vẫn là xem nắm đấm của ai mạnh hơn. Hơn nữa, chúng tôi là gia tộc võ cổ, là thế lực anh vĩnh viễn không thể đắc tội được. Một gia tộc thế tục cũng dám so sánh với gia tộc võ cổ. Họ xứng sao? Nhà Chu dù có rác rưởi đến đâu thì vẫn là gia tộc mà nhà họ Ninh chúng tôi bảo vệ. Ninh Vũ Triết nói tiếp. Anh giết người nhà họ Chu cũng chính là tát vào mặt nhà họ Ninh chúng tôi. Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Nói xong, Ninh Vũ Triết giơ hai ngón tay lên. Thứ nhất, giống như nhà họ Chu, trở thành người hầu phục tùng nhà họ Ninh chúng tôi. Thứ hai, hôm nay tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ nhà họ Diệp của anh, để trên thế giới này không còn nhà họ Diệp tồn tại nữa. Cái gì? Anh ta vừa dứt lời, mọi người trong nhà họ Diệp đầu tiên là bàng hoàng, sau đó là sợ hãi. Khi nghe lựa chọn đầu tiên, nhà họ Diệp thầm nghĩ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Có thể phục vụ nhà họ Ninh tộc như nhà họ Chu quả là một giấc mơ. Thế nhưng, nghe xong điều kiện thứ hai, mọi người trong nhà họ Diệp không khỏi cảm thấy khiếp đảm. Họ sợ Diệp Lâm lại điên điên khùng khùng, không biết tốt xấu. Xem ra nhà họ Ninh đã nương tay rồi. Những vị khách xung quanh nhìn thấy điều này đều thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt mọi người, hiển nhiên nhà họ Ninh đã cho Diệp Lâm một cơ hội. Chỉ cần gia nhập nhà họ Ninh và tuyên bố trung thành, họ có thể tránh khỏi kết cục bị thảm sát. Dù có hai con đường nhưng thực chất chỉ có một, bởi vì con đường còn lại là ngõ cụt. Diệp Lâm, còn đứng ngây ra đó làm sao? Còn không mau nhanh chóng thể trung thành với nhà họ Ninh đi. Ông Diệp nhanh chóng thúc giục Diệp Lâm. Trước khi Diệp Lâm kịp nói, ông ta đã quỳ xuống. Từ nay về sau, mọi người trong nhà họ Diệp chúng tôi sẽ là con chó của nhà họ Ninh. Lúc này, hầu hết người nhà họ Diệp cũng quỳ xuống đầu hàng. Ninh Vũ Triết thấy thế thì không khỏi cười lớn, rất tốt, các người sáng suốt đấy. Nói cho dễ nghe thì gọi là phục vụ nhà họ Ninh, nhưng trên thực tế chính là làm con chó của nhà họ Ninh. Cũng giống như nhà họ Chu, dù nhà họ Ninh có đưa ra yêu cầu vô lý đến đâu, nhà họ Chu cũng sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn họ, họ muốn tiền đưa tiền, họ muốn người thì đưa người. Nhà họ Diệp nhận thức được như vậy là rất tốt. Điều này khiến Ninh Vũ Triết rất hài lòng. Làm chó. Tuy nhiên, lời nói của ông Diệp khiến một số thành viên nhỏ tuổi trong nhà họ Diệp cảm thấy bực bội và không thể tiếp nhận. Họ không cần phải can thiệp vào mối thù giữa Diệp Lâm và nhà họ Ninh, và họ thậm chí không quan tâm đến việc ai sẽ là người đứng đầu nhà họ Diệp. Tuy nhiên, họ không thể chịu đựng được việc trở thành tay sai của bất kỳ thế lực nào. Vừa rồi, Ninh Vũ Triết nói ra chữ người hầu đã khiến bọn họ có chút không chịu nổi rồi. Huống chỉ ông Diệp còn thẳng thừng nói sẽ làm chó cho nhà họ Ninh. Là những thanh niên trẻ tuổi lớn lên trong thời đại mới, làm sao họ có thể chịu đựng được khoảng cách địa vị như vậy? Kết quả là tại hiện trường xảy ra một cảnh tượng kỳ lạ. Hầu hết mọi người trong nhà họ Diệp, trong đó có ông Diệp đều quỳ lạy nhà họ Ninh. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm thanh niên trẻ tuổi cứng rắn vẫn đứng phía sau, không quỳ xuống theo đám đông. Thấy cảnh này, Diệp Lâm cũng nhìn họ bằng con mắt khác. Chỉ ở những người này, anh mới có thể nhìn thấy tương lai của nhà họ Diệp. Không chịu cúi đầu giống như ông nội và những lão già khác. Hả, lúc này, nhìn thấy phía sau có mấy thanh niên còn chưa quỳ xuống. Ninh Vũ Triết bất mãn nói, những người đó cũng là người nhà họ Diệp sao? Tại sao không bái lạy? Ông Diệp quay đầu lại, vô cùng ngạc nhiên, vì đúng là vậy thật. Thế là, ông Diệp lập tức trách mắng, sao còn đứng đó? Mau quỳ xuống. Trước sự trách mắng của tộc trưởng và áp lực từ nhà họ Ninh, các thanh niên kia bắt đầu dao động. Lúc này, một thanh niên chừng 20 tuổi đứng ra, mạnh dạn nói, tộc trưởng, tôi cảm thấy lựa chọn của ông không thích hợp. Nhà họ Diệp của chúng ta có thể duy trì mối quan hệ hợp tác với nhà họ Ninh, tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Nhưng nếu vô cớ trở thành nô lệ của nhà họ Ninh thì chúng tôi khó có thể chấp nhận, bị đối xử như chó lại càng nhục nhã hơn. Nghe vậy, ông Diệp lại giật mình, vội vàng mắng, cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Có bao nhiêu người muốn mà cũng không được đấy. Một tên nhóc như cậu cũng dám ra lệnh cho cả gia tộc sao? Thật hỗn xược.
cậu có 3 giây để quỳ xuống xin lỗi nhà họ Ninh. Nếu không, tôi sẽ lập tức trục xuất cả nhà cậu ra khỏi tộc. Đối mặt với lời đe dọa này, các thanh niên kia cũng không thể chịu đựng được nữa. Cậu ta có can đảm để đưa ra chất vấn. Nhưng khi nhìn thấy cha mẹ, người thân, bạn bè đều nhìn mình với ánh mắt van xin, khó hiểu và tức giận, lòng cậu ta bắt đầu dao động. Một lúc sau, hầu hết thanh niên đều bất lực quỳ xuống. Chỉ quỳ một chân đã là hành động kiên cường cuối cùng của họ rồi. Cuối cùng, người thanh niên dẫn đầu thở dài bất lực, chuẩn bị quỳ xuống chịu nhục. Không được quỳ. Một giọng nói chợt vang lên. Âm thanh như sấm sét, chấn động lòng người. Mọi người đứng hết lên cho tôi. Nhà họ Diệp thà chết đứng chứ không thể sống quỳ. Vốn tưởng rằng nhà họ Diệp sẽ bị nhà họ Ninh chiêu hàng, kết quả đến cuối cùng lại bị một người cắt ngang. Mà người lên tiếng, tất nhiên là Diệp Lâm. Không được quỳ, lúc mọi người đang ngạc nhiên, Diệp Lâm tiếp tục nói. Các người còn trẻ, là trụ cột của gia tộc, đại biểu cho tương lai của nhà họ Diệp, đừng học theo tư thái hèn mọn của đám già sắp xuống mồ kiều. Đứng thẳng, ngẩng đầu, ưỡn ngực. Chỉ cần có tôi ở đây, tương lai nhà họ Diệp sẽ không cần phải cúi đầu với bất cứ ai, nói chỉ là phải quỳ xuống. Dứt lời, Diệp Lâm kéo cha mình là Diệp Nguyên Cát đứng dậy. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy giật mình. Bọn họ vốn tưởng rằng Ninh Vũ Triết đã cho Diệp Lâm một bậc thang để đi xuống rồi thì Diệp Lâm sẽ làm theo, nào ngờ Diệp Lâm lại dám tiếp tục cứng đối. Cứng, nói mạnh miệng. Anh không chỉ không quỳ, mà anh còn lừa đám người trẻ tuổi tìm đường chết với anh. Thật sự là ra ngoài dự đoán của mọi người. Dưới sự tẩy não của Diệp Lâm, đám người trẻ tuổi quả nhiên không quỳ nữa. Thậm chí vì sự ép buộc lúc nấy, bọn họ còn sôi nổi đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người thẳng tắp. Diệp Lâm, cái thằng bất hiếu này. Mày muốn hại chết cả nhà họ Diệp chúng ta hả? Ông cụ Diệp thấy vậy thì lập tức sợ tới mức sắc mặt trăng bệch. Ông ta vừa quỳ gối vừa quay đầu quát mắng Diệp Lâm. Ông ta biết rõ cổ võ không thể chịu nhục. Diệp Lâm tự mình tìm đường chết thì thôi đi, thế mà còn đi lừa đám trẻ tuổi trong tộc tìm chết với mình nữa. Đúng là tai họa diệt tộc mà, mấy đứa thật sự muốn đi đến đường cùng giống nó hả? Còn con nữa, Nguyên Cát, cái đồ vô dụng này, ngay cả con trai mình cũng không quản được, còn có mặt mũi gì mà đứng lên. Con mau quỳ xuống cho cha. Diệp Nguyên Cát bị Diệp Lâm kéo dậy, vẫn còn đang ngơ ngác. Sau đó, ông lại bị cha mình mắng một hơi, càng thêm không biết phải làm sao. Giờ phút này, sắc mặt của Ninh Vũ Triết hơi thay đổi, dường như đã mất hết kiên nhẫn với Diệp Lâm, thậm chí là toàn bộ nhà họ Diệp. Bọn họ đi chuyến này, không chỉ vì xả giận cho nhà họ Chu. Nếu chỉ đơn giản là như vậy, thì một nhà họ Chu sao có thể đủ sức nặng mời nổi nhà họ Ninh. Nhà họ Ninh chỉ là nhân cơ hội này ngầm mở rộng thế lực trong thế giới bình thường thôi. Bọn họ cần một đám người hầu làm việc cho mình. Tuy rằng thế giới cổ võ và thế giới người thường đã có ranh giới rõ ràng, nhưng mà giữa hai bên vẫn có mối quan hệ dây mơ dễ má, ảnh hưởng lẫn nhau. Hai người nhà họ Ninh thấy thực lực của Diệp Lâm không bình thường, liền muốn nhận hết một nhà vào dưới quyền của mình. Tiếc là trong nhất thời, rất khó thuần phục được Diệp Lâm. Diệp Lâm, anh thật sự muốn tìm chết hả? Anh cần phải suy nghĩ cho rõ ràng về hậu quả khi đối địch với nhà họ Ninh chúng tôi. Toàn bộ nhà họ Diệp các anh đều phải chôn cùng với anh, trả giá cho sự vô trí của NHTL. Vừa nghe vậy, ông cụ Diệp vội vàng cúi đầu xin tha, đại nhân tha mạng, tôi lập tức đuổi đám người kia ra khỏi nhà, bọn họ không còn liên quan gì đến nhà họ Diệp nữa. Tha mạng đi. Ninh Vũ Triết mặc kệ ông cụ Diệp, chỉ chờ thái độ của Diệp Lâm. Lúc này, Diệp Lâm nói, người nào khom lưng uốn gối, quỳ xuống với người ngoài, sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi cũng sẽ đuổi hết ra khỏi nhà. Nếu nhà họ Chu còn dám đến gây chuyện với tôi, dám tự tìm đường chết, thì không cần đợi bọn họ suy sụp nữa, tôi sẽ tự mình ra tay xử lý. Về phần nhà họ Ninh các người, tuy rằng tôi tạm thời chưa biết hang ổ của các người ở đâu, cũng không có rảnh dây dưa với các người. Nhưng mà chỉ cần các người dám đến đây, đến một người tôi giết một người, đến hai người tôi giết hai người. Anh vừa dứt lời, hiện trường lại trở nên yên lặng, sau đó trở nên xôn xao. Trời ạ, tôi thấy thằng nhãi Diệp Lâm kia điên rồi. Anh ta dám nói đến một người giết một người, đến hai người giết hai người ngay trước mặt cổ võ giải. Cổ võ không thể chịu nhục, nếu tôi thật sự là cổ võ giả, thì tôi sẽ giết hết như là giết gà giết vịt vậy. Quả nhiên, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Các khách khứa ở hiện trường đều sôi nổi lắc đầu,
cho rằng lần này Diệp Lâm chết chắc rồi. Ai ra, Diệp tiên sinh, cần gì phải như thế chứ? Mọi người trong năm đại gia tộc đều cảm thấy tiếc thay cho Diệp Lâm. Đồng thời, bọn họ không biết Diệp Lâm lấy đây ra tự tin mà đi đối đầu với cổ võ. Nghe lời nói mạnh miệng của Diệp Lâm, ông cụ Diệp sợ tới mức không biết nên làm gì, chỉ có thể liên tục dập đầu xin lỗi. Diệp Lâm. Giờ phút này, có lẽ chỉ có một mình Su Dần là sẵn lòng chết chung với Diệp Lâm. Bởi vì đây là con đường do chính cô chọn, và cô không hề hối hận. Cậu sợ không? Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Sợ. Su Dần nói rồi lại lắc đầu, nhưng chỉ cần ở bên cạnh cậu, thì tôi sẽ không sợ nữa. Ha ha, Diệp Lâm cười nói, yên tâm, cứ ở bên cạnh tôi bảo đảm cậu sẽ không sao. Đúng lúc này. To gan. Ông cụ Ninh Tùng Sơn vẫn luôn kiệm lời đột nhiên hét to lên. Thậm chí thanh kiếm khổng lồ trên lưng ông ta cũng vang lên tiếng ầm ầm. Giống như là đã nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, phát ra một luồng kiếm thế mạnh mẽ, ảnh hưởng đến toàn trường. G, Diệp Lâm chợt cảm nhận được hộp kiếm vô tận có phản ứng. Chẳng lẽ, Diệp Lâm nhìn thanh kiếm khổng lồ trên lưng ông cụ, thầm nghĩ, chẳng lẽ thanh kiếm kia đã từng được cất giữ bên trong hộp kiếm. Chú ơi! Thấy Ninh Tùng Sơn tức giận, định ra tay đánh Diệp Lâm, Ninh Vũ Chiết vội vàng ngăn cản. Đối phó với loại con kiến này, cần gì chú phải ra tay? Cứ để cho cháu là được rồi. Nghe vậy, Ninh Tùng Sơn cũng bình tĩnh lại, khôi phục vẻ thản nhiên vừa nấy, dường như là ngầm đồng ý Ninh Vũ Chiết thỉnh chiến. Rốt cuộc thì ông ta là người có thân có phận, cái loại trẻ trâu kiêu ngạo như Diệp Lâm không xứng để ông ta phải ra tay. Thậm chí bảo Ninh Vũ Chiết ra tay cũng là có chút dùng dao mổ trâu đi giết gà. Dứt lời, Ninh Vũ Chiết nhìn về phía Diệp Lâm, lạnh lùng nói, nếu mày tìm chết thì hôm nay tao sẽ thành toàn cho mày. Tuy rằng Ninh Vũ Chiết muốn tự mình ra tay, nhưng mà Diệp Lâm lại cứ nhìn chằm chằm thanh kiếm khổng lồ trên lưng Ninh Tùng Sơn, dường như trong mắt. Diệp Lâm không hề có đối thủ là Ninh Vũ Chiết. Sắp vào trận chiến, đối thủ lại không nhìn mình một cái nào, đã hoàn toàn chọc giận Ninh Vũ Chiết. Nhãi danh, nạp mạng đi, lúc Ninh Vũ Chiết định ra tay. Dừng tay. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Ngay sau đó, một vóc dáng thướt tha giống như tiên hạ phàm đi vào. Nhà họ Ninh, hãy nương tay đi. Một bộ đồ trắng, là lướt như tiên. Khuôn mặt xinh đẹp, phong thái vô song, giống như là tiên hạ phàm, khiến mọi người xung quanh đều nhìn đến ngây người. Nhất là đàn ông, ai cũng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Còn phụ nữ thì đa số là ghen ghét. Thật sự khó có thể tin nổi trên thế giới này lại có một người xinh đẹp như vậy. Tiên nữ, đây chính là tiên nữ trong truyền thuyết hay sao? Xinh đẹp quá đi, đúng là tiên hạ phàm mài. Trong sáng và quyến rũ, đúng là một sự hóa thân hoàn mỹ của phái nữ. Chỉ có thần tiên mới có cái loại khí chất này. Không chỉ có khách khứa xung quanh nhìn đến mức ngơ ngác, mà ngay cả Ninh Vũ Chiết nhà họ Ninh có xuất thân cổ võ, khoảnh khắc nhìn thấy người đẹp tuyệt trần giống như tiên nữ trước mắt. Cũng có chút ngẩn ngơ, thậm chí còn quên là đang đánh nhau với Diệp Lâm nữa. Hả? Chỉ có Ninh Tùng Sơn nhìn một cái là nhận ra thân phận của cô ta. Ông ta thầm khó hiểu vì sao cô ta lại đến đây. Người đẹp kia, trông hơi quen quen. Ninh Vũ Chiết nhìn rồi chợt giật mình, cảm thấy là mình đã gặp cô ta ở đâu rồi. Hơn nữa, người có được khí chất và ngoại hình vượt mức bình thường như thế, không hề giống người trong thế giới người thường, mà giống như là đến từ cổ võ. Ninh Vũ Chiết vừa giật mình vừa vui mừng, chẳng lẽ cô ấy cũng là cổ võ giả sao? Đúng vậy. Ninh Tùng Sơn lạnh lùng nói, cô ta cũng là tộc nhân của bảy thị giống chúng ta. Tuy rằng cô ta là người đẹp, vừa lên sân khấu là có thể hấp hồn chúng sinh. Nhưng mà đối với người tầm tuổi Ninh Tùng Sơn mà nói, thì mọi vẻ xinh đẹp cũng chỉ là lớp da bên ngoài bộ xương mà thôi. Thật à? Ninh Vũ Chiết cực kỳ vui mừng, là nhà nào vậy? Con nói trông quen quen mà, hóa ra cũng là cổ võ. Nghe vậy, mọi người xung quanh đều giật mình. Thảo nào xinh đẹp như tiên nữ, hóa ra cũng là cổ võ giả. Hôm nay cơn gió nào thổi vậy, lại có thêm một vị cổ võ giả đến đây nữa. Nhà họ Diệp đúng là vẻ vang mà, có tới ba vị cổ võ giả tự mình đến đây. Lúc này, nghe mọi người bàn tán, ông cụ Diệp cảm thấy hơi mơ hồ, đầu óc. Không đủ dùng. Lại thêm một người cổ võ giả. Tới đây làm gì? Là phúc hay họa? Bị kẹp trong một đám võ giả, người nhà họ Diệp cảm thấy cực kỳ dày vò, giống như là con kiến trên chảo dầu vậy.
không biết em là nhà nào trong bảy thị. Lúc này, Ninh Vũ Triết bày ra dáng vẻ khiêm tốn phóng khoáng, chủ động đi lên hỏi thăm, thậm chí quên mất trận chiến với Diệp Lâm. Người đẹp mỉm cười nói, nhà họ Tân, Tân Tuyết Dung, Tân Tuyết Dung, nhà họ Tần ở Lũng Xuyên thuộc bảy thị. Nghe vậy, Ninh Vũ Triết chợt nhớ ra, thảo nào tôi cứ cảm thấy em quen quen nồ. Hóa ra là em chính là người nổi tiếng đẹp nhất nhà họ Tân. Ninh Vũ Triết nhớ rõ lúc còn nhỏ từng gặp cô ta một lần, khi ấy cô ta đã có được cái cốt mỹ nhân, nổi tiếng xa gần. Không ngờ chỉ chớp mắt thôi mà đã nhiều năm trôi qua. Người nổi danh đẹp nhất nhà họ Tần năm xưa, hiện giờ trưởng thành giống như là tiên nữ, khiến người a ghen tị. Ninh Vũ Triết chỉ muốn chạy như bay về nhà, cầu xin cha mình thay mình đi nhà họ Tần cầu hôn. Có được một người vợ như thế, người chồng còn mong chờ gì nữa? Các khách khứa xung quanh nghe nói người đẹp này thế mà lại đến từ nhà họ Tần cổ võ thì đều giật mình. Đầu tiên là nhà họ Ninh cổ võ, bây giờ lại có thêm một nhà họ Tần cổ võ nữa. Có phải là hôm nay thế gia cổ võ có hẹn với nhau là đến đây để tụ họp không vậy? Người đẹp cổ võ kia đến đây làm gì? Chẳng lẽ là vì Diệp Lâm nữa? Mọi người bàn tán đến đây thì nhìn về phía Diệp Lâm, cảm thấy dường như chỉ có anh mới có năng lực thu hút nhiều cổ võ như vậy. Thấy vậy, Diệp Lâm cười khổ một tiếng, thầm nói, các người đoán đúng rồi, cô ta tới đây vì tôi đấy. Ơ ó điều, cô ta chắc là mang mục đích giống như nhà họ Ninh cổ võ, tới đây để lấy mạng tôi. Nhà họ Tần cổ võ. Diệp Lâm từng giết một người thuộc nhà họ Tần cổ võ, thậm chí còn đoạt bảo kiếm của hắn nữa. Diệp Lâm đã chuẩn bị sẵn tâm lý là có thêm người nhà họ Tần đi tìm anh. Anh chỉ là không ngờ bọn họ lại đến cùng một ngày với nhà họ Ninh cổ võ. Em Tuyết Dung. Lúc này, Ninh Vũ Triết nho nhã lễ độ nói, vừa rồi em bảo tôi nương tay là sao? Ninh Vũ Triết thầm nghĩ, chẳng lẽ em Tuyết Dung và thằng nhãi kia quen biết nhau? Là như vậy đấy. Tân Tuyết Dung không hề nói vòng vo, nhìn Diệp Lâm một cái rồi nói thẳng, nhà họ Ninh các người phải đối phó với anh ta hả? Đúng vậy. Ninh Vũ Triết nói, thằng nhãi này ăn nói mạnh miệng. Tôi đang định dạy dỗ một trận. Thôi bỏ đi. Tân Tuyết Dung nói, Diệp Lâm có chút sâu xa với nhà họ Tân. Xin hãy nể mặt nhà họ Tần chúng tôi. Hai bên dừng tay lại đi. Cái gì? Vừa nghe Tân Tuyết Dung nói vậy, không chỉ có hai người nhà họ Diệp, mà ngay cả Diệp Lâm cũng giật mình. Chuyện này là sao? Người nhà họ Tần không phải tới đây để tìm mình báo thù. Hay là nói mình thật sự có mối quan hệ gì đó với nhà họ Tân? Là mối quan hệ gì? Sao mình lại không biết? Diệp Lâm nghĩ nghĩ rồi đoán là nhà họ Tân muốn tự tay giết mình, không muốn cho người khác xen vào. Rốt cuộc thì nhà họ Tân có một người chết trong tay mình. Thù giết con sao có thể không báo? Sâu xa, người nhà họ Diệp nghe vậy cũng rất bất ngờ. Thầm nghĩ nhà họ Diệp bọn họ có tài đức gì mà có sâu xa với nhà họ Tân. Giữa hai bên dù có quăng tám xào cũng không tới mà. Ninh Vũ Triết nghe vậy cũng trợn to mắt ra nhìn, mặt mày lộ vẻ ngạc nhiên. Là sao hả? Nhà họ Tần có quan hệ gì với thằng nhãi kia hả? Tần Tuyết Dung gật đầu nói, đúng vậy. Quan hệ gì? Ninh Vũ Triết nghi ngờ hỏi lại. Chuyện này không liên quan đến anh. Tần Tuyết Dung kiêu ngạo nói, tóm lại là nhà họ Tần chúng tôi bảo vệ anh ta, hy vọng nhà họ Ninh các anh có thể nể mặt, hôm nay dừng ở đây đi. Nghe vậy, hai chú cháu nhà họ Ninh do dự nhìn nhau. Với thân phận địa vị của Ninh Tùng Sơn, rất khó để đi nể mặt một người trẻ tuổi nhà họ Tần. Nhưng mà thân phận của Tần Tuyết Dung lại không đơn giản chút nào. Cô ta không chỉ là người đẹp nhất nhà họ Tần, có thiên phú hơn người, được gia tộc gửi gắm rất nhiều mong chờ. Cô ta còn là con gái của ứng cử viên nặng ký trong cuộc cạnh tranh chức vị gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Tần. Cho dù là Ninh Tùng Sơn, trưởng lão nhà họ Ninh, cũng phải nể mặt cô ta. Không cần thiết phải vì một thằng nhãi thế giới bình thường, đi đắc tội với con gái của gia chủ tương lai nhà họ Tần. Hơn nữa, nhà họ Tần cũng sẽ trả lại ơn tình này. Vậy nên, Ninh Tùng Sơn nháy mắt ra hiệu cho Ninh Vũ Triết đi nói chuyện. Ninh Tùng Sơn tự giữ thân phận, đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý. Khụ khụ, Ninh Vũ Triết lập tức hiểu được ý của chú mình, vậy nên tằng hằng yếu em Tuyết Dung đã nói vậy thì nhà họ Ninh bọn tôi tất nhiên phải nể. Được rồi. Hôm nay tôi tự ý quyết định, lần này tha cho thằng nhãi kia. Diệp Lâm, Ninh Vũ Triết lạnh lùng liếc Diệp Lâm một cái, hôm nay xem như anh may mắn tránh được một kiếp.
Ninh Vũ Triết nói vậy có nghĩa là đồng ý nể mặt nhà họ Tần tha cho Diệp Lâm. Hiện trường lập tức trở nên xôn xao. Mọi người không ngờ Diệp Lâm lại may mắn đến như vậy, thế mà lại có thể tìm được đường sống trong chỗ chết ngay lúc này. Chẳng lẽ Diệp Lâm dám nói mạnh miệng là vì có nhà họ Tần chống lưng cho anh ta hay sao? Nếu nghĩ như vậy thì dường như mọi cách làm khác thường lúc nãy của Diệp Lâm đều có thể hiểu được. Hừ, tên kia đúng là may mắn. Diệp Trạch thấy Diệp Lâm có thể tìm được đường sống trong chỗ chết thì nảy sinh lòng ghen ghét, cực kỳ tức giận. Ai ra, thằng bất hiếu kia đúng là may mắn tận trời. Ngay cả ông cụ Diệp cũng không thể không khâm phục vận may của Diệp Lâm. Chỉ kém một chút nữa thôi là có thể giết sạch tai họa rồi. Đám người một lòng với ông cụ Diệp đều cảm thấy đáng tiếc. Hiện giờ có nhà họ Tần chống lưng cho Diệp Lâm, sau này sẽ càng thêm khó khăn khi muốn vặn ngã Diệp Lâm. Phù! Người trong năm đại gia tộc đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn thay cho Diệp Lâm. Bọn họ không hề ngờ rằng Diệp Lâm còn có một con át chủ bài như thế. Diệp tiên sinh đúng là một sự tồn tại không thể đo lường được mà. Trong nhất thời, người trong năm đại gia tộc càng thêm kính sợ Diệp Lâm. Cổ võ! Thấy Tần Tuyết Dung dù là ngoại hình hay là khí chất đều vượt xa chính mình, Susan tự cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, khi nhìn thấy Tần Tuyết Dung chỉ nói vài câu là có thể giúp đỡ Diệp Lâm, Susan càng thêm xấu hổ hơn nữa. Cô chợt cảm thấy mình chỉ có thể kéo chân sau Diệp Lâm, còn cái loại người như Tần Tuyết Dung mới có thể xứng đôi với Diệp Lâm. Susan cực kỳ hâm mộ, cũng hy vọng có một ngày mình có thể giống như Tần Tuyết Dung, cho dù chỉ có thể giúp đỡ Diệp Lâm một chút thôi. Cũng vẫn tốt hơn là đứng bên cạnh xem như hiện giờ. Hừ, nhãi danh, ai cho cháu tự mình quyết định hả? Ninh Tùng Sơn mắng một câu rồi nói, có điều, người họ Ninh tôi nói lời giữ lời. Nếu nhãi danh này đã tự quyết định đồng ý rồi thì hôm nay chúng tôi sẽ nể mặt nhà họ Tần một lần. Cô nhóc, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ông nội cô. Ninh Tùng Sơn nói một câu với Tần Tuyết Dung rồi định quay người đi. Vâng, cảm ơn Ninh tiền bối. Tần Tuyết Dung xin lỗi. Em Tuyết Dung, chúng tôi đi trước đây. Ninh Vũ Triết nói với giọng điệu lấy lòng, lưu luyến mà chào tạm biệt. Vâng, anh cứ đi thong thả. Tần Tuyết Dung lại ôm quyền tiễn hai người đi. Lúc hai người quay người đi. Đứng lại. Một giọng nói vang lên từ phía sau. Ai cho các người đi vậy? Đây là nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hả? Ai nói vậy? Nghe vậy, hai người nhà họ Ninh lập tức thay đổi sắc mặt. Dừng bước chân lại. Nhãi danh, mày còn muốn gì nữa? Ninh Tùng Sơn bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh giọng hỏi. Mày đừng tưởng rằng có nhà họ Tần chống lưng cho mày, thì mày có thể cáo mượn oai hùng ngay trước mặt tao. Mày muốn giữ tao lại hả? Ninh Tùng Sơn nói chuyện không lớn, nhưng lời nói lại truyền đến tai từng người, khiến người nghe cực kỳ sợ hãi. Đừng nói người thường bị vài câu nói của Ninh Tùng Sơn làm cho choáng váng. Ngay cả Tần Tuyết Dung nghe thấy thì nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Cô ta ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Lâm, không biết anh còn muốn sao nữa. Diệp Lâm vẫn cứ bình tĩnh như lúc đầu, lạnh nhạt nói, muốn đi cũng được. Thôi, để thanh kiếm trên người của ông lại, tôi có thể tha cho các ông. Nhà họ Ninh cũng được, nhà họ Tần cũng được. Diệp Lâm không có hứng thú nhiều với các thế gia cổ võ. Nhưng mà, khoảnh khắc vừa rồi Ninh Tùng Sơn muốn động kiếm. Diệp Lâm cảm nhận được hộp kiếm vô tận có phản ứng. Vậy nên Diệp Lâm cảm thấy hứng thú hơn với thanh kiếm khổng lồ trên lưng Ninh Tùng Sơn. Nếu không phải vì Tần Tuyết Dung đột nhiên xuất hiện, thì chắc là hiện tại Diệp Lâm đã lấy được kiếm. Dù thế nào đi nữa, Diệp Lâm đều phải có được thanh kiếm kia. Người có thể đi, nhưng kiếm phải ở lại. Cái gì? Nghe vậy, toàn trường đều chấn động. Mọi người trợn to mắt ra nhìn, giống như là gặp quỷ vậy. Bọn họ không thể tin được rằng lời nói kia lại được thốt ra từ trong miệng của Diệp Lâm. Trong mắt mọi người thì hành vi của Diệp Lâm chẳng khác gì điên cuồng thử tìm đường chết. Diệp Lâm, điên rồi hả, anh ta còn dám quát tháo nhà họ Ninh nữa. Đúng vậy, nhà họ Ninh đã nể mặt nhà họ Tần lựa chọn nhường bước rồi, mà anh ta còn dám làm vậy nữa. Anh ta dám nói như thế, cho dù là nhà họ Tần cũng không bảo vệ được anh ta. Cổ võ không thể chịu nhục. Huống chỉ là trước mắt bao người, Diệp Lâm năm lần bảy lượt xúc phạm nhà họ Ninh cổ võ. Nếu hôm nay nhà họ Ninh lại lựa chọn nhường bước thì sau này làm gì còn mặt mũi với người ta nữa. Cho dù là khi trở lại giới cổ võ, cũng sẽ bị cười nhạo. Tần Tuyết Dung, Ninh Tùng Sơn lạnh lùng nói, không phải là tôi không nể mặt nhà họ Tần các cô,
mà cô cũng thấy rồi đấy, là thằng nhãi này không coi tôi, coi nhà họ Ninh tôi ra gì cả. Nếu hôm nay tôi không giết cậu ta thì tôi làm gì còn mặt mũi quay lại nhà họ Ninh nữa. Nếu tôi không giết được cậu ta thì tôi thề không làm người. Lúc nói chuyện, quanh thân Ninh Tùng Sơn tràn đầy sát khí, cực kỳ đáng sợ. Thấy Ninh Tùng Sơn thật sự nổi lên ý định giết người, Tân Tuyết Dung cũng không dám nói thêm gì nữa. Rốt cuộc thì là do Diệp Lâm cứ mãi khiêu khích. Nếu anh ta khiêu khích Ninh Vũ Chiết thì cũng được đi. Anh ta tuyệt đối không nên chủ động đi khiêu khích trưởng lão nhà họ Ninh là Ninh Tùng Sơn, còn muốn đoạt vũ khí của Ninh Tùng Sơn nữa chứ. Vậy nên nhà họ Ninh không thể nào tha thứ cho anh ta được. Ha ha! Giờ phút này, chỉ có hai ông cháu nhà họ Diệp và đám người phản đối Diệp. Lâm lên làm gia chủ là vui vẻ. Diệp Lâm nổi điên lên tìm đường chết thật sự là một thu hoạch ngoài ý muốn đối với bọn họ. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Lâm may mắn dựa vào nhà họ Tần tránh được một kiếp. Nào ngờ anh ta lại chủ động đi tìm chết, sao nhà họ Ninh có thể nhịn được nữa? Thấy Ninh Tùng Sơn thật sự nổi giận, ông cụ Diệp tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Lần này anh ta chết chắc rồi. Diệp Trạch nhìn về phía người anh cùng cha khác mẹ của mình với ánh mắt như nhìn người chết. Hầy, Diệp Lâm, lần này tôi không cứu được anh rồi. Tân Tuyết Dung thấy vậy cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu cô ta dùng tên tuổi của ông nội hoặc cha mình đi nhờ vả ông cụ Ninh thì chắc là còn một chút hy vọng. Có điều, cô ta không định làm như vậy. Cô ta muốn nhìn xem Diệp Lâm rốt cuộc là đang phô trương hay là thật sự có vốn liếng để làm vậy. Ông nội mình bảo mình đi tiếp cận anh ta, tìm hiểu anh ta, điều tra anh ta. Và cái trận chiến trước mắt này chính là một cơ hội để điều tra gốc gác của anh ta. Rốt cuộc thì người trẻ tuổi trong giới người thường có thể làm cho ông nội bất chấp tất cả cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng là thần thánh phương nào. Và anh ta có bao nhiêu cân lượng? Tất cả đều sắp có câu trả lời rồi. Tân Tuyết Dung nhìn chằm chằm Diệp Lâm, trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn đầy vẻ tò mò. Chú ơi, để cho cháu lên đi. Ninh Vũ Chiết muốn đánh nhau thay chú mình. Lúc nãy anh ta không thể ra tay, bây giờ có thể bày ra thân thủ của mình được rồi. Không cần. Lần này Ninh Tùng Sơn từ chối. Lần này không giống lần trước. Lần trước Ninh Tùng Sơn đồng ý để cho Ninh Vũ Chiết lên là vì cả hai chú cháu bọn họ đều không coi trọng Diệp Lâm, cho rằng ai ra tay cũng giống nhau. Còn lần này thì khác. Diệp Lâm dám nói năng mạnh miệng, còn chủ động đi khiêu khích ông ta, muốn đoạt thanh kiếm trên lưng ông ta. Sao Ninh Tùng Sơn ông ta có thể nhịn được nữa? Ông ta quyết định tự mình ra tay giết Diệp Lâm. Vâng. Ninh Vũ Chiết thấy vậy thì ngoan ngoãn lùi sang một bên, nhìn về phía Diệp Lâm bằng ánh mắt lạnh nhạt như nhìn người chết. Chú tao tự mình ra tay, chắc là mày ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Thực lực của Ninh Tùng Sơn là tông sư nhị phẩm, một sự tồn tại vô địch ở dưới nhất phẩm. Đừng nói là ở thế giới người thường, cho dù là ở thế giới cổ võ, thì chỉ có số ít người đếm trên đầu ngón tay mới có thể đánh lại cái loại cao thủ cấp bậc như Ninh Tùng Sơn. Một Diệp Lâm nhỏ nhoi mà dám quát tháo một vị tông sư nhị phẩm, e là có đến chết thì anh ta cũng không biết mình chết thế nào. Ong! Lúc nói chuyện, Ninh Tùng Sơn đi lên một bước, đồng thời rút thanh kiếm khổng lồ trên lưng ra. Thanh kiếm cao rộng khoảng nửa người, chỉ cần vung nhẹ lên là có thể phát ra tiếng nổ vang trời, vừa nhìn là biết cực kỳ nặng ký. Người bình thường dù có cầm cũng cầm không nổi. Vậy mà thanh kiếm khi ở trong tay Ninh Tùng Sơn, lại nhẹ nhàng uyển chuyển giống như tờ giấy. Nhãi danh, thích bảo kiếm của tao hả? Vậy phải xem mày có bản lĩnh lấy hay không? Nếu mày có thể đỡ được ba kiếm của tao, thì tao sẵn lòng tặng nó cho mày. Ba chiêu. Trong mắt Ninh Tùng Sơn, đối phương chưa chắc gì đỡ được một chiêu của mình. Ba chiêu chỉ là một cách nói có lệ thôi. Mọi người xung quanh đều không tin rằng Diệp Lâm có thể đoạt được thanh kiếm từ trong tay Ninh Tùng Sơn. Đừng nói là đoạt kiếm. Diệp Lâm chỉ cần giữ được mạng của mình trong vòng ba chiêu đã là một thắng lợi lớn rồi. Có điều, Diệp Lâm nghe xong lại yên lặng gật đầu. Được. Diệp Lâm nói. Nếu ông đã nói vậy thì tôi sẽ lấy bảo kiếm của ông trong vòng ba chiêu. Nếu trong vòng ba chiêu, tôi không lấy được kiếm trong tay ông muốn xử lý tôi thế nào cũng được. Cái gì, nghe vậy, mọi người đều rất chấn động. Bọn họ không biết nên khóc thay Diệp Lâm hay là nên cười thay nhà họ Ninh nữa. Rõ ràng là anh ta đã chết đến nơi rồi mà còn dám ăn nói vớ vẩn. Rốt cuộc là anh ta lấy tự tin từ đâu ra? Người nhà họ Tần đã khoanh tay đứng nhìn rồi, anh ta còn dám mơ tưởng đoạt kiếm trong ba chiêu.
đúng là trong đầu chứa nước, cực kỳ ngu xuẩn. Ha ha, thằng nhãi này, đúng là biết nói đùa. Ninh Vũ Triết ôm bụng cười ha ha, giống như là nghe thấy một câu chuyện vô cùng buồn cười. Đừng nói là anh ta, cho dù là toàn bộ nhà họ Ninh, hay là giới cổ võ, thì cũng không có ai dám vỗ ngực đảm bảo rằng có thể đoạt kiếm từ trong tay cao thủ cấp bậc như Ninh Tùng Sơn. Em Tuyết Dung, rốt cuộc thì nhà họ Tân các em có mối quan hệ gì với thằng nhãi kia vậy? Sao tôi cứ cảm thấy đầu óc anh ta không được bình thường? Em xác định nhà họ Tần các em quen biết anh ta? Nghe vậy, sắc mặt Tân Tuyết Dung trở nên cứng đờ, không biết nên trả lời thế nào. Cái cách ăn nói mạnh miệng của Diệp Lâm cũng khiến Tần Tuyết Dung cảm thấy khó hiểu. Đoạt kiếm trong ba chiêu? Sao có thể chứ? Hừ! Ninh Tùng Sơn hừ lạnh một tiếng, dường như đã nảy sinh miễn dịch với cách ăn nói lung tung của Diệp Lâm, không còn phản ứng tức giận nữa. Muốn đoạt kiếm của tao hả? Mày vẫn nên nghĩ cách làm sao để đỡ một kiếm của tao trước đi. Lúc nói chuyện, kiếm trong tay Ninh Tùng Sơn đã động. Ầm! Ngay sau đó, mặt đất xung quanh chấn động, giống như là có động đất. Một là vì tông sư nhị phẩm có lực lượng khủng bố, mỗi một chiêu thức đều gây ra ảnh hưởng mạnh. Hai là vì thanh kiếm khổng lồ trong tay Ninh Tùng Sơn, nặng như là Thái Sơn, mỗi một lần vung lên đều có thể khuấy động mây gió, chấn động tứ phương. Kiếm tên là Cự Khuyết. Hôm nay, mày sẽ trở thành vong hồn thứ 38 dưới Cự Khuyết kiếm của tao. Cùng là vong hồn đầu tiên của thế giới bình thường. Nói cách khác, Cự Khuyết kiếm ở trong tay Ninh Tùng Sơn đã giết 37 người, người nào cũng là cao thủ cổ võ giả. Còn Diệp Lâm, anh không chỉ sẽ trở thành người chết thứ 38, mà còn trở thành một người bình thường duy nhất chết dưới Cự Khuyết kiếm. Ở trong mắt người ngoài, dùng thanh kiếm này đi giết một thằng nhãi vô danh thế giới bình thường chẳng khác gì dùng dao mổ trâu đi giết gà. Nhưng mà Diệp Lâm cứ mãi khiêu khích Ninh Tùng Sơn, đã chạm đến điểm mấu chốt của Ninh Tùng Sơn. Kiếm vốn dĩ chính là một vũ khí sắc bén để giết người, mặc kệ người chết có thân phận gì. Ninh Tùng Sơn sẵn lòng phá lệ một lần, đi giết một thằng nhãi vô danh. Chết đi! Cự Khuyết kiếm vung lên, giống như là lưỡi hái tử thần. Cái luồng khí thế kinh khủng ấy khiến mọi người xung quanh đều nín thở lùi ra sau, cảm thấy nổi da gà, như là cảm nhận được tử thần buông xuống. Kiếm tốt, Diệp Lâm nhắm mắt lại đón lấy kiếm phong thổi đến từ Cự Khuyết kiếm. Cho dù là thân thể của Diệp Lâm hiện giờ, thì chắc là cũng sẽ bị chặt đứt nếu bị chém trúng. Ngay sau đó, Diệp Lâm chạm nhẹ lên giữa không trung một cái. Một hộp kiếm lớn xuất hiện dưới lòng bàn tay anh. Anh vỗ mạnh một cái, hộp kiếm liền mở ra, giống như khổng tước xòe đuôi, để lộ bảo kiếm rực rỡ bên trong. Hộp kiếm vô tận. Thấy vậy, Tần Tuyết Dung trợn to mắt lên nhìn. Đây chính là cái hộp kiếm không mà cả nhà họ Tần bọn họ đều rất coi trọng. Lúc này, cái hộp kiếm vốn không có kiếm kia, lại có một thanh kiếm mà Tần Tuyết Dung rất quen thuộc. Đó là thanh kiếm mà nhà họ Tần bọn họ từng có được. Kinh Hồng kiếm. Đáng tiếc là nó đã bị người anh họ phá của cô làm rơi vào trong tay Diệp Lâm. Que nhi. Ngay sau đó, Kinh Hồng kiếm bắn mạnh ra ngoài giống như là bị triệu hoán, rồi rơi vào trong tay Diệp Lâm. Hả? Ninh Tùng Sơn ở đối diện thấy thanh kiếm kia cũng giật mình. Kinh Hồng kiếm. Ninh Tùng Sơn nhìn thoáng qua Tân Tuyết Dung, cảm thấy rất khó hiểu. Vì sao Kinh Hồng kiếm của nhà họ Tần lại rơi vào trong tay thằng nhãi kia? Rốt cuộc nhà họ Tân đang làm cái quỷ gì vậy? Bọn họ tặng cái loại kiếm tốt có 102 kia cho một người trong thế giới bình thường hả? Euro ó điều, cái thứ khiến cho Ninh Tùng Sơn để ý hơn là cái hộp kiếm kia. Đây là... Ninh Tùng Sơn có chút không thể tin nổi. Hộp kiếm vô tận không ai có thể sử dụng đã từng xuất hiện trong giới cổ võ, lúc này lại xuất hiện ở trong tay Diệp Lâm. Giống như là đã nhận Diệp Lâm làm chủ vậy. Sao có thể chứ? Chắc chắn là mình nhìn lầm rồi. Ninh Tùng Sơn cảm thấy hộp kiếm kia chỉ là trùng hợp mà giống với hộp kiếm vô tân thôi. Mày đừng mong dùng một hộp kiếm giả đi dọa tao. Ninh Tùng Sơn giận dữ nói. Có lẽ hộp kiếm là giả, nhưng mà Kinh Hồng kiếm lại là hàng thật giá thật. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Cự Khuyết kiếm trong tay Ninh Tùng Sơn nhảy lên đâm thẳng về phía Diệp Lâm. Còn Kinh Hồng kiếm trong tay Diệp Lâm cũng bay nhanh ra giống như là sao băng. Hai thanh kiếm đều thuộc loại có 102 va chạm với nhau, đối chọi gay gắt, không phân thắng thua. Keng! Nhưng mà, ngay giây tiếp theo, Cự Khuyết kiếm đã dùng sức mạnh tuyệt đối đánh gãy Kinh Hồng kiếm. Giống như là một con thú khổng lồ phá tan mọi thứ chặn đường nó. Sau đó,
nó điên cuồng lao về phía Diệp Lâm. Ha ha, Ninh Vũ Triết thấy vậy thì rất vui mừng. Dù trong tay mày có bảo kiếm nhà họ Tân thì sao chứ? Với thực lực của mày, cơ bản là không thể nào phát huy ra được thực lực thật sự của bảo kiếm. Sự chênh lệch giữa mày và chú tao là rất lớn. Dù mày có dùng vũ khí cùng cấp bậc thì cũng chẳng thể thêm một phần thắng. Chuyện Kinh Hồng kiếm đánh với Cự Khuyết kiếm rồi bị đánh gãy không hề ngoài ý muốn của Diệp Lâm. Cự Khuyết kiếm thích hợp với lối đánh chính diện, còn Kinh Hồng kiếm thì thích hợp với lối đánh mưu tính từ một bên. Cự Khuyết kiếm đâm thẳng về phía đầu của Diệp Lâm, ai nhìn cũng cho rằng Diệp Lâm sắp chết rồi. Có điều, Diệp Lâm vẫn thong thả mà mở hộp kiếm vô tản ra lần nữa. Ngay sau đó, ba thanh kiếm ngắn bắn nhanh ra giống như là ám khí. Với khoảng cách rất ngắn, nó lập tức bay đến chỗ cổ tay của Ninh Tùng Sơn. Người ta có câu, dài một tấc, mạnh một tấc, ngắn một tấc, âm một tấc. Ninh Tùng Sơn lợi dụng ưu thế của thanh kiếm khổng lồ đánh tới với thế tấn công mạnh mẽ. Còn Diệp Lâm thì lợi dụng kiếm ngắn đi đường tắt để thắng hiểm. Kiếm đâm thẳng về phía cổ tay đối phương. Hít hà! Ninh Tùng Sơn thấy vậy thì giật nảy mình. Ông ta không ngờ Diệp Lâm còn có chiêu khác, lại thêm đột nhiên đánh lén khiến ông ta khó mà đề phòng. Ba thanh kiếm ngắn kia vừa nhìn là biết không bình thường. Ngay cả Ninh Tùng Sơn là tông sư nhị phẩm cũng không dám coi thường ba thanh kiếm ngắn kia. Huống chỉ, kiếm còn được bắn ra từ hộp kiếm vô tân, nó càng không bình thường hơn nữa. Chỉ là Cự Khuyết kiếm đã lao ra rồi, rất khó có thể thu chiêu lại được nữa. Nếu nhất quyết thu chiêu, một là sẽ khiến cho mình bị động, trận chiến nghiêng về phía đối phương, hai là phải chịu sự phản vệ đến từ Cự Khuyết kiếm. Ninh Tùng Sơn cắn răng một cái, dứt khoát không tránh không đỡ, tiếp tục tấn công cho xong. Hừi! Một kiếm chém ra, có lẽ cổ tay mình sẽ bị thương nhẹ, nhưng mà đầu đối phương sẽ rơi xuống đất. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Lúc Cự Khuyết kiếm sắp đâm trúng cổ Diệp Lâm, thì ba thanh kiếm ngắn đã đâm trúng cổ tay Ninh Tùng Sơn. Cổ tay Ninh Tùng Sơn lập tức tê dần, giống như là bị muỗi đốt. Ngay sau đó, Cự Khuyết kiếm hoàn toàn mất khống chế mà rơi ra khỏi tay ông ta. Thấy vậy, Ninh Tùng Sơn giật nảy mình. Khoảnh khắc mới vừa rồi, cổ tay ông ta thế mà lại không còn chi giác, thậm chí không cầm nổi kiếm. May là thế kiếm vẫn cứ tiếp tục, Cự Khuyết kiếm theo đà đâm thẳng ra trước. Lúc Ninh Tùng Sơn cho rằng giây phút tiếp theo, Cự Khuyết kiếm sẽ đâm thủng cổ họng Diệp Lâm, khiến đầu Diệp Lâm rơi xuống đất thì. Diệp Lâm lùi ra sau một bước, dùng hộp kiếm vô tận che trước người mình. Ninh Tùng Sơn lại giật mình. Ông ta không ngờ rằng Diệp Lâm lại lấy hộp kiếm làm vũ khí đỡ Cự Khuyết kiếm của mình. Hừ, chỉ là bọ ngựa đấu xe thôi. Ninh Tùng Sơn cười lạnh, không cho là đúng. Ông ta cho rằng kết quả sẽ là hộp kiếm lập tức vỡ ra rồi bay đi giống như Kinh Hồng kiếm lúc nãy. Có điều, ngay sau đó, một màn khó tin đã xuất hiện. Hộp kiếm tự động mở ra, khoảnh khắc kiếm và hộp kiếm va chạm, hộp kiếm giống như có một sức hút cực kỳ mạnh, khiến Cự Khuyết kiếm buộc phải thay đổi quỹ đạo. Thu kiếm, Diệp Lâm quát lên. Hộp kiếm thế mà lại nhắm đúng chỗ trống trong hộp kiếm về phía Cự Khuyết kiếm. Và Cự Khuyết kiếm cũng giống như là chim về tổ, vững vàng mà rơi vào trong chỗ trống kia. Giống như kiếm vào vỏ, không có một chút khác thường nào. Keng. Giây tiếp theo, ba thanh kiếm ngắn cũng bay hết về trong hộp kiếm. Diệp Lâm giơ tay lên, thu lại Kinh Hồng kiếm bị rơi xuống đất. Cuối cùng, Diệp Lâm nhẹ nhàng khép hộp kiếm vô tá uẫn lại. Cự Khuyết kiếm cứ thế mà rơi vào trong tay Diệp Lâm. Ông, có thể đi rồi. Sau khoảnh khắc im lặng, Diệp Lâm nói với Ninh Tùng Sơn. Đối với Diệp Lâm mà nói, có thể lấy được thanh kiếm kia là đủ rồi. Hai người già trẻ nhà họ Ninh muốn đi thì đi thôi. Lúc Cự Khuyết kiếm về chỗ, bên trong hộp kiếm xảy ra thay đổi rất lớn. Một luồng kiếm ý vô tận lan tràn, truyền qua bàn tay, hòa vào trong cơ thể mình. Lần này không còn chịu phản phệ như lần đầu, thân thể rất dễ dàng mà tiếp thu được. Lúc Diệp Lâm đang đè tay lên hộp kiếm, lặng lặng cảm nhận một luồng kiếm ý hoàn toàn mới. Hiện trường lại trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mọi người trợn to mắt ra nhìn. Bọn họ không thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Trời ạ, chuyện này là sao vậy? Không phải là tôi nhìn lầm rồi chứ? Tên cổ võ giả kia thế mà bị Diệp Lâm đoạt vũ khí, mất kiếm luôn rồi. Cái hộp trong tay Diệp Lâm là gì vậy? Sao nó có thể nuốt kiếm của cổ võ giả được? Mọi người vốn cho rằng Diệp Lâm chết chắc rồi.
rốt cuộc thì đối thủ của anh chính là cổ võ giả có thực lực mạnh mẽ. Không ngờ lúc hai bên đánh nhau, Diệp Lâm không chỉ không bị thương, mà còn cướp được vũ khí trong tay cổ võ giả nữa. Thật sự là khó tin mà. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai tin chứ? Sao có thể? Mọi người trong nhà họ Diệp đều trợn mắt há mồm, giống như là gặp quỷ. Vậy, bọn họ chỉ là người bình thường, nào dám suy nghĩ đến chuyện trong tộc mình có người có thể đánh ngang sức ngang tài với cổ võ giả, thậm chí còn mạnh hơn đối phương nữa. Diệp Lâm này thật sự là Diệp Lâm mà bọn họ quen biết hả? Sao mà mới đi tù có 5 năm, lúc ra tù lại như thay đổi thành người khác vậy? Ngay cả người làm cha là Diệp Nguyên Cát cũng chưa từng nghĩ rằng con trai mình lại trở nên xa lạ như thế, khiến ông suýt nữa không dám nhận con trai. Mạnh quá đi. Tần Tuyết Dung thấy Diệp Lâm chỉ dùng một chiêu là đoạt được cự khuyết kiếm trong tay Ninh Tùng Sơn thì lập tức thay đổi sắc mặt. Sau cơn chấn động, cô ta cũng hiểu được vì sao ông nội mình lại coi trọng anh ta đến như vậy, thậm chí không tiếc phái mình đi tiếp cận anh ta, điều tra anh ta. Còn người anh họ của mình chết trong tay anh ta, còn bị đoạt kinh hồng kiếm nữa, thật sự là không oan chút nào. Ngay cả trưởng lão nhà họ Ninh cũng thua trong tay Diệp Lâm, huống chỉ là một tên ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp nhà họ Tân. Lần thử này của Tần Tuyết Dung xem như là rất thành công. Rốt cuộc thì cô A cũng thấy được thực lực của Diệp Lâm, và thái độ của cô ta cũng theo đó mà trở nên tôn kính. Lúc tới đây, Tần Tuyết Dung không hề coi trọng người trẻ tuổi ở thế giới bình thường kia. Nhưng mà bây giờ, cô ta không thể không coi trọng. Chú ơi, Ninh Vũ Chiết cũng thấy chấn động. Anh ta không ngờ một người mạnh mẽ như chú mình lại không thể đánh thắng được đối phương trong vòng một chiêu. Không thể nào. Điều khiến Ninh Vũ Chiết khó có thể tiếp thu hơn nữa là cự khuyết kiếm của nhà họ Ninh bọn họ thế mà lại bị Diệp Lâm đoạt đi rồi. Thật sự là thua người còn thua trận, cực kỳ nhục nhất. Rốt cuộc thì chú đang làm gì vậy? Ninh Vũ Chiết không hiểu nổi. Anh ta cảm thấy dù là anh ta lên đánh, thì cũng không đến mức lật thuyền trong mương như vậy. Giờ phút này, cảm giác đau nhói truyền đến từ cổ tay kéo Ninh Tùng Sơn về tới hiện thực từ trong cơn chấn động vừa rồi. Ông ta nhìn Diệp Lâm, thấy anh sau khi đoạt kiếm của mình xong thì nhắm mắt lại, dáng vẻ không coi ai ra gì. Anh như vậy khiến Ninh Tùng Sơn tức giận hơn nữa. Nhãi danh! Mày đừng kiêu ngạo, vừa rồi tao chỉ là sơ ý thôi. Ninh Tùng Sơn không ngờ hộp kiếm vô tán ở trong tay Diệp Lâm lại có thể phát huy ra uy lực lớn đến như thế, chỉ trong chớp mắt thôi mà đã đoạt kiếm ở trong tay mình rồi. Nếu biết trước thì lúc nãy ông ta sẽ không dễ dàng buông tay. Được rồi. Ninh Tùng Sơn hít sâu một hơi, nhìn về phía hộp kiếm vô tận. Tao đây đoạt lại cả kiếm lần hộp luôn vậy. Ninh Tùng Sơn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định ra tay thêm lần nữa để đoạt lại tất cả, rửa sạch nhục nhã. Xem chiêu. Lời còn chưa dứt, Ninh Tùng Sơn đã vung đôi quyền lên, đấm về phía Diệp Lâm. Ngay sau đó, Ninh Tùng Sơn lại đấm về phía Diệp Lâm. Ông ta chỉ giả vờ đấm về phía Diệp Lâm thôi, chứ mục tiêu thật sự của ông A chính là hộp kiếm trong tay Diệp Lâm. Bởi vì ông ta nhận ra được rằng hộp kiếm kia có chút không đơn giản. Hộp kiếm ở trong tay Diệp Lâm giống như là hổ thêm cánh. Vậy nên ông ta định đoạt hộp kiếm trước rồi giết Diệp Lâm sau. Đáng tiếc. Suy nghĩ là tốt đẹp, còn hiện thực thì là tàn nhẫn. Hộp kiếm không đơn giản là vì hộp kiếm nằm trong tay Diệp Lâm. Thật sự không đơn giản không phải là hộp kiếm, mà là người cầm hộp kiếm. Lúc Ninh Tùng Sơn tới trước mặt Diệp Lâm, một tay đấm về phía gò má Diệp Lâm, một tay chụp về phía hộp kiếm. Lúc này, Diệp Lâm cũng đã hiểu xong kiếm ý được sinh ra sau khi cự khuyết kiếm rơi vào trong hộp kiếm. Anh chợt mở bừng hai mắt, ánh sáng đột nhiên lóe lên. Hít hài. Ninh Tùng Sơn mắt đối mắt với Diệp Lâm. Ông ta lập tức hít hà một hơi, cảm thấy hai mắt mình giống như bị kim đâm, không thể mở mắt ra nhìn được nữa. Đã bảo ông đi rồi, mà ông còn dám ở lại. Dứt lời, Diệp Lâm ra tay vỗ lên hộp kiếm lần nữa. Hộp kiếm lập tức mở ra, oanh một tiếng, cự khuyết kiếm giống như bay xẹt ra như tên lửa, lơ lửng giữa không trung. Diệp Lâm giơ tay cầm kiếm, vung kiếm. Mũi kiếm qua qua lại lại. Cuốn ra một trận gió mạnh. Nếu ông muốn, thì tôi sẽ trả cho ông. Cự khuyết kiếm thế mà lại đánh về phía Ninh Tùng Sơn. Không xong rồi. Ninh Tùng Sơn thấy vậy thì không nhịn được hoảng hốt. Thực lực của ông ta không đủ để dùng thân thể đi đỡ lực chém từ một kiếm kia. Đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ của cự khuyết kiếm, Ninh Tùng Sơn dùng hết mọi thủ đoạn, chạy qua chạy lại để tránh né.
Diệp Lâm chém ra một kiếm, không chém trúng đối thủ. Anh thầm nghĩ, không hổ là tông sư nhị phẩm, đúng là mạnh hơn bất cứ một đối thủ nào mình từng gặp. Nhị phẩm là một sự tồn tại vô địch dưới nhất phẩm. Còn Diệp Lâm, anh dựa vào cự khuyết kiếm để chiếm ưu thế trong cuộc chiến. Vũ Triết. Sau khi khó khăn lắm mới tránh né được một chiêu, sau lưng Ninh Tùng Sơn đã ướt đẫm mồ hôi. Nếu lúc nãy sơ sẩy một chút thôi, thì có khi ông ta đã bị cự khuyết chém thành hai khúc rồi. Ninh Tùng Sơn không dám dùng cơ thể xương thịt của mình đi đỡ cự khuyết nữa. Ông ta vội vàng gọi Ninh Vũ Triết để mượn kiếm dùng. Chú ơi, chụp này! Ninh Vũ Triết vội vàng gỡ kiếm ném về phía Ninh Tùng Sơn. Tuy rằng kiếm của anh ta không thể so được với cự khuyết kiếm, nhưng mà nó cũng được chế tạo từ huyền thiết, chém sắt như chém bùn. Keng! Ninh Tùng Sơn vừa chụp kiếm liền trở tay đâm về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm cầm kiếm lên đỡ. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Kiếm trong tay Ninh Tùng Sơn lập tức bị vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Ở trước mặt Diệp Lâm, thanh kiếm kia trở nên giống như thủy tinh, chạm nhẹ là vỡ. Kiếm của tôi, thấy vậy, Ninh Vũ Triết vừa đau lòng lại vừa cực kỳ ngạc nhiên. Không ngờ kiếm của mình lại chẳng chịu nổi một đòn trước danh kiếm thật sự. Sao có thể chứ? Ninh Tùng Sơn ra chiêu không thành công, ngược lại còn làm hỏng thanh kiếm trong tay, đồng thời lòng bàn tay bị chấn đến mức tê dại, cả cánh tay đều mất hết sức lực. Thấy vậy, Ninh Tùng Sơn hoảng hốt. Mình là tông sư nhị phẩm cơ đấy. Cho dù chỉ dùng một thanh kiếm bình thường thôi, thì cũng có thể dễ dàng đánh thắng được kẻ địch mới đúng. Nào ngờ mình lại bị một kiếm của đối phương đánh cho cánh tay tê dần, suýt nữa mất đi sức chiến đấu. Cho dù đối phương cầm cự khuyết kiếm của mình, thì cũng không thể nào dùng ra được lực đạo như vậy mới đúng. Rốt cuộc thì cậu ta có tu vi gì vậy? Chẳng lẽ còn cao hơn cả mình? Ninh Tùng Sơn càng nghĩ càng chấn động, thậm chí là sợ hãi. Có điều, lúc này ông ta muốn lùi bước đã không còn kịp nữa rồi. Bởi vì chiêu kiếm thứ ba của Diệp Lâm đã vung lên. Ngay sau đó, cự khuyết kiếm rơi xuống từ trên trời, giống như là nước tràn bờ đê, gần như chỉ trong chớp mắt đã bao phủ Ninh Tùng Sơn. Dù ông ta có thực lực tông sư nhị phẩm, thì ông ta cũng chưa từng thấy cái loại kiếm ý mạnh mẽ như thế. Thật sự là giống như đang ở trong sông Trường Giang, Hoàng Hà, chỉ có thể để mặc cho làn sóng cọ rửa, cuốn trôi theo dòng, không hề có sức đánh trả. Mạng tôi, nguy rồi. Ninh Tùng Sơn cũng nhận ra được chỗ đáng sợ của một kiếm kia, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, ngày chết đã đến. Que nhi một giây sau, kiếm khí dày đặc ập đến. Cả người Ninh Tùng Sơn trông có vẻ không hề bị thương, nhưng sự thật thì toàn thân ông ta đều là lỗ thủng. Chết ngay tại chỗ. Ninh Tùng Sơn dùng một chút sức lực cuối cùng chỉ về phía Diệp Lâm, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, lại không có cách nào mở miệng. Hối hận, sợ hãi, giận dữ. Đủ loại cảm xúc phức tạp lan tràn khi tử vong đến. Thình thịch. Ninh Tùng Sơn buông tay, ngã mạnh xuống đất, hiện trường lại trở nên yên tĩnh giống như chết. Chú ơi, y. Nghe tiếng gào khóc của Ninh Vũ Triết, mọi người mới giật mình tỉnh táo lại từ trong cơn chấn động. Bọn họ nhận ra rằng mọi thứ trước mắt đều là sự thật. Diệp Lâm đã vung kiếm chém chết một vị cổ võ giả có thực lực tông sư nhị phẩm. Hoa mắt, chắc chắn là hoa mắt rồi. Cậu nhóc Diệp Lâm kia đã đánh bại một võ cổ giả. Những vị khách có mặt đều náo động. Không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Vừa rồi, việc Diệp Lâm có thể đoạt được thanh kiếm từ tay Ninh Tùng Sơn đã vô cùng khó tin rồi. Khi đó, mọi người vẫn có thể tìm ra lý do chính đáng là do Ninh Tùng Sơn khinh địch. Nhưng bây giờ, hai người giao chiến lần thứ hai. Diệp Lâm thực sự đã hạ gục võ cổ giả Ninh Tùng Sơn bằng thanh kiếm của mình. Điều này hoàn toàn không thể giải thích được bằng lẽ thường được. Lần này là do sức mạnh kiếm pháp khủng khiếp của Diệp Lâm. Hay là Ninh Tùng Sơn lại sơ suất lần nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa, Ninh Tùng Sơn quả thực đã chết trong tay Diệp Lâm. Đồng thời, mọi người cũng nhận ra một sự thật đáng sợ. Đó là, thực lực của Diệp Lâm có lẽ đã vượt qua võ cổ giả. Ngoài việc đó ra thì còn cách nào có thể giải thích cho việc anh đã giết võ cổ giả bằng thanh kiếm của mình cơ chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người lại nhìn về phía Diệp Lâm, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng kính sợ. Điều này, mọi người trong nhà họ Diệp cũng chết lặng. Nếu thời gian quay trở lại thời điểm lúc nấy, cho dù chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra thì cũng không ai trong nhà họ Diệp tin rằng một trưởng lão của nhà họ Ninh lại bị chém chết cả. Lúc này,
ông Diệp không khỏi hít một hơi lạnh, nhận ra rằng nhà họ Diệp đang phải đối mặt với hai vấn đề lớn cùng một lúc. Một là, Diệp Lâm đã lật lại tình thế và làm chủ mọi thứ. Nhà họ Diệp lại lần nữa rơi vào tay anh. Thứ hai là anh đã giết chết trưởng lão nhà họ Ninh sao có thể bỏ qua được. Nhà họ Diệp có thể vẫn phải đối mặt với một tai họa. Diệp Lâm mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng khó mà đối đầu được với toàn bộ nhà họ Ninh. Tôi liều mạng với anh. Lúc này, Ninh Vũ Chiết mới thoát khỏi cơn đau buồn. Sau vài lần cấp cứu, cuối cùng anh ta cũng phải chấp nhận sự thật tàn khốc rằng chú mình đã bị giết. Ninh Vũ Chiết theo bản năng rút kiếm ra, nhưng cuối cùng lại chẳng rút được cái gì. Sau đó, anh ta chợt nhớ ra thanh kiếm vừa rồi đưa cho chú mình đã bị vỡ tan rồi. Ngay sau đó, Ninh Vũ Chiết nhe nanh múa vuốt, tay không lao về phía Diệp Lâm. Đối mặt với kẻ địch đang tuyệt vọng như vậy, Diệp Lâm cũng lười nhìn lại. Nếu anh ta xuất hiện trong phạm vi lưỡi kiếm của anh, máu của anh ta sẽ văng tung tóe ngay tại chỗ. Cẩn thận! Tần Tuyết Dung cảm thấy một kiếm trận mạnh mẽ đang trỗi dậy xung quanh Diệp Lâm. Anh gần như không cần ra tay, cũng đủ khiến Ninh Vũ Chiết đang lao về phía anh như thiêu thân, chết không có chỗ chôn. Khoảnh khắc Ninh Vũ Chiết đến gần, Tần Tuyết Dung cũng ra tay tóm lấy anh ta nhanh như chớp. Thả tôi rét, tôi phải giết anh ta. Ninh Vũ Chiết đã không còn bình tĩnh như trước nữa, anh ta giống như một kẻ điên đang gào thét, nhe răng và móng vuốt về phía Diệp Lâm, hai mắt mở to. Anh định giết anh ta bằng cái gì? Tần Tuyết Dung xoay tay đẩy Ninh Vũ Chiết về. Kiếm của anh đã gãy rồi. Chú của anh cũng đã bị đánh bại. Chẳng lẽ anh cũng muốn chết sao? Bùm! Ninh Vũ Chiết nặng nề đập nát cây cột phía sau. Cơn đau dữ dội ở lưng khiến anh ta lấy lại được cảm giác. Anh ta cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Chàng trai họ Diệp trước mặt mạnh hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Mà chú của anh ta chết trong tay đối thủ cũng chính bởi vì đánh giá thấp kẻ địch, thậm chí vũ khí cũng bị đối phương đoạt mất. Cho dù muốn chết thì anh cũng phải mang thi thể của chú anh về cho nhà họ Ninh đã. Nếu anh chết ở đây, ai sẽ đến nhặt xác của các anh? Chẳng lẽ hai chú cháu các anh định phơi xác ở nơi này sao? Lời nói sắc bén của Tần Tuyết Dung giống như một gáo nước lạnh, khiến Ninh Vũ Chiết hoàn toàn tỉnh táo. Phải, tôi chưa thể chết được. Tôi phải mang xác của chú tôi vì... Tôi phải thông báo cho nhà họ Ninh mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Ninh Vũ Chiết tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Lâm, gần lên từng chữ, tôi sẽ quay trở lại. Ninh Vũ Chiết thầm lập thời thề, chờ người nhà họ Ninh đánh tới đây, chắc chắn họ sẽ bắt nhà họ Diệp phải chôn theo chú. Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Ninh Vũ Chiết chịu đựng nhục nhã, khiêng thi thể của chú mình bước ra ngoài. Tần Tuyết Dung nhìn thấy vậy, âm thầm lắc đầu, không ngờ nhà họ Ninh lại có kết cục bi thảm như vậy. Đồng thời, cô ta cũng lo lắng Diệp Lâm sẽ đuổi cùng giết tận nên nói với Diệp Lâm, xin anh Diệp hạ thủ lưu tình, để anh ta quay trở lại. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, anh vốn không để ý đến người này. Điều quan trọng là thanh kiếm kia. Nếu vừa rồi Ninh Tùng Sơn không phản công, Diệp Lâm cũng sẽ không ra tay giết ông ta. Sau khi giải quyết xong chuyện với nhà họ Ninh, Diệp Lâm lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Tuyết Dung với ánh mắt nghi ngờ. Cùng là gia tộc cổ võ, cùng bị anh giết một người và lấy đi thanh kiếm. Mặc dù tôi không biết vì sao vừa rồi cô lại cố gắng bảo vệ tôi trước mặt nhà họ Ninh. Diệp Lâm bình tĩnh nói. Nhưng bây giờ, nhà họ Ninh đã đi, chẳng phải đã đến lúc cô ra tay rồi sao? Nghe xong lời nói của Diệp Lâm, Tần Tuyết Dung có hơi bất lực. Cô ta đã thể hiện thành ý đến vậy rồi, chẳng lẽ trong suy nghĩ của Diệp Lâm, cô ta chỉ đến gây chuyện thôi sao? Anh Diệp, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Tần Tuyết Dung cười nói, nhà họ Tần chúng tôi không có ý định trở thành kẻ thù của nhà họ Diệp. Lần này, ông nội phái tôi đến đây chỉ là để hóa giải mâu thuẫn với anh thị. Tôi thực sự xin lỗi vì vừa rồi không thể giúp được gì nhiều. Nghe được lời Tần Tuyết Dung nói, mọi người có mặt đều âm thầm chấn động. Tất cả bọn họ đều nhìn Diệp Lâm bằng ánh mắt khó tin. Trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc thanh niên này là thần thánh phương nào? Vừa có thể giết chết trưởng lão của nhà họ Ninh, vừa khiến mỹ nhân xinh đẹp nhất nhà họ Tần phải nịnh nọt lấy lòng. Chẳng lẽ anh là tông sư bậc một? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều giật mình trước suy đoán táo bạo của mình. Tông sư bậc một, một sự tồn tại bất khả chiến bại. Diệp Lâm, thật sự có thể đạt đến mức độ khủng bố như vậy sao? Tuy nhiên, khi nghĩ lại,
ngay cả tông sư bậc 2 của nhà họ Ninh cũng vừa bị ba thanh kiếm của Diệp Lâm giết chết. Chuyện này cũng không phải là không thể. Ông Diệp máy móc nuốt nước bọt, trong lòng cảm thấy hối hận không thôi. Nếu biết mình có một đứa cháu trai ưu tú như vậy thì ông ta cũng đâu phải hạ mình trước nhà họ Ninh. Đáng tiếc sự tình đã đến nước này, thân làm ông nội, e rằng giờ ông ta có muốn quy phục cháu trai cũng không được nữa rồi. Chuyện này đúng là, hai, cậu Diệp tuyệt vời quá. Người của năm đại gia tộc đều ngạc nhiên trước thực lực khó lường và đáng sợ của Diệp Lâm, đồng thời cũng cảm thấy có phần may mắn, vì vừa rồi bọn họ không ngả về phía nhà họ Ninh, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc. Còn Diệp Lâm, sau khi nghe những lời của Tân Tuyết Dung, anh lại càng bối rối hơn. Tôi đã giết người nhà họ Tần của các cô không tính toán gì sao? Tân Tuyết Dung dừng lại một chút rồi nói, việc đó là do anh ta tự mình chuốc lấy, là do bản thân anh ta kém cỏi mà thôi. Vậy việc tôi lấy đi kinh hồng kiếm của nhà họ Tần các cô thì sao? Diệp Lâm lại hỏi, các cô cũng không cần nó nữa sao? Tần Tuyết Dung nói, hộp kiếm vô tơ oán nằm trong tay anh Diệp, kinh hồng kiếm và hộp kiếm là một. Bây giờ thanh kiếm đã nằm trong hộp, cũng coi như đã trở về với khổ chủ. Nhà họ Trần sẽ không tranh giành nó nữa. Hả, cái này, nghe được lời này, Diệp Lâm không những không hết nghi ngờ mà càng cảm thấy khó hiểu. Đến mức chẳng biết phải làm sao. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ nhà họ Tần uống nhầm thuốc rồi sao? Vậy là anh đã giết người và đoạt kiếm vô ích rồi ư? Họ không có ý định truy đuổi hay trả thù gì cả. Sao lúc đầu còn nói là không thể xúc phạm đến võ cổ? Anh còn tưởng nhà họ Tần sẽ dốc hết chiến đấu với mình. Không ngờ lại họ lại phái một người đẹp đến hòa giải với anh. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hay họ muốn anh chìm đắm trong sự yên bình, sau đó quay lại cho anh một đòn chí mạng? Tuy nhiên, lượng thông tin chứa đựng trong cuộc trò chuyện giữa hai người bùng nổ đến mức khiến mọi người xung quanh há hốc miệng. Chết tiệt, tôi có nghe nhầm không? Diệp Lâm thậm chí còn giết thành viên của nhà họ Tần. Và nhà họ Tần không có ý định truy cứu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ, gia tộc võ cổ này cũng ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh? Nếu anh mạnh hơn bọn họ thì có thể tùy ý giết người, nhưng nếu yếu hơn bọn họ thì anh thậm chí còn không bằng một con chó. Những chuyện ngày hôm nay thực sự đã đảo lộn sự hiểu biết của tôi về gia tộc võ cổ rồi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Được rồi, bây giờ đối phương đã nói như vậy, Diệp Lâm cũng không còn hoài nghi nữa. Dù sao bây giờ anh còn rất nhiều việc phải giải quyết, đâu có thời gian vòng vo với nhà họ Tần. Vậy thì cảm ơn ý tốt của nhà họ Tần, Diệp Lâm xin nhận, từ nay về sau chúng ta sẽ biến thù thành bạn, xóa bỏ ân oán. Giờ tôi còn phải tiếp tục thanh lý môn hộ, không tiến được, mời về cho. Nghe vậy, Tân Tuyết Dung lại giật mình. Anh ta cứ để mình đi như vậy sao? Dù sao cô ta cũng là một mỹ nhân mài. Nghe thấy Diệp Lâm nhắc tới từ thanh lý môn hộ, mọi người trong nhà họ Diệp đều sợ hãi đến tái mặt. Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Tân Tuyết Dung cười khổ nói lời tạm biệt, nếu hôm nay anh Diệp không tiện thì để hôm khác tôi sẽ đến thăm, tạm biệt. Nói xong, Tân Tuyết Dung xoay người rời đi. Mặc dù không thể lấy được thông tin hữu ích nào từ Diệp Lâm. Tuy nhiên, ba thanh kiếm của Diệp Lâm đã có thể giết chết một trưởng lão tông sư cấp 2 nhà họ Ninh, điều này cho thấy sức mạnh của anh rồi. Cô ta đem tin tức này về, nhà họ Tân cũng có thể sớm đưa ra quyết định. Sau khi nhà họ Ninh và nhà họ Tần lần lượt rời đi. Khung cảnh lại rơi vào sự im lặng. Đặc biệt là mọi người trong nhà họ Diệp, ai nấy đều sợ hãi như sắp bị áp giải ra pháp trường, dự cảm về một cái chết sắp ập đến. Tôi vừa nói rồi đấy. Đột nhiên, Diệp Lâm lại lên tiếng. Trong tay tôi, nhà họ sẽ không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Cho dù là đối với gia tộc võ cổ thì cũng không thể đụng tới. Bây giờ, các người đã tin chưa? Dứt lời, tất cả mọi người lại lần nữa chấn động. Nếu những lời này được người khác nói ra, chắc chắn sẽ bị coi là khoác lác. Bởi vì những gia tộc tuyệt vời như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, đâu đến lượt nhà họ Diệp bọn họ. Nhưng vừa rồi, chứng kiến Diệp Lâm giết chết trưởng lão nhà họ Ninh, ngay cả nhà họ Tần cũng muốn hòa giải với bọn họ. Với thực lực như vậy, Diệp Lâm thật sự có thể lãnh đạo nhà họ Diệp, khiến nó hoàn toàn lột xác. Tin y tôi tin rồi, cậu Diệp, chúng tôi tin tưởng cậu. Những vị khách xung quanh đều đồng thanh hô vang, bị thuyết phục từ tận đáy lòng. Tộc trưởng Diệp Lâm, xin hãy dẫn dắt gia tộc chúng ta cất cánh, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cậu.
Về phần những người trẻ nhà họ Diệp, bọn họ đều có hoài bão lớn, lý tưởng cao cả, từ lâu đã bất mãn trước sự cố chấp, không còn muốn tiến bộ, của các trưởng bối trong nhà. Bây giờ, Diệp Lâm trở lại, đã mang đến cho gia tộc cơ cấu và cơ hội chưa từng có, kích thích rất lớn nhiệt huyết và động lực của họ. Đây mới là dáng vẻ của một vị tộc trưởng trong lòng họ. Tốt! Diệp Lâm lớn tiếng nói tiếp, là gia chủ của nhà họ Diệp, tôi sẽ ra mệnh lệnh thứ hai. Vừa rồi, ai quỳ lạy nhà họ Ninh sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc, tước bỏ mọi thứ của nhà họ Diệp. Cái gì? Lời này vừa nói ra, các trưởng lão trong tộc do ông Diệp đứng đầu đều vô cùng sửng sốt. Không ngờ Diệp Lâm lại quả quyết ra lệnh như vậy. Lệnh đầu tiên là trục xuất Diệp Trạch khỏi gia tộc, chỉ có một mình Diệp Trạch bị trục xuất thì cũng có thể bỏ qua. Nhưng mệnh lệnh thứ hai là trục xuất tất cả những người vừa mới quỳ xuống. Lần này liên quan tới quá nhiều người. Bởi vừa rồi, dưới áp lực của nhà họ Ninh, phần lớn người trong tộc đều quỳ xuống đầu hàng. Diệp Lâm, cháu đừng có mà quá đáng. Ông Diệp không khỏi mắng. Cháu định đuổi luôn cả ông nội ra khỏi nhà à? Ông nội, ông vừa mới dẫn cả tộc quỳ lại người ngoài, trước mặt mọi người lại nói muốn làm chó của người khác đấy. Ha! Diệp Lâm cười khổ. Các người đã hủy hoại hoàn toàn thể diện của nhà họ Diệp rồi. Chính các người mới là nỗi xấu hổ của gia tộc, vậy mà các người vẫn còn mặt mũi tiếp tục ở lại hay sao? Nể tình ông là ông nội của cháu sẽ không làm khó các người. Các có thể tự mình rời đi được rồi. Cháu, với mệnh lệnh này, Diệp Lâm gần như trục xuất 2/3 người nhà Diệp, đồng thời tước bỏ mọi thứ họ có trong nhà Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông Diệp tức giận muốn chết, nhưng lại bất lực. Tộc trưởng, chúng tôi biết sai rồi, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội. Đúng vậy, từ nay về sau, chúng tôi thề sẽ coi cậu là người đứng đầu gia tộc, không bao giờ dám phản bội cậu nữa. Nể tình chúng tôi vất vả nhiều năm, không góp công thì cũng góp sức, xin đừng đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, tước đoạt mọi thứ của chúng tôi. Hầu hết những người trong nhà họ Diệp đều không muốn từ bỏ tất cả những gì mình có, một lần nữa quỳ xuống cầu xin Diệp Lâm thu hồi mệnh lệnh. Thấy vậy, Diệp Lâm cau mày, bất lực lắc đầu. Nếu họ cứng rắn hơn một chút thì có lẽ anh vẫn sẽ chuẩn bị cho họ một số tiền để dưỡng già. Tuy nhiên, kẻ hèn nhát vẫn mãi là kẻ hèn nhát, gặp người ai cũng quỳ, thật đáng hổ thẹn. Cút! Diệp Lâm lạnh lùng cảnh cáo, đừng ép tôi phải ra tay với các người. Nếu biết điều thì mau cút ra khỏi đây. Thấy Diệp Lâm kiên quyết không thay đổi. Mọi người không khỏi mắng Diệp Lâm vì sự tàn nhẫn của anh. Ngay cả ông nội của Diệp Lâm cũng không khỏi kêu lên, thằng nhóc khốn nạn này, mày thực sự không có chút nghĩa nào hay sao? Được, hôm nay nhà họ Diệp sẽ giao cho mày, để rồi xem nhà họ Diệp có thể đi bao xa. Bên ngoài khắp nơi đều là kẻ thù, gia tộc sớm muộn sẽ bị mày hủy diệt. Ai đồng ý ở lại ủng hộ nó, sẽ có một ngày phải hối hận. Cứ chờ mà xem L. Ông Diệp tức giận dẫn mọi người rời đi. Họ có thể âm thầm an ủi mình rằng rời đi sớm thì sau này đỡ bị liên lụy. Lúc này, gia tộc Yến Kinh Diệp đã hoàn toàn bị Diệp Lâm kiểm soát. Tất cả những người chống lại anh đều bị trục xuất khỏi gia tộc. Ngay cả ông nội của anh cũng không ngoại lệ. Từ nay về sau, nhà họ Diệp sẽ thay đổi diện mạo, chính thức bước vào thời đại của Diệp Lâm. Chúc mừng cậu Diệp, rất xứng đáng với vị trí gia chủ nhà họ Diệp. Sau này, năm gia tộc lớn của chúng tôi cũng sẽ do cậu Diệp lãnh đạo. Cùng nhau tạo ra một tương lai dạng R. Ngay lập tức, các vị khách có mặt và thành viên của năm đại gia tộc lần lượt chúc mừng Diệp Lâm. Một lần nữa chúc mừng anh vì đã trở thành người đứng đầu nhà họ Diệp. Chỉ trong thời gian ngắn, Diệp Lâm đã 2 lần trở lại nhà họ Diệp, nắm giữ toàn quyền. Lúc này, Diệp Lâm liếc nhìn người của năm đại gia tộc. Họ sợ hãi đến mức run rẩy, nụ cười trên khuôn mặt đông cứng lại. Diệp Lâm mỉm cười. Đừng tưởng rằng tôi không biết vừa rồi các người đang nghĩ gì. Tôi đã niệm chú lên người các ông nghĩ gì tôi đều có thể cảm nhận được. Lần sau, nếu các ông dám có ý nghĩ phản loạn, đừng trách tôi không khách sáo. Những lời này vừa nói ra, mọi người trong năm đại gia tộc đều sợ hãi, liên tục xin lỗi. Cậu Diệp, xin than mạng, chúng tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Chúng tôi cũng sợ bị gia tộc võ cổ đàn áp nên mới có suy nghĩ đó thôi. Bây giờ cậu Diệp đã có thể ngang hàng với gia tộc võ cổ, chúng tôi không còn dám có suy nghĩ nào khác nữa. Lâm nhìn quanh hội trường, thấy mọi việc đã được giải quyết nên tuyên bố giải tán. Sau khi tiếp quản toàn bộ nhà họ Diệp, anh vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Cậu Diệp,
vậy chúng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu Diệp, tạm biệt. Mọi người cũng chào tạm biệt rồi dần dần giải tán. Chẳng bao lâu, trong hội trường chỉ còn lại Diệp Lâm và một vài người trẻ tuổi trong gia tộc. Nếu các cậu cố gắng đi theo tôi đảm bảo các cậu sẽ có triển vọng hơn so với bây giờ. Diệp Lâm một lần nữa khuyến khích những người trẻ cùng trang lứa. Mọi người đều cảm thấy vô cùng nhiệt huyết. Lâm Nhi. Lúc này, cha anh, Diệp Viễn Cát lại nhắc nhở, mặc dù con đã trở thành gia chủ, nhưng nhà họ Diệp của chúng ta có làm ăn lớn, cây đã bén dễ sâu, sẽ khó có thể hoàn toàn lấy lại được sức mạnh trong một thời gian ngắn. Ví dụ như vốn sở hữu và vị trí của các công ty lớn thuộc nhà họ Diệp, quỹ tài chính của gia tộc, thậm chí cả quỹ dự trữ ở nước ngoài vẫn nằm trong tay ông Diệp. Mặc dù bây giờ Diệp Lâm là người đứng đầu gia tộc, nắm giữ phần lớn tài sản của gia tộc, nhưng anh vẫn chưa có quá nhiều quyền lực, không thể một lúc lấy lại hết được. Cho dù đã rời khỏi gia tộc, nhưng ông Diệp cũng mang theo hầu hết các trưởng lão trong gia tộc, và họ đều nắm giữ quyền lực to lớn. Nếu họ trở về công ty thì vẫn có thể hô mưa gọi gió. Diệp Lâm cũng đã cân nhắc tới điểm này. Anh biết rằng việc lấy lại quyền lực không phải chuyện một sớm một chiều. Nếu làm quá vội vàng sẽ gây ra xáo trộn trong và ngoài gia tộc. Diệp Lâm giành lại gia tộc nhằm đưa gia tộc tiến thêm một bước, chứ không phải để khiến gia tộc Lâm vào cảnh khốn cùng. Cha, chuyện này con giao lại cho trai. Diệp Lâm sắp xếp, con cho cha một tuần để làm công tác tư tưởng, thuyết phục ông nội giao lại quyền lực. Nếu họ chịu hợp tác ủy quyền, hoàn thành việc chuyển giao giữa cái mới và cái cũ, con có thể khoan dung và cấp cho họ một số tiền dưỡng lão. Còn nếu để con phải ra mặt thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Này! Diệp Nguyên Cát nghe thấy con trai sắp xếp cho mình một nhiệm vụ lớn như thế thì cảm thấy có chút khó giải quyết. Rốt cuộc thì một bên là cha mình, một bên là con trai mình. Ông kẹp ở giữa hai người, thật sự là hơi khó xử. Cha, Diệp Lâm nói, chính vì cha có thể nói chuyện với hai bên nên con mới để cha làm người trung gian. Đương nhiên, con cũng có thể tự mình xử lý chuyện này. Nhưng nếu để con làm thì sẽ không đẹp mặt đâu. Bởi vì Diệp Lâm Anh là kiểu người làm việc quyết đoán lại cấp tiến. Nghe vậy, Diệp Nguyên Cát nhớ lại cách làm quyết đoán lúc nãy của con trai, ngay cả ông nội mình mà cũng nói đuổi là đuổi, không hề nể tình một chút nào. Được rồi, cứ để cha thử xem. Diệp Nguyên Cát đành phải căng ra đầu mà nhận nhiệm vụ, để tránh Diệp Lâm tự mình ra tay, rồi máu chảy thành sông. Sau đó, Diệp Lâm đi tìm người trẻ tuổi dẫn đầu không quỳ lúc nấy. Cậu tên gì, người nhà nào? Diệp Lâm thấy người này hơi lạ. Thưa tộc trưởng, tôi tên là Diệp Trường Ý. Diệp Trường Ý xuất thân từ dòng bên của gia tộc, sau khi tốt nghiệp đại học thì đi vào công ty gia tộc làm việc. Bởi vì năng lực xuất sắc cho nên chỉ mới có mấy năm ngắn ngủi mà đã thăng vài cấp, may mắn được tiến vào trong bổn tộc. Anh ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn, muốn làm một trận lớn từ lâu rồi. Tiếc là anh ta càng bò lên cao thì càng cảm thấy ranh giới rõ ràng, khó mà bày ra được bản lĩnh của mình. Bây giờ nhìn thấy Diệp Lâm vinh quang trở về, anh ta rất hâm mộ, giống như là gặp được minh chủ vậy. Diệp Lâm tìm hiểu đôi điều về anh ta, cũng rất coi trọng anh ta. Tuy rằng anh tạm thời chưa hiểu rõ năng lực cụ thể của anh ta thế nào, nhưng chỉ dựa vào sự kiên cường lúc nãy của anh ta khi đối mặt với nhà họ Ninh cổ võ, thì cũng đủ để anh coi trọng anh ta. Năng lực của một người có mạnh có yếu, thậm chí có thể rèn luyện ra được. Nhưng khí khái của một người nếu ất đi thì rất khó để tìm lại được. Hơn nữa, Diệp Lâm có nhìn sơ tướng mạo của anh ta, đoán được là người làm chuyện lớn, có thành tựu trong tương lai. Vậy nên, anh định đề bạt anh ta nhân tiện sắp xếp một nhiệm vụ quan trọng cho anh ta, để thử xem năng lực của anh ta thế nào. Trường Ý, để tôi sắp xếp một nhiệm vụ cho cậu. Diệp Lâm nói. Một tuần sau, tôi muốn cho cả nhà họ Diệp và các nhân viên thuộc mọi sản nghiệp dưới trướng Diệp Thị đều trở thành người của tôi. Cậu có thể làm tốt chuyện này không? Đây là một nhiệm vụ lớn, nếu là một người trẻ tuổi bình thường không có năng lực thì sẽ rất khó để tiến hành nhiệm vụ. Đừng nói là loại người không có chỗ dựa như Diệp Trường Ý, cho dù là bảo cha mình Diệp Nguyên Cát đi làm, thì cũng chưa chắc có thể thuận lợi hoàn thành. Vậy nên có thể thấy được nhiệm vụ này khó đến mức nào. Dù vậy, Diệp Trường Ý vẫn nói, vâng, tộc trưởng, tôi sẽ làm hết sức, khiến cho cả nhà họ Diệp chào cũ đón mới. Hay lắm! Diệp Lâm khen ngợi mà vỗ vỗ vai anh ta, tôi chờ tin tức tốt của cậu. Cùng lúc đó, ông cụ Diệp và đám già trẻ bị đuổi ra khỏi tộc đã tìm được một nơi ở mới, chuẩn bị cho cơ hội phản công. Tộc trưởng, chẳng lẽ cứ để vậy luôn hả?
nhà họ Diệp chúng ta, cứ cho không thằng nhãi kia hả? Tuy rằng Diệp Lâm đã đoạt lại nhà họ Diệp, nhưng mà ở trong mắt đám đồ cổ, ông cụ Diệp vẫn là chủ một nhà và vẫn còn uy vọng. Bọn họ tự giác tụ tập bên cạnh ông ta, đợi ông ta đưa ra suy nghĩ. Thật là không ngờ, thằng nhãi kia thế mà học được một đống bản lĩnh ở trong tù. Lạ thật đấy. Ông cụ Diệp càng nghĩ càng cảm thấy khó tin. Ông ta nhớ lại những chuyện mới xảy ra, đứa cháu trai 5 năm không thấy kia trở nên lợi hại như thế. Ngoài nhà tù ra, ông cụ Diệp thật sự không nghĩ ra được cách giải thích nào khác nữa. Thôi bỏ đi, tạm thời không nói mấy chuyện này. Hiện giờ nó đang lên, ngay cả thế gia cổ võ cũng thua trong tay nó, chúng ta chỉ có thể tạm thời ngủ đông, tránh đi mũi nhọn thôi. Nghe ông cụ Diệp nói, mọi người đều sôi nổi than thở, giống như là không còn đường xoay chuyển nữa. Ha ha, thấy vậy, ông cụ Diệp cười lạnh lùng, các vị đừng vội thở dài, tôi còn chưa nói xong mài. Nghe vậy, mọi người sốt ruột hỏi, úp mở mở nữa vậy. Tộc trưởng, đã tới lúc nào rồi mà ông còn diệu kế gì nữa, mau nói cho chúng tôi biết đi. Chúng tôi thật sự không cam lòng, nuốt không trôi cơn tức này. Ông cụ Diệp từ tốn nói, thằng nhãi kia muốn nhà họ Diệp, vậy cứ tạm thời giao cho nó đi. Chỉ là các vị đừng quên, quyền lực thật sự của nhà họ Diệp đang nằm trong tay tôi. Thậm chí là tài chính gia tộc, chìa khóa, mật khẩu, tất cả đều ở chỗ tôi. Nhà họ Diệp mà nó đoạt được, chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Mọi người nghe vậy thì bừng tỉnh. Đúng rồi, tài chính còn đang ở trong tay bọn họ. Hơn nữa, đám quản lý cấp cao trong công ty gia tộc đều do bọn họ đề bạt. Bọn họ còn đang nắm quyền lợi, còn ngang tài ngang sức với Diệp Lâm. Có điều, có người hỏi, nếu nó muốn thu quyền của chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Đừng lo lắng. Ông cụ Diệp bày ra vẻ đã tính toán xong rồi, chúng ta có thể dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi rồi đoạt lại tất cả. Rút củi dưới đáy nồi. Mọi người còn chưa kịp hỏi rút củi dưới đáy nồi thế nào thì nghe Diệp Nguyên Hành đến báo tin, cha, anh trai đến. Là Nguyên Cát hả? Ông cụ Diệp nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, cười nói, nhắc Tào Tháo đến. Mấu chốt của chiêu rút củi dưới đáy nồi nằm trên người con trai cả của tôi. Thằng bất hiếu Diệp Lâm kia chắc là không thể ngờ được cha nó đứng bên phía tôi. Sau khi xử lý xong chuyện nhà họ Diệp, Diệp Lâm đi ra ngoài. Có điều, anh vừa đi không được bao xa là đã bị một người đàn ông mặc áo blau gọi lại, xin hỏi anh chính là Diệp Thần Y hả? Ừ, còn anh là, Diệp Lâm nhìn anh ta, rất xa lạ, chưa từng gặp mặt. Tôi là bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương, anh ta giới thiệu một cách đơn giản, không biết Diệp Thần Y có rảnh hay không, Giám đốc Khang chúng tôi muốn gặp anh một lần. Dứt lời, anh bác sĩ chỉ về phía cửa kính sát đất ven đường bên kia, một người đàn ông trung niên kiểu tóc vuốt ngược, đang ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ nhàn nhã thoải mái. Thấy Diệp Lâm nhìn về phía mình, ông ta gật đầu một cái, ý bảo anh đi vào. Bên trong nói chuyện, Bệnh viện Trung ương. Diệp Lâm chưa từng có qua lại với người của Bệnh viện Trung ương. Nhưng anh cũng biết bọn họ đều là bác sĩ ăn cơm nhà nước. Bọn họ tìm đến mình rồi, vậy mình cũng đi xem bọn họ muốn nói cái gì. Vậy nên Diệp Lâm quay người đi vào trong tiệm trà kia. Diệp Thần Y, nghe tiếng đã lâu, mời ngồi. Giám đốc Bệnh viện Trung ương Khang Thành Đan thấy Diệp Lâm đi vào thì khách sáo chào hỏi, dù vậy cũng không chịu đứng dậy chào hỏi. Diệp Lâm không để ý mấy loại nghỉ lễ xã giao kia, nên cứ ngồi xuống ghế. Không biết giám đốc Khang tìm tôi làm gì. Khang Thành Đan cười nói, Diệp Thần Y đúng là người sảng khoái. Vậy được rồi, tôi cũng không nói vòng vo nữa, mà nói thẳng vào chuyện chính luôn. Dứt lời, Khang Thành Đan ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nói, viên thuốc có thể chữa mọi chứng bệnh mà Bộ Tài chính đưa đến chỗ chúng tôi trước đây là do cậu luyện chế hả? Đúng vậy, Diệp Lâm không giấu giếm. Trực tiếp gật đầu thừa nhận. Nghe vậy, đôi mắt Khang Thành Đan lập tức sáng ngời, vội vàng hỏi, luyện chế thế nào? Có đơn thuốc không? Diệp Lâm cười nói, nếu là thuốc thì tất nhiên phải có đơn thuốc rồi. Chứ chẳng lẽ tôi có thể luyện bừa là luyện ra hả? Nghe vậy, Khang Thành Đan cũng cười cười, rồi chớp mắt nói, vậy thì Diệp Thần Y, tôi cũng không giấu nữa, Bệnh viện Trung ương chúng tôi muốn mua đơn thuốc của cậu, cậu ra giá đi. Lúc nghe Khang Thành Đan hỏi về chuyện đan dược, Diệp Lâm liền mơ hồ đoán được mục đích của ông ta. Diệp Lâm lắc đầu nói, không bán. Khang Thành Đan không ngờ Diệp Lâm lại từ chối một cách dứt khoát như vậy. Ông ta vội vàng nói thêm, chúng ta có thể bàn thêm về giá. Bọn tôi là Bệnh viện Trung ương,
bao nhiêu tiền cũng mua nổi. Xin lỗi, đây không phải là vấn đề về tiền. Diệp Lâm kiên quyết lắc đầu, đơn thuốc không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa, tôi định tự mình mở xưởng đan dược để bán độc quyền. Ồ, Khang Thành Đan hiểu ý của Diệp Lâm. Thay vì bán đứt một lần, không bằng lũng đoạn thị trường đan dược. Cái loại thần dược kia không sợ bán không được, chỉ sợ có bao nhiêu tiền cũng phải tranh giành đi mua. Thậm chí rất có khả năng, một khi bán nó ra thị trường, thì nó sẽ trở nên rất khó mua được. Rốt cuộc thì nó là cái thứ mà ngay cả bệnh viện trung ương bọn họ cũng mơ ước, thì làm sao còn là cái thứ bình thường được nữa. Người bình thường thế nào cũng đổ xô đi mua thôi. Hay là thế này đi, Khang Thành Đan lại thay đổi góc độ nói, chúng ta hợp tác đi. Khang Thành Đan định mua đơn thuốc từ trong tay Diệp Lâm cũng là vì bán độc quyền. Bán cho khách hàng có tiền trước, chờ khi dần dần nổi tiếng thì lại thả ra thị trường để tối đa hóa lợi nhuận. Nếu Diệp Lâm cũng có tính toán này, Khang Thành Đan nghĩ hay là cùng nhau hợp tác để đôi bên cùng có lợi cũng được. Hợp tác, đây là chuyện mà Diệp Lâm chưa từng nghĩ đến, hợp tác thế nào? Khang Thành Đan cười ngạo nghễ, bệnh viện trung ương chúng tôi vốn có thế mạnh về luyện đan chế dược. Dù là sản xuất hay là phân phối thì chúng tôi cũng có sẵn dây chuyền rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ đang thiếu đơn thuốc của cậu thôi. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng thấy những gì mà Khang Thành Đan có được đúng là những gì mình đang thiếu. Mình ngoài đơn thuốc ra thì chẳng có cái gì cả, thậm chí ngay cả sản xuất với số lượng lớn cũng không làm được. Đương nhiên, Diệp Lâm vốn định sau khi bận rộn chuyện bên này xong, anh sẽ đi Dược Vương Cốc của sư phụ một chuyến, có khi sẽ giải quyết được vấn đề này. Vậy thì sao, sau khi hiểu được ưu thế của Bệnh viện Trung ương, Diệp Lâm tò mò hỏi, hợp tác cụ thể thế nào? Nếu cậu đồng ý hợp tác với Bệnh viện Trung ương chúng tôi, thì cậu chỉ cần ra đơn thuốc là được rồi, còn lại cứ giao cho chúng tôi. Khang Thành Đan vỗ ngực đảm bảo, từ sản xuất đến bán hàng, cho đến các vấn đề sau bán hàng, bệnh viện chúng tôi sẽ bao hết. Cậu chỉ cần nằm đếm tiền là được. Diệp Lâm hỏi, phân chia lợi nhuận thế nào? Đây mới là vấn đề mấu chốt. Anh thấy đối phương cố ý tránh né vấn đề này nên dứt khoát hỏi thẳng ra luôn. À, đối với cái vấn đề mấu chốt này, Khang Thành Đan hơi khựng lại, sau đó lộ vẻ đau đớn, giống như là đã nhường ra một phần ích lợi rất lớn vậy, nói. Nếu trong tình huống bình thường, thì chúng tôi nhiều lắm chỉ có thể phân cho cậu nửa phần lợi nhuận. Rốt cuộc thì mọi thứ đều do Bệnh viện Trung ương chúng tôi tự làm, thậm chí gánh vác cả nguy hiểm lỗ vốn. Còn cậu thì chỉ cung cấp một đơn thuốc, bảo đảm là sẽ có lời. Nhưng vì đơn thuốc của cậu cực kỳ hiếm có lại vô cùng hiệu quả, để tỏ vẻ chân thành khi hợp tác, tôi có thể thuyết phục tầng lớp quản lý Bệnh viện Trung ương tính thêm nửa phần lợi nhuận cho cậu. Nói cách khác là chia 9-1, chúng tôi 9, cậu 1. Cậu thấy sao? Chia 9-1. Đối mặt với tỷ lệ này, Diệp Lâm không nhịn được bật cười thành tiếng. Thấy vậy, Khang Thành Đan cũng cười theo, cho rằng Diệp Lâm vui vẻ tới mức cười to. Ngoài mặt thì vậy, chứ trong lòng ông ta đang cực kỳ đau đớn, sớm biết vậy thì không tính thêm nửa phần rồi, đúng là lãng phí. Nhìn Diệp Lâm cười mà lòng Khang Thành Đan như rỉ máu. Giám đốc Khang, Diệp Lâm cười nói. Ông có biết cái gọi là bao hết của ông được thành lập trên đơn thuốc của tôi? Nếu không có đơn thuốc của tôi thì các ông chẳng làm được gì cả, huống chỉ là đòi phân 9-1. Gì? Lúc này Khang Thành Đan mới hiểu ý của Diệp Lâm, cậu không làm gì cả, mà đã lấy được một phần rồi, còn chưa đủ nữa hả? Tôi có thể làm hết toàn bộ, sau đó lấy lợi nhuận toàn bộ, không cần chia cho các ông. Diệp Lâm nhắc nhở, bây giờ là các ông cần đơn thuốc của tôi, không có tôi thì các ông không làm được gì cả. Còn tôi không có các ông, tôi vẫn có thể tự mình làm. Vậy, Khang Thành Đan hơi khựng lại, định cắn răng nhường thêm lợi nhuận, nhưng nhiều nhất chỉ có thể nhường 2 phần, không thể thêm được nữa, cậu muốn bao nhiêu? Vẫn là 9-1, Diệp Lâm bình tĩnh nói, có điều là tôi 9, các ông 1. Cái gì? Nghe lời nói của Diệp Lâm, Khang Thành Đan lập tức thay đổi sắc mặt, cho. Rằng mình vừa nghe lầm rồi. Vẫn là 9-1, có điều 9 là của người ta. Bọn họ bao hết mà chỉ nhận được 1. Tại sao hả? Bọn họ làm nhiều thế để làm gì? Euroi Bệnh viện Trung ương bọn họ là tổ chức làm từ thiện hả? Đây không còn là ra giá trên trời nữa, mà là bảo Bệnh viện Trung ương bọn họ làm không công. Nếu ông ta đồng ý với tỷ lệ phân chia này, thì khi trở về Bệnh viện Trung ương, ông ta chắc chắn sẽ thành kẻ có tội, thậm chí sẽ bị các bác sĩ khác một người một ngụm nước bọt làm cho chết đuối. Diệp thần y!
chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Khang Thành Đan nói với vẻ không vui, cậu đừng nói đùa nữa. Nói đùa hả? Diệp Lâm cười khẽ, ai nói đùa với ông? Đây chính là tiền để hợp tác mọi thứ. Nếu ông không chịu chia như vậy thì không cần phải bàn nữa. Ơ kìa, Khang Thành Đan có một chút sốc, còn có một chút giận dữ, cách phân chia của cậu không hề thích hợp. Chúng tôi bao hết toàn bộ, còn cậu không cần làm gì, cũng không cần ra một đồng nào, vậy mà đòi lấy 9 phần. Cậu làm chúng tôi đi uống gió Tây Bắc hả? Diệp Lâm nói, chính ông cũng biết rõ là mặc dù các ông chỉ lấy một phần thì vẫn có lời. Đan dược của tôi là độc quyền trên cả thế giới này. Một khi bán ra thì chỉ có cung không đủ cầu thôi. Người nào cũng không thể tránh thoát 4 vấn đề sinh lão bệnh tử. Nhưng mà chỉ cần có một viên đan dược là có thể chữa khỏi đa số bệnh tật. Giám đốc Khang, ông cũng là bác sĩ, chắc là ông cũng hiểu giá trị của viên đan dược kia. Nghe vậy, Khang Thành Đan im lặng, ông ta tất nhiên biết những gì mà Diệp Lâm nói đều là sự thật. Với cái loại thần dược này, cho dù chỉ lấy có nửa phần thì vẫn có lời. Có điều, bọn họ là bệnh viện trung ương, sao có thể nhường nhiều lợi như thế cho người ta? Ông ta không tự quyết định được, bởi vì sẽ không ai đồng ý cách phân chia này. Diệp thần y, tôi rất nghiêm túc mà nói cho cậu biết, tôi nhiều lắm chỉ có thể quyết định chia cho cậu 2 phần, không thể nhiều hơn được nữa. Khang Thành Đan nghiêm mặt nói, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà bệnh viện chúng tôi có thể làm được. Hy vọng Diệp thần y có thể xem tình hình thực tế, suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Nói cách khác, Khang Thành Đan cho rằng Diệp Lâm nói có lý, nhưng lại không thực tế. Chia 9, 1, không có gì để bàn thêm nữa. Thái độ của Diệp Lâm rất kiên quyết, người phải suy nghĩ cho kỹ lại là ông, giám đốc Khang. Hai người nhìn nhau, đều thấy vẻ kiên quyết trong mắt đối phương. Diệp thần y, sao cậu làm khó người khác quá vậy? Khang Thành Đan có chút bực bội nói. Nếu không đồng ý hợp tác thì không cần phải miễn cưỡng. Dứt lời, Diệp Lâm đứng dậy định đi về. Đợi đã, Khang Thành Đan lại hỏi, cậu không muốn hợp tác với bệnh viện trung y chúng tôi, là vì định tự mình sản xuất và mua bán hả? Đúng vậy, Diệp Lâm gật đầu, tôi không có ý định hợp tác với ai cả. Tôi thấy ông cũng định như tôi nên mới nói hợp tác. Chỉ là suy nghĩ của ông quá mức viển vông. Nghe vậy, Khang Thành Đan lại thay đổi sắc mặt, nói, cậu có dám chắc là nếu bỏ qua bệnh viện trung ương chúng tôi, thì cậu cũng có thể sản xuất hàng loạt và thành công đưa ra thị trường hay không? Đây không phải là một dự án nhỏ. Theo tôi được biết thì cậu ngay cả một dây chuyền sản xuất cũng không có. Có khó gì chứ? Diệp Lâm nói với giọng điệu tự tin, đơn thuốc đang ở trong tay tôi là được rồi, còn các vấn đề khác đều rất dễ giải quyết. Cho dù các người nắm giữ nhiều thứ, nhưng mà khi các người không có đơn thuốc, thì cũng chỉ là lâu đài trên không trung mà thôi. Dứt lời, Diệp Lâm đứng dậy vẫy tay bỏ đi. Khang Thành Đan nhịn không được đuổi theo, cảnh cáo một lần cuối cùng, Diệp thần y, tôi nhắc nhở cậu một lần cuối cùng. Bệnh viện trung y chúng tôi nắm giữ lượng tài nguyên nhiều hơn sự tưởng tượng của cậu rất nhiều. Nếu cậu cứ nhất quyết bỏ qua chúng tôi, thì tôi dám đảm bảo, dù là từ mặt mua sắm nguyên V, hay là sản xuất đan dược, thậm chí là khâu mua bán ở cuối cùng, đều sẽ không thuận lợi. Vừa nghe là hiểu ngay ý uy hiếp và cảnh cáo trong lời nói. Có điều, Khang Thành Đan không hề nói mạnh miệng, không quá lời khi nói rằng bệnh viện trung ương của bọn họ nắm giữ toàn bộ giới trung y. Bọn họ nắm giữ đa số nguồn cung cấp dược liệu, huống chỉ, bọn họ còn có được dây chuyền sản xuất thuốc tiên tiến nhất. Ngoài ra, bọn họ còn có cổ phần của các công ty dược phẩm trong nước và ngoài nước. Các bệnh viện lớn nhỏ trong cả nước cũng nằm dưới sự quản lý của bọn họ. Thậm chí khi bạn muốn lấy được giấy chứng nhận sản xuất và mua bán thuốc, cũng cần phải trải qua sự phê duyệt đồng ý của bọn họ mới được. Có thể nói bệnh viện trung ương chính là Thái Sơn bắt đầu trong giới y học của đại hạ. Lượng tài nguyên mà bọn họ nắm giữ vượt xa sự tưởng tượng của người bình thường. Ai bảo bọn họ là bệnh viện trung ương chứ? Cái vấn đề sinh lão bệnh tử mà cậu nói. Thực tế thì đang nằm trong tay bệnh viện trung ương chúng tôi. Khang Thành Đan cực kỳ tự tin nói. Ha ha, Diệp Lâm dừng bước, ông đang uy hiếp tôi hả? Tôi chỉ tốt bụng mà nhắc nhở cậu thôi. Khang Thành Đan nói, hợp tác với chúng tôi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, đây chính là chuyện có lợi cho nhân dân cho nước nhà. Chúng tôi sẽ đẩy cậu lên vị trí thần y quốc dân, khiến cậu thu cả danh lẫn lợi. Nhưng nếu cậu không hợp tác với chúng tôi, thì dù cậu có đơn thuốc, một khi chúng tôi không đồng ý, cậu cũng không thể bán đi một viên đan dược nào. Nói quá đáng hơn một chút là,
nếu dám không phối hợp với công việc của bệnh viện trung y chúng tôi, dù cậu có là hoa đà, thì chúng tôi cũng sẽ bóp chết cậu ở nôi. Sinh lão bệnh tử đừng mong nhảy ra khỏi tầm tay bệnh viện trung ương chúng tôi. Chỉ với một viên đan dược mà muốn thay thế vị trí của bệnh viện trung ương bọn họ. Đừng có nằm mơ. Cho dù thật sự có cái loại thần dược như vậy, thì nó cũng phải nằm trong tay bệnh viện trung ương bọn họ. Nếu không thì bọn họ thà rằng hủy hoại, cũng sẽ không để nó truyền ra bên ngoài. Dứt lời, Khang Thành Đan gần như là không che giấu nữa, mà tỏ rõ lập trường và thái độ của mình. Khang Thành Đan là giám đốc bệnh viện trung ương, thái độ và lập trường của anh gần như đại diện cho lập trường của bệnh viện trung ương. Hay cho một câu bóp chết hoa đà ở trong nôi. Diệp Lâm vừa thấy chán ghét vừa thấy tức giận trước những lời vừa rồi của Khang Thành Đan. Rốt cuộc thì các ông là bác sĩ cứu người hay là lang băm lừa đời lấy tiếng, ghen ghét hiền tài vậy? Các ông ăn cơm nhà nước mà lại đi nói ra những lời kia, các ông không cảm thấy ngại hả? Đối mặt với sự chỉ trích của Diệp Lâm, Khang Thành Đan không hề để ý, dường như là nghe nhiều nên quen rồi. Thiên hạ rộn ràng nhốn nháo chỉ vì lợi ích. Chúng tôi là bác sĩ, chứ không phải là thần tiên, có sự ham muốn và tham lam của con người là một chuyện bình thường thôi. Hơn nữa, nếu không có đan dược của cậu, thì bệnh viện trung ương chúng tôi cũng đâu có chậm trễ trong việc cứu người. Diệp Lâm nói, vậy thì các người đi đường các người, tôi đi đường tôi, các người đừng nhớ mong đơn thuốc nữa. Lại nói, cho dù bây giờ ông đồng ý chia 9-1 thì tôi cũng sẽ không hợp tác với bệnh viện trung ương các ông. Nếu không có bệnh viện trung ương chúng tôi đồng ý thì cậu không thể nào sản xuất ra đan dược được, dù chỉ là một viên. Khang Thành Đan tiếp tục uy hiếp, tôi khuyên cậu vẫn nên ngoan ngoãn giao đơn thuốc ra đi, để tránh làm mích lòng hai bên. Vậy ông cứ chờ xem tôi làm thế nào dùng một viên đan dược thay thế vị trí của bệnh viện trung ương các ông. Dứt lời, Diệp Lâm không nói nhiều lời nữa, quay người bỏ đi. Nhìn bóng dáng xa dần của Diệp Lâm, sắc mặt Khang Thành Đan trở nên âm trầm hơn nữa. Nhãi danh, đúng là không biết điều, dám đối đầu với bệnh viện trung ương bọn tôi hả, đúng là tìm chết. Cho dù cậu là thần y, thì chúng tôi cũng có cả trăm cách làm cậu thân bại danh liệt. Thế nào cũng có lúc cậu đến cầu xin tôi. Khang Thành Đan nghiến răng nghiến lợi nói, tức giận đến mức siết chặt nắm tay. Tên cấp dưới bên cạnh vội vàng hỏi, giám đốc Khang, nếu thằng nhãi kia không muốn hợp tác thì bây giờ chúng ta nên làm gì? Bỏ anh ta vào sổ đen giới y học hả? Đừng sốt ruột. Khang Thành Đan không muốn vừa ra mặt là đẩy đối phương đến bước đường cùng, dù nói thế nào đi nữa, thì cái viên đan dược mà thằng nhãi kia luyện chế đúng là không bình thường, ngay cả chứng bệnh lạ của vợ Hàn Chiến Thần cũng chữa khỏi. Chúng ta cần phải lấy được đơn thuốc trước đã, còn lại đều có thể để sau này lại nói. Dứt lời, Khang Thành Đan chớp mắt, tính kế, cậu dùng chút tiền phái người đi trộm đơn thuốc kia. Nếu chuyện thành công, tôi sẽ tiến cử cậu lên chức phó giám đốc bệnh viện trung ương. Tên cấp dưới kia nghe vậy thì lập tức vui mừng nói, cảm ơn giám đốc Khang, tôi nhất định sẽ nhanh chóng giúp ông lấy được đơn thuốc kia. Phải lấy được dù phải trả bất cứ giá nào. Khang Thành Đan vừa lòng gật đầu, đi đi. Ông ta đã từng điều tra Diệp Lâm, biết Lâm không hề có bối cảnh và mạng lưới quan hệ gì, chỉ có thân phận thuộc gia tộc, nhưng cũng bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà. Vậy nên, dù ông ta có làm chuyện gì quá đáng với Diệp Lâm, thì ông ta cũng không sợ hãi hoặc là kiêng dè. Chuyện trộm một đơn thuốc nhỏ như một hạt mè, không đáng phải nhắc đến. Ông ta bảo cấp dưới cứ yên tâm mà làm, mọi hậu quả đều có ông ta lo liệu. Sau khi ra về từ chỗ giám đốc bệnh viện trung ương là Khang Thành Đan, Diệp Lâm không thể không suy xét về vấn đề sản xuất đan dược và các vấn đề liên quan. Anh đã đắc tội bệnh viện trung ương. Đến sau này, cứ hễ anh muốn làm chuyện gì liên quan đến lĩnh vực y tế, thì có lẽ sẽ bị làm khó dễ. Anh vốn định chế tạo tập đoàn Bạch Thị Thành đầu sỏ ngành dược. Nhưng mà bây giờ có thêm bệnh viện trung ương gây khó dễ, thì khó mà đạt được mục tiêu này. Hay là tìm người của chính phủ giúp đỡ? Diệp Lâm nghĩ ngay đến việc tìm Khổng Hữu Vi của Bộ Tài chính giúp đỡ. Người ta nói quan lớn một bậc đè chết người. Bệnh viện trung ương muốn dùng một chút quyền lực của bọn họ đi uy hiếp và chèn ép mình. Vậy mình liền dùng quyền lực cao hơn trả đũa khiến cho bệnh viện trung ương chịu thua. Bệnh viện trung ương chỉ là quan cấp ngũ phẩm thôi. Bất cứ một vị quan viên nào trong chính phủ cũng có thể đè lên đầu bọn họ. Huống chỉ là Khổng Hữu Vi của Bộ Tài chính. Ông ta là quan nhất phẩm. Chỉ cần nói một câu thôi là bệnh viện trung ương sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ với mình nữa.
Lúc này, điện thoại của Diệp Lâm đổ chuông. Diệp Lâm lấy điện thoại ra xem, là Hoa Quốc Đống gọi đến. Sư phụ, tối nay anh có rảnh không? Vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói của Hoa Quốc Đống truyền đến. Có chuyện gì nữa đây? Diệp Lâm hỏi. Không có chuyện gì lớn. Hoa Quốc Đống cười nói, vẫn là chỗ hẹn hôm qua, Bàng Văn Hiên nói muốn chính thức nhận lỗi với anh. Ngoài ra, tôi còn dẫn đám ăn chơi trác táng khác trong giới đến cho sư phụ anh làm quen, để tránh sau này bọn họ không có mắt chọc tới anh. Theo sự sắp xếp của Hoa Quốc Đống, tối nay bốn thiếu yến kinh đều tụ tập lại một chỗ, đồng thời có thêm một đám ăn chơi trác táng đứng đầu, tất cả chỉ để gặp mặt Diệp Lâm một lần. Nghe vậy, Diệp Lâm lập tức có một ý tưởng, vậy được rồi, anh gọi hết đám bạn bè của anh luôn đi. Tôi vừa lúc có một vụ mua bán lớn muốn bàn với các anh. Diệp Lâm đi vào trong quán bar. Đám người Hoa Quốc Đống và Bàng Văn Hiên đợi anh đã lâu. Sư phụ, anh đến rồi. Hoa Quốc Đống vội vàng đi lên đón Diệp Lâm, rồi giới thiệu anh với đám bạn bè ăn chơi trác táng trong giới của mình. Đây là sư phụ của tôi, Diệp Lâm Diệp Tiên Sinh. Anh ấy không chỉ là cao thủ võ thuật, mà còn có y thuật tuyệt vời. Các cậu lại đây làm quen đi, sau này có gặp thì cũng đừng vô lễ đấy. Vì để không xảy ra chuyện trước đó nữa, nên Hoa Quốc Đống gọi hết đám bạn bè mà mình quen biết trong giới lại đây làm quen với Diệp Lâm. Chào Diệp sư phụ, anh là sư phụ của anh Hoa, sau này cũng sẽ là sư phụ của bọn tôi. Hiện giờ mọi người nể mặt Hoa Quốc Đống, cực kỳ khách sáo với Diệp Lâm, không dám lơ là một chút nào. Diệp tiên sinh, lần trước tôi uống say nên có điều thất lễ, xin hãy tha thứ cho. Tôi, Bàng Văn Hiên bưng một ly rượu đến, tự mình xin lỗi Diệp Lâm. Không phải vì anh ta đột nhiên trở nên tốt tính, mà là vì sau chuyện lần ấy, anh ta đã bị cha mình mắng cho một trận, mới nhận ra được rằng mình đã gây ra phiền phức lớn thế nào, bối cảnh và thực lực của người ta vượt xa sự tưởng tượng của anh ta. Vậy nên Bàng Văn Hiên mới nhờ Hoa Quốc Đống đi mời Diệp Lâm để tự mình xin lỗi. Vì nể mặt Hàn Anh và Hoa Quốc Đống, Diệp Lâm không có khó xử Bàng Văn Hiên. Chuyện lần trước đã qua rồi, anh cũng cho qua luôn, lười phải nhắc lại nữa. Sao Khương Thái Thanh và Liễu Thành Đài còn chưa tới? Bàng Văn Hiên nói, bốn thiếu chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau. Chẳng lẽ hai người họ bắt đầu đi làm rồi coi thường ăn chơi với chúng ta? Bốn thiếu yến kinh nổi tiếng với ăn nhậu chơi bời, không học vấn không nghề nghiệp. Bọn họ nghiêu tâm nghiêu, mã tầm mã chơi với nhau lâu rồi. Bạn cùng lứa tuổi khác đã trở thành nhân tài trong các ngành nghề khác nhau, coi thường cả đám bọn họ. Theo lý mà nói, đám người Hoa Quốc Đống đều có được điểm xuất phát cao hơn người bình thường rất nhiều, tiếc là bản thân bọn họ đều không có ý định tiến tới. Đương nhiên, khi tuổi tác dần lớn, trong giới có thêm người mới, một vài người cũng nếm trải đủ rồi, kịp thời tỉnh ngộ, cố gắng phấn đấu, từ từ xa cách bọn họ. Ha ha, Hoa Quốc Đống không chút để ý mà cười nói, người khác thì tôi không biết, chứ hai người bọn họ đấy hả, có thể làm được chuyện đứng đắn gì. Dạo này Khương Thiếu bị cha quản chặt. Trong nước không còn chỗ chứa nữa, phải chạy ra nước ngoài bài bạc, mới vừa về nước thôi. Dứt lời, Hoa Quốc Đống lại giới thiệu vài câu về người anh em tên Khương. Thái Thanh với Diệp Lâm. Khương Thái Thanh là một trong bốn thiếu yến kinh, cha anh ta là nhân viên bộ ngoại giao, chức quan ngũ phẩm. Cậu ta cái gì cũng tốt, cũng rất tình nghĩa. Hoa Quốc Đống nói, có điều, cậu ta rất nghiện cờ bạc, đã từng bị cha cậu ta đánh gãy hai chân, dù có ngồi xe lăn cũng chạy đi sòng bạc. Không lâu trước đây, sau khi bị cha đánh cho một trận, cậu ta bỏ trốn ra nước ngoài. Tôi còn tưởng cậu ta sợ rồi, ai ngờ lại đánh bạc ở nước ngoài nữa. Nghe vậy, Bàng Văn Hiên không nhịn được cười mắng, chó không đổi được tính ăn phân. Đám ăn chơi trác táng xung quanh nghe vậy cũng cười ầm lên. Còn Diệp Lâm thì cười khổ lắc đầu, cho rằng người này hết thuốc chữa rồi. Anh nhìn đám người trẻ tuổi trước mắt, người này không đáng tin cậy hơn người kia. Đa số đều sống nhờ vào sự che chở của bậc cha chú trong nhà, không ai có vẻ có thể làm được việc. Bây giờ Diệp Lâm cảm thấy có chút hối hận khi định tìm bọn họ hợp tác. Đám người này thật sự có thể hợp tác hay không đây? Tên nào nói bậy sau lưng tôi đấy? Tôi ở bên ngoài nghe thấy hết nhai. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lúc bọn họ đang nói chuyện, một người thanh niên đẹp trai, để tóc dài, ăn mặc hoa hòe loè loẹt đi vào. Anh ta có một khuôn mặt đẹp trai và dáng người hoàn mỹ giống như người mẫu. Mẹ anh ta từng là diễn viên nổi tiếng, anh ta kế thừa được ngoại hình xinh đẹp của mẹ mình.
anh ta chính là Khương Thái Thanh mà Hoa Quốc Đống vừa nhắc đến lúc nấy. Một anh chàng đẹp trai nghiện cờ bạc. Ngay cả Diệp Lâm cũng phải thừa nhận anh ta đẹp trai chẳng kém gì mình. Ai ra, thật sự là lãng phí cái vẻ đẹp trai kia. Bàng Văn Hiên có chút ghen ghét mà lẩm bẩm. Anh ta thầm nghĩ nếu mình có thể đẹp trai bằng một nửa Khương Thái Thanh thì đêm nào cũng sẽ đi làm chú rể, sao có thể dính tới bài bạc chứ? Bọn tôi đang nói xem cậu ở nước ngoài bài bạc thăng được bao nhiêu tiền. Hoa Quốc Đống cười trêu ghẹo. Nói thắng là nói cho dễ nghe thôi. Bởi vì ai hiểu biết Khương Thái Thanh, đều biết rằng vận may bài bạc của anh ta rất kém, chơi 10 lần thua 9 lần. Nếu anh ta có thể thắng thì có lẽ cha anh ta sẽ bớt đánh anh ta vài trận. Ha ha, coi thường anh đây hả? Khương Thái Thanh cười tủm tỉm đi lên, chắc chắn là các cậu đang ngóng trông tôi thua sạch sẽ đúng không? Không đâu, Khương thiếu. Đám ăn chơi trác táng xung quanh sôi nổi nịnh bợ, bọn tôi đang ngóng trông anh bài bạc thắng để dẫn bọn tôi đi du lịch thế giới đấy mài. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ai cũng biết rõ rằng Khương thiếu có 8 phần là thua sạch sẽ ở nước ngoài rồi mới bất đắc dĩ quay về nước. Bộp! Khương Thái Thanh không nói lời nào, đập mạnh một tờ chỉ phiếu xuống bàn. Nhìn đi! Khương Thái Thanh ra hiệu cho mọi người cầm tờ chỉ phiếu lên xem cho kỹ. Mở to đôi mắt chó của các cậu ra xem giá trị con người hiện nay của anh đây là bao nhiêu. Mọi người vội vàng cầm tờ chỉ phiếu kia lên đếm số không. 100 triệu. Trời ạ, đây là một tờ chỉ phiếu giá trị 100 triệu, còn là 100 triệu đô nữa. Trời ạ. Đám ăn chơi trác táng khó có thể tin mà nhìn về phía Khương Thái Thanh, thầm nghĩ có khi nào anh ta đổi vận rồi không. Để tôi nhìn xem, Bàng Văn Hiên giật tờ chỉ phiếu lại xem kỹ. Không nhịn được hít hà một hơi, 100 triệu thật hả? Cậu ra nước ngoài, cướp ngân hàng hả? Phụt! Khương Thái Thanh mới vừa đắc ý rào rạt mà uống một ngụm rượu, nghe vậy liền giật mình phun ra ngoài. Sau đó, anh ta tức giận mắng, cậu mới cướp ngân hàng, cả nhà cậu mới cướp ngân hàng đấy. Là anh đây thắng trong sòng bạc. Hoa Quốc Đống và Diệp Lâm đều tò mò ghé lại nhìn. Nếu chỉ phiếu không có vấn đề thì nó thật sự là 100 triệu đô la. Sao cậu đổi vận hay vậy? Hoa Quốc Đống không nhịn được cảm thán. Đúng vậy, rốt cuộc thì cậu làm sao mà thắng được nhiều tiền như vậy? Đám người Bàng Văn Hiên hỏi tới tấp. Khương Thái Thanh vui vẻ thoải mái uống rượu, không thèm trả lời. Uống đủ chưa? Mau nói đi, mọi người sốt ruột giục anh ta. Lúc này, Khương Thái Thanh nhìn về phía Hoa Quốc Đống, hỏi, nghe nói cậu mới nhận một vị sư phụ. À, phải rồi, suýt nữa là quên giới thiệu cho cậu biết. Hoa Quốc Đống lại nghiêm túc mà giới thiệu Diệp Lâm cho Khương Thái Thanh. Không ngờ Khương Thái Thanh lại cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí có chút không coi ra gì. Sư phụ của cậu không giỏi. Khương Thái Thanh cười thần bí, để tôi giới thiệu cho cậu sư phụ của tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.